Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với chiếu phim anime. Ngày hôm nay, các bạn hãy cùng mình theo dõi bộ anime mới nhất nhé. Let's go! Các bạn đã từng gặp người thầy nào nói với học sinh của mình là trẻ không chơi già đổ đốn, hè năm lớp 11 rồi không cháy là hỏng, có gì cho đi chơi ké nữa nhé, như thầy Yasuda này không? Kể ra thì ổng cũng đẹp trai, mỗi tội vướng cái mỏ hơi hỗn, thi thoảng có những câu an ủi học trò đi vào lòng đất, ví dụ như em ơi đừng buồn nữa, chẳng phải chỉ là không có ngực thôi sao? Nhưng dẹp ông thầy này qua một bên đã, chuyện tôi muốn kể là về cô nữ sinh tên Hoji này cơ, tuy là ngực lép thật nhưng lại khối anh theo đuổi. Khổ nỗi nhà cô bao việc, thời gian đâu mà yêu với trả đương, tan học cái là phải chạy về nhà làm con ngoan của mẹ, dọn dẹp, rồi đón em trai về không thiếu một thứ gì. Tưởng rằng cuộc sống của Hoji cứ trôi qua một cách nhàm chán như vậy cho đến khi em trai nhỏ của cô mặt thì máu mũi chảy tùm lum, tay thì dắt theo một chàng trai ngầu đét về nhà. Ấy bạn đừng nghĩ bậy, không phải do cậu ta đấm thằng bé hay gì đâu, chả qua là nhóc Sota này chọc chó, bị nó dí ngã sấp mặt thôi, còn anh trai ngầu lòi này thì cứu nó, thấy cũng đẹp trai nên mang về nhà cho chị gái ý mà. Nhưng chờ đã, sao cậu ta lại biết tên của Hoji? Lại còn học cùng trường cùng lớp nữa, thế mà Hoji không nhận ra. Thật ra cũng không thể trách Hoji được, bởi hình tượng ở trên lớp của Mizamuza, gọi là Miza cho nó thân mật nhé, chính là một thanh niên otaku trầm tính. Không biết là do Hoji khoái hay là do em trai cô muốn chơi với Miza thật mà cô đã rủ Miza thường xuyên đến nhà mình chơi. Điều này làm Miza vô cùng ngạc nhiên, bởi cậu tưởng bộ dạng giang hồ của mình hôm đó đã dọa cho Hoji sợ mất mật rồi chứ, ai dè nhỏ lại khoái. Không chỉ nhìn thấy cậu cười lên rất đẹp trai mà còn khuyên cậu nên buộc tóc lên thường xuyên hơn và ném hai cái đít trai trên mắt đi. Qua một thời gian đến nhà của Hoji để mở ngoặc chơi với em trai cô ấy đóng ngoặc, thì Hoji phát hiện ra Miza khác xa với tưởng tượng của cô. Đầu tiên là không phải otaku, thứ hai là nhà bán bánh, thứ ba là mấy cái khuyên trên người là cậu ấy tự xỏ, thứ tư là đeo kính để giả danh trí thức, chứ thực ra học lực rất kém, thứ năm là lông mi rất dài, trông cũng hơi đẹp trai, và thứ sáu này cậu có rảnh không đi săn sale hộ tớ cái, Miza chả hiểu cái mô tê gì. Cậu chỉ biết là còn 20 phút nữa là hết giờ giảm giá rồi, không vượt rào và bật tốc biến thì e rằng không tới kịp, cậu vội đến mức bung xõa hình tượng trước mặt cô bạn cùng lớp luôn. Nhưng kể cả có vậy, thì Miza nghĩ cô bạn đó cũng không thể nhận ra đó là cậu được, cơ mà sao Hoji cứ thấy ghen nhỉ, cô thực sự không muốn ai khác thấy mặt này của Miza. Thực ra Miza cũng không muốn người khác thấy bộ dạng Hoji lúc ở nhà, mặc dù thi thoảng có cáu giận, cũng không bận tâm tóc tai, nhưng lại rất là dễ thương. Miza muốn khoảnh khắc đó chỉ thuộc về cậu mà thôi, cậu có biết là nói thế tôi khoái lắm không hả đồ ngốc? Đấy là tôi phiên dịch hộ Hoji, chứ cô ấy chỉ biết xấu hổ thôi. Cứ tưởng đến đây là hết bất ngờ rồi, ai dè vì kỳ này lớp họ phải học bơi, khiến Miza rén mà khai ra vụ hình xăm với Hoji. Đến nước này thì Hoji cũng là cạn lời, bây giờ ngoài mặc áo khoác mùa đông ra thì chẳng còn cách nào khác nữa. Mọi người trong lớp thấy Hoji tự nhiên lại đi nói chuyện với Miza thì lấy làm lạ, nhất là Toju, cậu chồng cây si Hoji lâu lắm rồi, tự nhiên thấy một thằng rõ u ám. Chẳng có tí gì hợp với Hoji xuất hiện bên cạnh cô ấy cũng thấy hơi chướng mắt. Miza thấy cậu ta nói cũng đúng, nhưng lòng lại thấy cay cay thế nào ý, ơ thế hóa ra chú thích Hoji thật à. Ok, Miza nói bé bé cái mồm thôi cả trường biết bây giờ, rời cả trường chưa biết, chứ người xem chúng tôi là biết tỏng từ đầu rồi đấy nhá. Cũng vì nói chuyện được với Miza vài câu nên bây giờ Toju mới dám hỏi đến việc sao lúc nào Miza cũng mặc áo khoác mùa đông vậy. Mồm thì kêu lạnh, chứ mồ hôi thì chảy ra như suối rồi kia kìa. Miza thành thật nói, người duy nhất được thấy tao không mặc áo chỉ có Hoji mà thôi. Câu này tất nhiên là gây hiểu lầm, nếu sau đó Miza không để lộ hình xăm của mình cho Toju xem, thấy hình xăm hàng riêu, Toju 3 phần ngưỡng mộ 7 phần kinh ngạc. Tự nhiên nhìn kỹ Miza thêm chút nữa, lại thấy cậu ta cũng đẹp trai mới chết, ớ lại còn xỏ cả khuyên tai nữa, thế này thì cháy quá rồi đấy. Vì Miza nói cậu với Hoji hiện giờ chỉ là bạn bè, nên Toju muốn xin phép cậu được hẹn hò với cô ấy. Ủa tính ra Toju không cũng biết tại sao mình lại cần xin phép Miza mà vẫn làm luôn á. Thế rồi giờ về hôm ấy, Miza lảng tránh Hoji, bảo rằng sẽ đi đón em hộ cô ấy để Toju có cơ hội tỏ tình với Hoji. Đây gọi là đưa tay em trao cho người mà lòng đau như cắt. Tất nhiên Miza không nhận ra điều đó, mà cậu chỉ cảm thấy buồn. Thậm chí còn chấp nhận việc mình không thể đến nhà Hoji nữa. Đúng là cậu không hợp với Hoji, cũng sợ bản thân làm hỏng danh tiếng của cô ấy. Còn Hoji chỉ thấy vô cùng tức giận, đánh cho cậu một trận ra bã vì cái tội tự ý hành động. À tất nhiên trước đó, cô đã từ chối Toju rồi. Sau hôm đó, mối quan hệ của Miza và Hoji đã gần gũi hơn một chút, mà Zada của mấy bà mẹ thì lại thường rất chuẩn. Mẹ Hoji chẳng mấy khi ở nhà, nhưng hôm nay lại đặc biệt chờ Hoji về để nghe hóng về người bạn mới của con gái gái, để mà nói về Miza.
thì Hoji chỉ có thể hình dung đến mấy vai phản diện trong phim trinh thám, làm mẹ Hoji lại càng tò mò. Thế mà khi hỏi đến tên cậu ta, Hoji cũng chỉ biết gọi là Mizamuza, chứ chẳng biết cậu ấy tên gì. Thôi chơi với nhau mà thế này là hỏng rồi. Giờ cô đi hỏi Miza trực tiếp xem cậu tên là gì thì cũng kỳ, nên Hoji đành bám đuôi cậu ấy đến tận phòng thay đồ. Mong có ai gọi tên Miza để mình còn biết, tiếc là hóng cả ngày cũng chẳng được gì, lại còn bị mang tiếng là thiếu hơi trai nữa mới đau. Đến giờ về, Hoji tình cờ bắt gặp Tozu, định hỏi cậu tên của Miza, thì đã thấy tiếng gì như tiếng trái tim tan nát của Tozu. Khổ thân thằng bé, mới bị từ chối xong giờ lại bị cờ rớt hỏi tên của thằng con trai khác. Thế nhưng trong cái khó lại ló cái khăn, mẹ Hoji cứ đòi gặp Miza cũng là một ý hay, biết đâu cậu ta lại giới thiệu tên với bà thì sao. Thế là hôm sau, Miza đã được ra mắt với phụ huynh, cay một nỗi là lúc đấy Hoji lại không có ở nhà. Đã vậy Miza còn nói, được mẹ Hoji gọi bằng tên hơi xấu hổ. Vì khi cậu lớn thì ít ai gọi như thế nữa, đến nước này thì Hoji cũng vứt hết liêm sỉ, muốn biết rốt cuộc bà ấy gọi Miza như nào thì dùng Kun để gọi á. Hoji cạn lời luôn, cô khổ tâm mấy ngày nay chỉ vì muốn biết tên của Miza chứ không phải là cách gọi, nghe được lý do thiểu năng này. Miza cười ra nước mắt, còn bị em trai khịa cho nhục như con cá nục luôn. Cũng may là sự nhục nhã này cuối cùng cũng đổi được một tờ giấy có tên. Izumi Mizamuza, biết thì biết rồi, nhưng gọi bằng tên thì xấu hổ quá. Hoji liền đánh trống lảng, cậu cũng không biết tên tôi chứ gì. Là Kizoko đúng không? Nghe xong Hoji nhục không còn gì để nói, nếu cái tên Izumi đã không ai gọi, thế thì để tôi gọi cho. Vì gọi Miza thì hơi giống con gái, mà gọi Mizamuza thì dài quá, nên tôi sẽ gọi là Izumi, cho phận FA này khỏi ghen tị với không khí ngày càng gần gũi giữa họ nhé. Như đã nói, thì Hoji trên trường là một cô gái vừa xinh đẹp vừa uy tín, nên không tránh khỏi việc gì cũng đến tay vì bị hội học sinh đẩy cho nhiều việc quá. Mà bọng mắt Hoji mém nữa dài đến cằm luôn, hai anh chàng xin lỏ cũng muốn giúp lắm, nhưng làm gì có não đâu mà giúp, trả bù cho hội trưởng hội học sinh, học lực đã top 1 thì chớ, lại còn học giỏi. Đã học giỏi thì thôi, lại còn có cô bạn gái hot hòn hot, mà nguyên nhân Hoji bị đẩy việc cũng chính là đây chứ đâu, vì bạn gái hội trưởng, ngoài cái đẹp ra thì chẳng được cái tích sự gì. Izumi thấy Hoji bị vắt kiệt sức, đang nghĩ cách làm sao an ủi cô, thì cô bạn gái xinh đẹp của hội trưởng từ đâu bay tới va trúng cậu, để lại cho Izumi một đống hỏi chấm trên đầu cùng một cuốn tài liệu. Sáng hôm sau, khi Izumi vừa đến trường đã thấy mọi người tập trung lại hóng biến, ra là hội trưởng hội học sinh đang cãi nhau với Hoji. Vì họ bị thiếu mất tài liệu, hội trưởng thì cứ bênh chằm chặp cô bạn gái, đổ hết tội lỗi lên đầu Hoji. Còn Hoji đã quá mệt mỏi rồi, cũng chẳng biết lấy cái gì ra mà cãi lại. Lúc này Izumi hết sức bình tĩnh bảo Tozu cầm cặp giúp mình. Tháo cặp kính cận xuống rồi đến bảo Hoji méo việc gì phải xin lỗi cả. Sau đó túm lấy cổ áo hội trưởng, cho anh ta ăn một trưởng thiết đầu công, làm mọi người ngơ cả luôn. Cái này cũng chỉ trách cô bạn gái tưng tửng của hội trưởng, làm rơi đồ mà còn đổ tội cho người ta, mém nữa khiến độ uy tín của Hoji giảm xuống một nửa rồi. Hỏi về việc tại sao Izumi không trực tiếp giải oa luôn, mà phải húc cho tên hội trưởng đó một phát mới chịu, một là do cậu tức á. Còn chủ yếu là do Izumi ghen, vì Hoji luôn làm theo tất cả những gì mà hội trưởng yêu cầu, Hoji bị dồn hỏi đành phải kể ra cô đã bắt nạt hội trưởng từ nhỏ đến lớn rồi. Nên bây giờ bù đắp tí thôi, thế nhưng ai cũng nghe ra, Hoji chắc chắn là bị hội trưởng nắm thóp rồi. Mà cũng kể từ hôm đó, cứ mỗi lần hội trưởng gặp Izumi là lại bị sang chấn tâm lý, còn cặp đôi Izumi và Tozu thì càng đánh càng thân. Ý tôi là đánh bóng bàn ý, họ vừa đánh vừa bàn đến việc mua quà sinh nhật cho Hoji, vậy mà đánh hay đến nỗi cả bọn hóng dài cổ vẫn chưa thấy ai thắng. Vì kỳ nghỉ đông sắp tới, em trai buồn vì Izumi không đến nhà nhóc chơi nữa một, thì Hoji buồn mười. Chẳng mấy chốc mà họ sẽ tốt nghiệp trung học, cho nên em trai khuyên cô đánh nhanh rút gọn đi chứ anh rể chạy mất giờ. Ấy đấy là tôi nói, chứ Sota thì chỉ tặng quà sinh nhật chị gái cùng với Izumi thôi, cậu tặng thứ mình thích cho Hoji, đây là ngụ ý, dù là thứ anh thích cũng đều là của em đúng khung dị quý dị, năm 3 trung học sẽ đến rất nhanh. Nhớ lại thì từ tiểu học cho đến cấp 2, Izumi cũng đều bị các bạn xanh lá xa lánh vì kỳ quặc, đã mang tiếng rồi, Izumi cũng chẳng tiếc tự làm đau bản thân xỏ thêm một cái khuyên tai. Mãi cho đến khi gặp Hoji, thì số lỗ trên người Izumi mới ngừng tăng lên, cô không giống như các bạn cùng lớp chê cậu dị, mà còn đối xử vô cùng ấm áp với Izumi. Quay trở lại hiện tại, sang năm học mới nên nhà trường chia lại lớp, Tozu biết người bạn chí cốt hơn trăm người bạn tốt Izumi của mình học cùng lớp, thì nghĩ phát này tình yêu đơm hoa con mẹ nó rồi. Làm mọi người tưởng họ đang lén lút yêu đương cơ đấy, tin đồn này khiến trai thẳng như Izumi trái tim tan nát, nhưng cái cậu lo sợ hơn là họ thực sự có coi cậu là bạn không. Dù sao cũng bị xa lánh từng ấy năm, sự quan tâm này khiến cho Izumi nhất thời chưa tiếp nhận được, mọi người cũng cảm nhận được điều đó.
nên Tozu đã tìm đến Izumi đang chiêu ở trên tầng thượng để nói chuyện. Nhưng Izumi nghe đâu có lọt tai, tất cả những gì cậu muốn biết bây giờ là Tozu nghĩ sao về cậu. Ừ thì trông cái mặt thấy ghét, đã thế còn thân với Hoji nên càng đáng ghét hơn, lại còn vừa phiền vừa dị, cơ mà được cái xinh, khéo khi tháo kính buộc tóc lên còn xinh hơn khối đứa con gái. Hai thằng con trai nói xong câu này cũng thấy có gì sai sai, nhưng có qua thì phải có lại, Tozu cũng muốn biết Izumi nghĩ gì về mình. Ừ thì chính là hơi phũ, khi là người đầu tiên sau từng ấy năm lại gọi cậu là thằng quái gở, Tozu cũng đâu có bảo ghét cậu, câu này khiến Izumi cảm động gớt nước mắt. Cảnh mùi mẫn trên sân thượng vừa kết thúc thì hai đồng chí đã bị Hoji cho biết thế nào là lễ hội, bài tập thì không làm lên đấy hú hí làm cái gì không biết. Thì thiết lập tình đồng chí chứ còn gì nữa, sau hôm đấy họ đã xưng hô thân mật bằng tên rồi đây này. Một tên nam trà xanh còn chưa đủ đô, tác giả tiếp tục cho bạn gái của hội trưởng ra sân, cô nàng thấy Izumi rất là ngầu. Mà Hoji cũng bảo không thích rồi nên cô nàng muốn xin cậu về làm bạn trai, tất nhiên là Hoji không cho. Dù chỉ đang là bạn, cũng ứ cho đấy, Izumi chỉ được là của cô thôi, Hoji cũng không biết sao mình lại kích động như vậy. Nhưng kể từ hôm đó, ánh mắt Hoji nhìn Izumi đã có gì khang khác, em trai Hoji thì càng lớn càng ham chơi, nên Hoji lại càng có nhiều thời gian riêng tư với Izumi hơn. Cơ mà nó lạ lắm, xem phim kinh dị đáng lẽ ra phải chàng dỗ nàng, đằng này thì ngược lại, Izumi sợ đến mức tiếng chuông điện thoại kêu cũng dọa cho cậu sun vòi. Hôm nay mẹ Hoji về muộn, vừa hay điện trong nhà lại chập chờn, thấy Izumi rén như thế, Hoji liền bỏ cái xe di phim ma dài như cô dâu 8 tuổi ra an ủi cậu. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Izumi lại nhìn vào tay Hoji, tuy trên lớp đã so sánh, nhưng nhìn gần mới biết nó nhỏ xinh vậy, khác hẳn với tay Izumi nhiều vết chai. Mà chẳng biết so tới so lui thế nào, Hoji thừa cơ nắm lấy tay người ta rồi nói thích, ý là tôi thích tay của ông chứ đừng nghĩ nhiều nha. Izumi bình tĩnh lại một hồi rồi nói mình cũng rất thích, vậy là hai người tay trong tay tỏ tình với cái tay của đối phương, lưu luyến đến mức khi Izumi rửa tay cũng thấy như vừa mất đi gì đó. Ở trên trường, Tozu tình cờ hóng được việc Hoji tuyên bố chủ quyền với tóc hồng, mà lòng cậu đau như cắt nước mắt đầm đìa, chẳng biết chuyện sau đó thế nào. Mà Izumi đã lên lớp với một vết bầm trên mặt, tất nhiên là do Tozu đấm, đang định thương Izumi thì Tozu xuất hiện với tổn thương X10, làm Hoji cũng không nói được gì thêm. Ban đầu Izumi cũng chỉ học nhóm với Tozu như bình thường, sau đó Tozu đã không nhịn được mà nói, Hoji thích mày đó, thế nhưng Izumi lại cứ không dám nhận. Đúng hơn là cậu không dám tin, mà Izumi càng chối lại càng khiến Tozu ngứa mắt, hai người cứ đấm qua đấm lại, à tôi nhầm. Là Tozu đấm qua, rồi Izumi đấm lại, sau đó nguyên nhân họ tẩn nhau là gì ai cũng biết, chỉ có một mình Hoji là không biết. Chẳng còn gì có thể chữa lành trái tim tan vỡ tốt hơn một tình yêu mới, và tác giả đã đưa Sakuza đến bên Tozu, hoặc ít nhất là tôi nghĩ thế vì Tozu đã khen cô ấy ngầu, nhưng Tozu còn khổ dài. Được Hoji mua cho một hộp kem, phải nhận qua Izumi đã đành, thế mà nó lại là vị dưa lưới cậu không ăn được, họ chỉ còn cách chặn đầu hội trưởng, bắt anh ta ăn cho đỡ phí. Thế rồi một thằng lưỡi trắng vì ăn kem sữa, một thằng lưỡi xanh vì ăn kem dưa, riêng lưỡi Tozu chẳng có gì, được cái lưỡi rất dài. Chuyện lạ này phải kể cho Sakuza với Jimmy nghe mới được, sau lời của hội trưởng, Tozu mới biết cô gái cậu vừa khen ngầu tên là Sakuza. Cũng phải nói dàn hen của hội trưởng cũng đông quá rồi đấy, đã thế lại có phòng điều hòa phờ di, bị nói vậy. Hội trưởng đành mời rơi họ, lúc nào nóng thì qua hưởng ké điều hòa cũng được, ừ thì mời rơi, nhưng họ đi thật. Trong khi Hoji và Izumi thua oẳn tù xì phải đi mua nước, mọi người mang cuộc tình tay ba của Tozu với Hoji và Izumi ra mổ xẻ, cũng chẳng biết đôi đó đi mua nước ở mãi Việt Nam hay gì mà vẫn chưa về. Hay là đang làm gì rồi, Tozu nghe thấy câu này mà hoảng luôn, mãi đến khi Izumi quay về, tự nhiên lại ghé tai Tozu nói, xin lỗi nhé, lỡ làm rồi. Thì Tozu thần hồn nát thần tính luôn, không chịu nghe Izumi giải thích, lại còn hóng được mọi người bảo cái gì mà nguy rồi, sao lại làm ra nông nỗi đó. Rồi thì đúng là đàn ông đích thực, thôi thà Yuki cầm bút chì tiễn cậu đi luôn cho rồi, khỏi cần nghe Izumi với Hoji xin lỗi làm gì nữa, lại còn gạo nấu thành cơm nữa chết chết. Phải đến khi Tozu mở lon coca, bị nước tạt vào mặt thì cậu mới tỉnh ra, Sakuza thấy cậu đúng là dễ thương, bị làm rơi lon coca thôi mà có cần hoảng vậy không. Chuyển cảnh đến nhà Hoji, cô và Izumi đang học nhóm, điều hòa thì hỏng, cũng may là Izumi không sợ nóng, cậu bảo đi ngủ cậu có bao giờ mặc đồ đâu, chính ra cái này rất là bình thường. Nhưng Hoji lại phản ứng thái quá, chắc là do trí tưởng tượng phong phú của cô ý mà. Thế rồi Hoji thử bảo Izumi cho mình xem mấy hình xăm trên người, ơ kìa bảo cởi là cởi thật luôn à. Izumi không biết phải làm sao mới vừa lòng cổ luôn, tại Hoji chẳng thấy Izumi xấu hổ bao giờ cả. Chỉ mình cô đỏ mặt thôi thì thật không công bằng, thế là phải xấu hổ đúng không, để Izumi cởi áo lần nữa rồi diễn nét xấu hổ nhé. Với lại Izumi cũng không phải không biết ngượng đâu, lần trước khi gặp lại bạn cấp 2, khi bị cậu ta hỏi,
cô gái hay đi cùng Izumi là bạn gái à? Izumi cũng rất bối rối đấy nhé, mà nhắc đến Tào Tháo đến ngay, thằng bạn đó vừa gửi cho cậu một ảnh, cậu ta khoe bạn gái của mình. Và đơn phương tuyên bố sẽ tổ chức hẹn hò đôi, làm Izumi đỏ hết cả mặt, nhanh tay thủ tiêu chứng cứ, sau đó gọi điện chửi vào mặt thằng bạn một trận. Thì ra Izumi cũng biết nổi giận à, chưa từng thấy cậu ấy làm vậy với Tozu bao giờ, thật ra Izumi thấy mình với Tozu chưa đủ thân thôi, thân hơn là cậu chửi lâu rồi đấy. Hôm khác, Hoji đang đi mua đồ thì gặp ngay thằng bạn trời đánh của Izumi, tất nhiên cô không biết cậu ta là ai cả, vừa hay Izumi với Tozu cũng vừa lúc đi tới. Người thấy mùi nguy hiểm, Izumi ngay lập tức lao vào đấm cho Shindo không kiêng nể, thằng này là ai chứ không phải bạn cậu. Đó là lời Izumi nói, và tất nhiên là Hoji không tin, vì trong hai người họ không có vẻ gì là không thân cả. Quả thật, hồi cấp 2, Izumi vẫn như thường lệ bị các bạn coi như vô hình. Shinzo là người đầu tiên nói chuyện với cậu, mặc dù cậu ta còn chẳng biết Izumi tên là gì, và rồi Shindo cứ tự nhiên như ruồi trở thành bạn của Izumi, mà không hề để ý đến những lời đàm tiếu qua loa linh tinh. Có thể nói Shindo là người đã thay đổi cuộc đời cấp 2 của Izumi, và lên cấp 3, người làm điều đó chính là Hoji. Vì thế mà khi Hoji bị sốt, nhận được tin tình báo của Sota, Izumi đã ngay lập tức đến chăm sóc cô. Nhưng Izumi không hiểu, cậu chỉ định rời đi lấy nước một chút thôi, tại sao Hoji lại phản ứng mạnh mẽ đến vậy? Thì ra, như tôi đã nói, mẹ Hoji chả mấy khi ở nhà vì bận việc, cho nên Hoji vẫn luôn trải qua ốm đau buồn vui một mình, bây giờ có Izumi bên cạnh. Nên Hoji sợ cậu cũng chạy đi mất, giống như hiểu được cảm giác của cô, Izumi nói sẽ ở lại cho đến khi Hoji chán cái bản mặt đẹp trai của mình, rồi đuổi cậu đi mới thôi. Có vẻ ốm đau không phải là lúc thích hợp để tỏ tình, nhưng Izumi vẫn nói, tôi thích bà đó, đã từ rất lâu rồi. Chắc cậu tưởng Hoji ngủ rồi nên mới dám nói vậy, chứ thực ra Hoji vẫn thức, thậm chí còn bị sốc đến khỏi cả ốm rồi đây này. Mặc dù vậy, nhưng hôm sau Hoji vẫn giả bệnh để trốn học, bởi cô không biết phải đối mặt với lời tỏ tình bất chợt của Izumi như thế nào, nhưng chạy trời không khỏi nắng. Hoji làm sao có thể trốn mãi khi em trai đã nói với cô rằng, chiều nay vừa thấy Izumi khoác tay với chị xinh lắm, bảo yêu mình, xong khoác tay người khác, đấy mà là yêu mình à? Đấy là ghét mình rồi. Thế là Hoji quyết định dỗi, đến lớp cũng không thèm quan tâm Izumi nữa. Còn Izumi là vẫn nghĩ Hoji chỉ đang chạy trốn lời tỏ tình của cậu mà thôi, cậu đâu có biết, điều khiến Hoji điên lên là vì cậu đi với gái đâu. Izumi thì vẫn ngây thơ vô số tội gọi cô bạn đó bằng tên, Chika, thế là dở rồi, bây giờ thì kể cả đó là bạn gái của Shindo đi chăng nữa. Thì Hoji cũng chẳng muốn nghe cậu giải thích thêm một lời nào, trực tiếp ném quyển sách thẳng vào mặt cậu rồi bỏ đi. Kể ra Hoji cũng thấy mình làm hơi quá, lỡ đâu Izumi lại nghĩ cô là đứa bạo lực thì sao. Nhưng không, cậu rất tử tế trả lại hung khí gây án cho Hoji, mặc dù ban đầu không khí còn hơi gượng gạo, vì cả hai đều cảm thấy có lỗi nhưng không biết mở lời thế nào. Thôi thì việc ném sách cũng không khiến Izumi để bụng, mà việc cậu chỉ biết tên mà không biết họ của cô gái kia cũng làm Hoji vui, nên hai người nhanh chóng làm hòa với nhau. Không khí đột nhiên trở lên mập mờ, bây giờ mà bày tỏ tình cảm nữa thì lại chuẩn đét, thế mà chẳng biết từ đâu, một ông chú mồm phả ra khói thuốc hình trái tim xuất hiện. Còn sán lại gần Izumi, khiến cho Hoji lập tức cho ông ta một sút giữa đầu, con với chả cái thế đấy, ăn rồi báo không hả? Tôi cũng ngơ y như Izumi, vì không ngờ bố của Hoji nó lại trông như thế này, sau khi lừa Hoji đi nấu cơm cho ông ăn. Cứ tưởng Kijosuke sẽ đấm cho đối tượng tình nghi sẽ cướp mất con gái mình một trận ra bã, nhưng nó lạ lắm, ổng lại khen lông mi của Izumi dài. Ban đầu chưa xác định mối quan hệ, thì Kijosuke chỉ trêu cho Izumi sợ hết hồn chơi chơi thôi, đến khi ông hỏi, hai đứa là người yêu của nhau hả? Mới phát hiện họ không hẹn mà đỏ mặt, liền tuyên bố, ta không thích con trai để tóc dài, ủa chắc tóc ông ngắn lắm á. Kijosuke cứ nghĩ với khuôn mặt này Izumi sẽ hút gái lắm, ông đâu có biết môi Izumi chỉ ăn cơm với cá, chỉ mong được hôn má Hoji. Họ đang tâm sự thì mẹ Hoji về, nét mặt bà rất đờ ra ma, còn làm rơi cả bịch đồ ăn, cứ tưởng là có biến, hóa ra bà chỉ đang lo không mua đủ đồ để nấu ăn thôi. Thấy thế Izumi đành lịch sự ra về, trên đường tiễn Izumi về, Hoji đã mạnh dạn nắm lấy tay cậu, Izumi cũng rất tự nhiên mà đan ngón tay mình vào. Cậu bày tỏ rằng mình rất sẵn lòng để bước vào thế giới của cô từng chút một, Izumi chỉ ngầu và bình tĩnh được 3 giây. Hoji vừa mới rời đi, cậu đã rung động đến nhũn cả người, tình yêu này thành, ai cũng vui, chỉ có một Tozu là buồn, Tozu khóc mà Tozu hổng dám nói. Nhưng nét buồn đó lại không qua được mắt của Sakuza, mà sự lo lắng của Sakuza lại không qua được mắt của Jamie, tuy nhiên Sakuza lại không nghĩ. Người có nhan sắc như Jamie có thể hiểu được tình cảm đơn phương này của cô, nên chỉ bỏ đi mà không nói. Người ta bảo cô ở bên cạnh Jamie giống như người đẹp và quái vật vậy. Nhưng khoan đã nào, Jamie là bạn tốt của cô cơ mà, người đầu tiên không chê cô vẻ ngoài lạnh lùng, mà còn bảo cô rất dễ thương, sao có thể nặng lời với cô ấy được.
Phía Tozu, cậu cố tỏ ra là mình ổn cho Izumi đỡ áy náy, chứ sâu trong nước mắt là biển rộng, Izumi. Câu này Hoji thốt lên làm cậu giật nảy mình, cứ tưởng Hoji thế mà lại gọi tên mình, hóa ra là hôm nay sẽ có bạn của Sota đến chơi. Vừa hay nó cũng tên là Izumi, nhưng được nước lấn tới, cậu cũng muốn được Hoji gọi mình bằng tên, đồ ngốc Izumi này. Cơ mà tên tớ làm gì có chữ đồ ngốc, và thế là Hoji thẹn quá hóa giận mắng cậu ta là đồ ngốc liên tòi tọi, khiến cho em trai đến là xí hổ vì bà chị trẻ trâu này của mình. Không biết từ bao giờ, nhà Hoji lại có thêm một miệng ăn nữa, người này tuy là con rể của bố, của mẹ Hoji, nhưng lại không được chào đón cho lắm. Cũng may Hoji còn cho Kyosuke chút mặt mũi, dẫn Izumi đến nhà chơi với ông, ủa thằng này là thằng nào, bạn thân của ba chứ ai. Quả nhiên vừa bỏ kính ra, thái độ của ông với Izumi đã khác hẳn, nhanh chóng rủ người bạn thân này của mình đi tắm chung, Izumi từ chối cũng không được. Thế nhưng tiếng động truyền ra ngoài có vẻ không được ổn lắm kiểu, chú ơi đừng ngất, cháu có hình xăm chứ không phải dân giang hồ đâu. Tắm xong họ dùng bữa, chớ trêu thay đũa của Kyosuke lại là loại dùng một lần, còn Izumi thì lại có bộ chén đũa riêng của mình. Đã vậy cậu còn có bộ chăn đệm của riêng mình mặc dù chưa ngủ lại lần nào, còn ông thì không, quyết rồi đêm nay thằng nhóc này sẽ ngủ với ta. Mặc dù ổng biết tổng thứ cậu muốn là ngủ ở phòng con gái mình cơ, thôi thì thích con gái ông thật lòng là được. Trong khi ông chú ngáy khò khò cả đêm, thì Izumi lại chẳng ngủ được mấy. Tất nhiên là cậu vẫn rất vui vì cảm nhận được sự ấm áp từ gia đình của Hoji. Nhưng cảnh họ cùng nhau ra khỏi nhà đã vô tình bị bắt gặp, tin đồn chàng trai u ám hẹn hò với hot girl Hoji của trường nhanh chóng lan truyền với tốc độ chóng mặt. Đa số đều là cười nhạo, làm cho hai người bạn tốt của họ là Tozu và Yuki cay lắm. Tuy đối mặt với việc này, Hoji lại không một chút để tâm, nhưng bản thân Izumi vẫn thấy mình liên lụy đến cô. Nên sáng hôm sau, cậu đã đến lớp với kiểu tóc mới ngầu lòi, việc này không chỉ khiến cho Hoji sốc tận óc, mà còn khiến cho thái độ của đám con gái quay ngoắt 180 độ, bao lấy cậu như của lạ. Tất nhiên là sau đó vẫn phải bỏ chạy vì bá khí lạnh như băng mà Hoji tỏa ra. Tóm lại nếu bỏ qua phản ứng ố dề của Su với hình tượng mới của Izumi, thì việc quá đáng nhất mà Izumi phải chịu là bị đám con gái chụp lén. À tôi nhầm, người quá đáng hơn cả là photographer Hoji đang nháy cháy máy này đây. Kyosuke thì lại một lần nữa không nhận ra thằng bạn thân của mình, còn người khóc thảm nhất khi nhìn thấy Izumi tóc ngắn chắc là Shindo. Cậu ấy chỉ mang kẹo thừa đến cho Izumi thôi mà đã phải tiếp nhận loại chuyện này thật là hơi quá sức. À nói là kẹo thừa, bởi vì bao nhiêu vị ngon đã bị bạn gái Shindo lấy hết đi rồi. Mấy vị còn lại bình thường nhất chắc là có phô mai, cái vị mà Shindo chúa ghét, cơ mà được Izumi đút cho thì khó nuốt đến mấy cũng phải ăn. Ủa alo? Này hình như sai sai nha. Hoji đen đủi bốc phải kẹo vị đất sét, Izumi thấy thời đến cản không kịp, Shindo đang bận đau khổ vì phải ăn kẹo phô mai. Nên chớp thời cơ nếm thử vị kẹo đất sét xem nó dư thế nào, viên kẹo bằng một cách mà người FA như chúng ta không thể biết được chuyển qua miệng của Izumi, đúng là vị đất sét thật. Hôm sau, Izumi phát hiện ra có một cô gái cứ nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống, sau đó lại cứ bám theo cậu. Cộng combo hỏi xem bao giờ cậu mới chia tay Hoji, những người chưa xem phim chắc còn đang nghĩ, con bé này tán tỉnh quái đản thiệt chứ. Nhưng nầu nầu người con bé thực sự thích là Hoji cơ, pha bẻ lái này đúng là không ai đỡ nổi, cảnh giành người thú vị đến nỗi Tozu phải nhanh chóng gọi bạn hiền Yuki đến xem. Tình trạng bám giết thế này cứ diễn ra liên tục đến nỗi Izumi phải lấy đặc quyền bạn trai, bảo Hoji phải cách ly con bé này ra. Izumi còn tưởng con bé không thấy Hoji thì sẽ bỏ cuộc, ai ngờ con bé cứ bám giết lấy cậu, ủa ai bám tôi đang về nhà mà. Đúng là tạo hóa trêu ngươi, hai người lại là hàng xóm sát vách, tình cờ thế nào hôm nay con bé lại lú. Quên mất chìa khóa, để ở ngoài cũng tội, nên Izumi đành để nó vào nhà mình, đến Hoji còn chưa tới đây lần nào đâu đấy. Được nhóc này khen cậu chăm sóc người khác giỏi, Izumi liền cười không ngậm được mồm, nhưng khi thấy cô bé ngậm ngùi nói, mình cũng đã từng có một người anh như vậy. Cậu lại trở nên nghiêm túc bảo cô bé, lần sau nếu muốn ăn bánh nữa có thể tới, như lời mẹ Izumi nói, quả thật anh trai của cô bé đã mất từ năm ngoái. Izumi tự nhiên muốn đối xử nhẹ nhàng với nhóc đó hơn một chút, à tại dù sao cũng là tình dịch mà. Tuy nhiên khi cô bé bị trêu ghẹo, muốn dựa vào cậu một chút thì Izumi cũng không ngại bảo vệ cô bé. Tất nhiên sự hữu nghị tạm thời đó sẽ biến mất ngay sau khi Hoji xuất hiện. Tối nay Hoji đã rất tinh ý bật phim kinh dị với nội dung con gái đổ sát cha ruột để nhắc nhở ông bố mình đừng làm phiền đến thời gian riêng tư của mình với Izumi nữa, mà mãi ổng mới chịu đi. Ừm thì tại Izumi vẫn chưa từng làm gì cô mà. Hoji tự nói rồi tự ngượng chín mặt, Izumi thấy cô dễ thương quá phải hôn cho một cái mới chịu được. Thì ông bố tự nhiên thiếu tiền lẻ quay về, thế là ông có ngay một slot diễn lại cảnh của bộ phim, đồ sát cha ruột vừa rồi. Tập tiếp theo chắc quay lại quá khứ, tại tóc của Izumi vẫn dài đây nè, nhưng cậu sẽ không phải nhân vật chính, mà là chàng thanh niên Tozu với nét man mác buồn.
đã bị Yuki thu hết vào tầm mắt này đây, buồn thì giúp Yuki bê rác cho bớt buồn nè. Tozu cũng nhận ra, dạo này Yuki hình như quan tâm cậu hơn hẳn thì phải. Mải suy nghĩ, cậu va vào Sakuza lúc nào không hay, khiến cho rác rơi ra làm bẩn hết quần áo của cô. Khi Tozu chạy đi lấy áo cho Sakuza thay, cô đã rất tò mò hỏi Yuki xem có phải hai người đang hẹn hò không. Tất nhiên Yuki xua tay lắc đầu, cơ mà nét mặt cô nó lạ lắm, dù sao cũng là Tozu đích thân lấy áo của cậu để cho Sakuza thay mà. Sau đó việc Sakuza xuất hiện với cái áo rộng thỉnh thoảng cũng không khiến hội trưởng bất ngờ bằng câu hỏi của cô, anh thích Jamie ở điểm nào thế? Có lẽ là do anh muốn ở bên bảo vệ cô gái yếu đuối đó chăng? Mặc dù nếu nhìn theo một cách nào đó thì là Jamie bảo vệ anh mới đúng, giống như cách mà cô ấy bảo vệ Sakuza vậy. Thế nên cô càng không được để Jamie thất vọng, mạnh mẽ lên cô gái, đến trả Tozu cái áo, tiện thể tặng cho cậu ấy túi bánh nào. Mặc dù quá trình hơi cồng kềnh, nhưng quan trọng là kết quả mỹ mãn, cơ mà điểm lại tới rồi. Ở tiệm sách, Yuki đã nhường một cuốn sách mà cô phải tìm rất lâu mới thấy cho người khác. Cái này giống như điểm báo vậy, quả nhiên cô đã biết chuyện Tozu được tặng bánh. Hoji quen biết Yuki không quá 3 năm, nhưng vẫn biết cô ấy là một người luôn nhường nhịn, nên thường để thứ mình thích tụt khỏi tầm tay. Lần này Yuki không muốn như vậy nữa, cô tìm đến con trai bà bán bánh mì Izumi để xin cậu ấy chỉ giáo cách làm bánh. Tuy nhiên sau một tuần trời, bánh mà Yuki làm nhìn không được giống bánh cho lắm. Mặc dù Izumi đã bảo Tozu sẽ không chê đâu, nhưng hắn đã chê ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chỉ là chê xong còn không quên đớp một miếng, sau đó chê tiếp. Tozu mong là mẻ bánh tiếp theo, cậu sẽ không phải chê như vậy nữa. Câu này khiến Yuki vui mừng không thôi. Có vẻ như sợ Izumi ở lại sẽ chiếm hào quang của cặp đôi chính tập này, nên tác giả cho cậu đến Hokkaido thăm gia đình 5 ngày. Và khiến pin điện thoại của cậu hết, khiến cậu quên mang sạc, và khiến tất cả mọi người không ai có sạc giống của cậu luôn. Hoji bên này không liên lạc được với cậu. Tất nhiên là ngày nhớ đêm mong, mỗi lần có tiếng chuông điện thoại là mong như mong mẹ đi chợ về, để rồi lại phải thất vọng. Cuối cùng cũng chờ được đến ngày Izumi về, nhưng cậu lại chẳng xuất hiện. Hoji liền ngóng tin tức, xem có đài nào báo tai nạn máy bay không. Bên này, Izumi vừa về đến nhà đã ngay lập tức cắm sạc điện thoại, sau đó 800 cái tin nhắn của Shindo làm tiếng chuông kêu váng cả đầu. Nhưng chỉ cần một tin nhắn của Hoji, cậu đã lập tức đầy lo lắng chạy ra khỏi nhà, vừa hay cô ấy cũng chạy đến tìm cậu. Nhìn thấy người Hoji lập tức ôm lấy, trước kia đọc truyện Kiều thấy bảo xa một ngày cứ ngỡ ba thu cô còn không tin, bây giờ thì tin rồi. Một hôm khác, nhóm con gái cùng nhau mở đại hội vạch mặt, họ thấy việc Hoji cứ bắt Izumi phải xem phim kinh dị cùng mình, rồi để cậu ấy sợ vãi linh hồn ra, trong khi cô lại không hề tỏ ra sợ hãi là một việc không dễ thương tí nào, đúng nhận sai cãi cho cô. Hoji thấy không cãi được nên về nhà cũng giả vờ sợ, nhưng Izumi căn bản là không tin, cô lại thử hét lên sợ quá, ngược lại dọa Izumi hoảng hốt luôn. Thấy tình hình không ổn, Hoji định dùng chiêu cuối cùng, nắm tay, ai dè vừa chạm vào tay cô, Izumi đã hét lên như chưa bao giờ được hét. Sau đó vì sức chịu đựng có sự giới thiệu mà ra khỏi phòng để giải lao tí, khiến Hoji cử tưởng thôi xong, quả này bị ghét rồi. Tất nhiên là không phải vậy, Izumi thấy Hoji cũng rất dễ thương mà, lại còn ngốc nữa, vì Hoji không thể nào giống như những cô gái bình thường trong mắt cậu được, cô vốn đã luôn đặc biệt nhất rồi. Tất nhiên Hoji cũng vậy, tất cả những gì của Izumi đều đặc biệt, là đặc biệt thích, không xem phim nữa, tiếng tim đập của cậu còn thú vị hơn. Izumi cũng muốn nghe, tim Hoji đang nói gì vậy, nó lạnh. Và thế là họ, e hèm, họ làm gì tôi cũng không biết nữa, chỉ biết Sota cũng cảm nhận được, chị gái của mình hình như bị cướp mất rồi, đâu có, là em có thêm một anh trai nữa mới đúng. Thêm chuyện của một couple phụ nữa, về cô gái yếu đuối Jamie và người bạn trai cũng yếu của cô ấy, đấy là Jamie nhận xét như vậy, hội trưởng không hề mạnh mẽ như vẻ bề ngoài mà mọi người hâm mộ. Thậm chí đó giống như một thứ gánh nặng với hội trưởng vậy, nhận được tín hiệu SOS đó, Jamie quyết định đến giải cứu công chúa của mình. Cô giả vờ sợ con nhện để tiếp cận anh, nhưng mặt hội trưởng kiểu, tôi còn sợ hơn đây này. Tuy nhiên anh vẫn gồng mình giúp cô, giỏi ghê thưởng một cái xoa đầu, Jamie vẫn nhớ, lần đầu tiên cô gặp hội trưởng. Là khi cậu phản bác lại câu, Jamie đi với Sakuza cứ như người đẹp và quái vật, hội trưởng thấy họ đều bình thường giống nhau mà. Không biết là ấn tượng vì có người bên bạn mình, hay do cô sinh thế này mà bảo cô bình thường, Jamie đã tiếp cận hội trưởng. Ban đầu ba người chỉ là trao đổi sách với nhau, sau đó là đến thăm thư phòng nhà hội trưởng. Ở đó Jamie ấn tượng với một cuốn sách về ngày tận thế, nếu ngày đó thực sự đến, chắc cô sẽ dùng hết thời gian còn lại để ăn đồ ngọt thỏa thích mất. Jamie còn phát hiện ra hội trưởng là một người vô cùng tinh tế, cô chỉ buộc tóc cao hơn một chút thôi mà cũng phát hiện ra. Hai người ngày càng thân thiết hơn, nhưng hội trưởng thì vẫn hơi ngại vì thằng bạn anh thích Jamie. Thực ra cái đấy Jamie biết lâu rồi, nhưng cô chỉ quan tâm mình hội trưởng thôi.
chỉ là cô càng tỏ ra muốn gần anh bao nhiêu, hội trưởng lại càng né bấy nhiêu, nên Jamie đành mượn cuốn sách hôm trước để hỏi hội trưởng nếu ngày mai là tận thế thì anh sẽ làm gì. Thừa nhận mình thích Jamie, sau đó trở thành cát bụi, thấy anh mặt đỏ bừng khi thú nhận tình cảm của mình, Jamie cũng không kìm được mà nói yêu anh và thế là họ thành người yêu của nhau. Quay lại với couple chính của chúng ta, họ làm trò con bò như bao cặp đôi khác, Hoji sơn móng chân cho Izumi, nhưng ở góc độ thế này, Izumi không thể nào kiềm chế được dòng máu S đang sục sôi trong người, bụp, cậu đạp chân lên đầu Hoji, bất chấp việc có thể bị ăn và ngay sau đó, chết mẹ. Bà không nói gì, Izumi quỳ xuống cầu xin cho cẩn thận, nhưng Hoji lại không hề tỏ ra giận dữ, dù sao cô cũng thấy cậu bạo lực với mọi người quen rồi. Ngược lại Izumi lúc nào cũng cư xử đúng mực với cô, mặc dù cậu ấy bảo đây mới là con người thật của mình, cơ mà Hoji tưởng tượng đến việc Izumi hung dữ với mình, tự nhiên thấy cũng khoái khoái. Hôm sau, Izumi tự nhiên tử tế với lũ bạn trên lớp, khiến cho cộng đồng Frenuit bún đậu của Izumi chấn động một phen, nhìn thấy Izumi đau khổ, họ liền biết đây là chủ ý của ai, tao van mày, cứu tao. Tất nhiên họ cũng muốn cứu Izumi lắm, nhưng không làm gì được, thế rồi Hoji mong ngóng Izumi hung dữ với mình từng phút từng giây. Họ bê tài liệu đến phòng vật lý, nơi không bóng người này quả là thích hợp làm chút chuyện mờ ám. Izumi cũng không có kinh nghiệm, nhưng cậu có tài năng, vừa mới túm cổ áo Hoji gần giọng chửi. Con đầu đất này mày nghĩ mày là ai, đừng có tỏ ra thân mật với tao, câm mồm vào. Thì hai bạn học khác đi tới, dọa cho họ chạy mất mật, Izumi thì đau khổ không thôi, chỉ có Hoji là tỏ ra rất vừa lòng. Trong khi họ mải chơi trò tình thú, thì Yuki lại gặp biến, cô được một bạn nam tỏ tình từ 4 ngày trước, nhưng lại không biết làm thế nào để từ chối, vì cậu ta thực sự nghiêm túc. Sao không nhờ ai đóng giả làm bạn trai, ví dụ như Tozune, Yuki còn sợ cậu ấy không đồng ý, ai ngờ chỉ cần một cuộc điện thoại của Izumi, kèo đã chốt trong phút mốt. Thực ra Tozu vẫn hơi tự ti vì mình không được đẹp trai cho lắm, chứ cậu đâu có biết trong mắt Yuki. Cậu đẹp trai dữ dội như nào đâu, sau khi thỏa thuận, Hoji lấy cớ đi cùng để giúp đỡ là chính còn hóng hớt là chủ yếu. Tozu cũng rất có tâm, nắm tay Yuki từ đó đến tận chỗ hẹn, mặc dù chẳng có ai nhìn cả, đến chỗ hẹn, Tozu thấy mình bị vả mặt không nhẹ. Cái người mà Yuki bảo là cậu còn đẹp hơn kia lại ngon trai vãi nhái, ngay cả cái tên cũng ngầu lòi nữa, thậm chí Hoji còn phải thừa nhận, trình đẹp trai của Izumi cũng phải lép vế trước cậu ta. Và hơn ai hết, người đang trực tiếp cảm nhận sự đau khổ vì lép vế này là Tozu chỉ muốn gào thét, là cậu còn đồng ý. Thế mà Yuki từ chối cái nỗi gì, Hoji cũng thấy con bạn mình hết thuốc chữa rồi, còn nạn nhân Tozu chỉ muốn Isekai ngay lập tức. Thì ra cậu bạn ấy vô cùng nổi tiếng về độ đẹp trai và hai trong ngoặc kép, mắt của cậu ta rất kém, không có kính thì ngang mù luôn. Khiến Yuki nghĩ, chắc ổng nhìn nhầm mình với Hoji rồi, Hoji đã sinh lại còn cao, sao cậu bạn hot boy ấy lại thích cô được chứ? Nhưng cậu ấy thực sự đã thích Yuki rất lâu rồi, nên không thể nào nhìn nhầm được. Đúng lúc cả bọn đến, tình cờ gặp hai người họ đang nói chuyện với nhau. Và họ cũng biết được một sự thật, trừ Yuki ra, thì cậu ta chẳng nhận ra được ai với ai nữa, thảo nào mà người ta bảo cậu hài. Trở về với cặp đôi Hoji và Izumi, thì đối diện với nóc nhà, cái duy nhất mà Izumi bật được là bật khóc. Tóc cậu do Hoji thích buộc sao thì buộc, nhưng nếu bị con gái thấy dễ thương thì đó là lỗi của cậu, nói chung là trừ những lúc không tốt ra. Thì lúc nào Hoji cũng tốt cả, ví dụ như bây giờ, có hai thằng có vẻ như từng học chung với Izumi xuất hiện, mang cái mỏ hỗn của chúng nó ra để lăng mạ cậu, Hoji sẽ không ngần ngại nhét nắm đấm vào mồm tụi nó, bạn gái nữ cường đúng đỉnh, Izumi thích điều này. Tình cờ thay, một trong số tên bị đánh đó lại là bạn của Shindo, không biết ân oán giữa tóc xanh đó và Izumi là chuyện gì. Nhưng mà theo như lời nhận xét của Shindo, thì ngoài miệng cậu ta luôn nói là không quan tâm Izumi, thực tế lại không thể ngừng việc làm phiền cậu. Về phần Hoji, càng ngày cô càng không thích ngoan để bị thương, mà muốn hư một tí để được phạt. Nhưng Hoji dễ thương như này, sao mà Izumi nỡ xuống tay, thôi cổ năn nỉ rồi thì làm đi. Câu này của Shindo làm cậu giật mình thon thót, tưởng đâu ác quỷ trong mình vừa trỗi dậy cơ mà Shindo hóng chuyện lại hóng không tới. Tưởng Hoji nhờ vả gì mà Izumi không chịu làm, không đáng mặt đàn ông, làm được không hay để cậu làm. Tránh xa khỏi tên không não này thôi Hoji, phải quát tớ mới nghe lời cơ. Izumi không còn cách nào khác ngoài kéo cô đi một cách mạnh bạo dưới ánh mắt đầy hỏi chấm của Shindo. Đám cùng học với Izumi hồi cấp 2 đang tụ tập ở trước cửa hàng tiện lợi, vừa thấy Hoji cũng tình cờ đến đó mua đồ, thì mặt lập tức xanh như đít nhái. Tự động ngoan như cún trước mặt cô, có một tấm chiếu mới không hiểu sao hai thằng bạn mình phải sợ Hoji như thế. Thế rồi khi thấy bộ dạng của Hoji khi vừa bị Izumi tát, lại vẫn cúi đầu ngoan ngoãn đi theo cậu, thì họ sốc toàn tập, hóa ra kẻ đáng sợ nhất là Izumi. Khổ nỗi mắt thấy chưa chắc là đúng đâu, Izumi cũng đâu muốn đối xử thô bạo với cô, nhưng nhìn cái mặt Hoji thỏa mãn như thế.
căn bản là không thể từ chối được. Tất nhiên cậu vẫn còn hơi bối rối nên muốn tìm bố Hoji xin ít lời khuyên. Dì lại có thai rồi à? Ơ kìa, Izumi hơi hối hận khi nói chuyện với ông rồi đấy. Cậu chỉ thắc mắc tại sao Hoji lại thích bị bạo lực vậy thôi. Chắc là do Hoji đối lập với bình thường thôi, giống như việc Kyosuke tự nhiên nghiêm túc gọn gàng kể cũng hơi kỳ. Nhưng lại không có gì vô lý cả, cứ từ từ thuần hóa con bé là được. Không biết Izumi nghe lời khuyên vô tri này có ngộ ra được gì không. Nhưng sau đó cậu nghe Kyosuke cãi nhau với Hoji cuốn quá mà không để ý đến việc nước trong bồn tắm đã được xả ra nãy giờ, khiến cậu ướt nhẹp luôn. Ở trường, Izumi bị con trai, nhất là những thằng thích Hoji ghét không ít, chỉ có Tozu và Izumi hiểu. Thích Hoji là một chuyện, còn chịu được hay không thì lại là một chuyện khác. Đột nhiên Izumi phát hiện ra mình quên điện thoại, quay lại phòng tìm thì thấy tên thích Hoji cũng tình cờ ở đấy. Cậu tốt bụng nháy máy để Izumi tìm cho bớt cực. Ai dè điện thoại của cậu vẫn luôn nằm trong túi quần, chính cậu cũng bất ngờ đến nỗi rơi hỏng mé nó điện thoại luôn, éo hiểu sao Hoji lại thích thằng này luôn. Mizochi này, với Hoji ấy, cậu có đấm được cô ấy không? Tất nhiên cậu bạn kia sao đủ trình làm vậy được, thế thì không thể ở bên cạnh Hoji được rồi. Tiện thể Hoji đến, Izumi liền thị phạm cho cậu ta xem, cậu gằn giọng, im đi con bít, mày ổn quá đấy. Khiến cho cậu bạn kia éo hiểu chuyện gì, đang định an ủi, thì Izumi lại bảo, kệ bà nó đi, khiến cho Hoji khoái ra mặt, còn cậu bạn kia thấy khó mà lui. Chuyển cảnh, nhớ tóc xanh bạn Shindo, người hay làm mỏ hỗn với Izumi không? Dường như cậu ta có ám ảnh vô cùng lớn với Izumi, đến nỗi trong mơ cũng thấy cậu, lần này cậu ta không nhìn được. Mà điện cho Shindo để xin số điện thoại của Izumi, cơ mà điện thoại của Izumi hỏng rồi còn đâu mà nghe, thế là cậu ta đến thẳng chỗ của Izumi để nói chuyện. Izumi còn nghĩ cậu ta không biết tiệm bánh nhà mình ở đây nên nhanh chóng chỉ cho cậu ta tới một tiệm khác. Nhưng tóc xanh cố tình đến đây, gọi hai cái bánh, tại sao lại là hai, tại giơ tay số 2 ra nhìn giống con thỏ. Thái độ vui vẻ của Izumi làm tóc xanh lại càng áy náy, lúc trước tóc xanh được giao cho nhiệm vụ cho đàn thỏ ăn, nhưng cậu lại quên mất, khiến cả đàn đều được isekai. Để chối tội, tóc xanh đã đổ hết tội lỗi lên đầu Izumi, trong khi lũ thỏ rất thích Izumi, và có lẽ thời điểm đó, Izumi cũng coi lũ thỏ là những người bạn duy nhất mà cậu có. Lại nói về hồi cấp 2, khi tìm thấy quyển kỷ hiếu hồi đó của Hoji, Izumi đã rất muốn xem, nhưng Hoji bảo xem cô đấm chết nên cậu cũng không dám. Izumi cũng có một quyển kỷ yếu như vậy, có lẽ lúc đó cậu rất muốn quẳng nó đi, nhưng bây giờ Izumi lại thấy may là mình không làm thế. Lời xin lỗi của tóc xanh hôm nay đã khiến Izumi tin rằng dù có khó thân thiết nhưng không có người nào là không thể kết bạn được. Lần tới Izumi gặp tóc xanh là vào mùa đông, dù hơi sượng chân nhưng cũng không còn mùi thuốc súng như trước nữa. Hoji thấy không khí giữa họ cứ mờ ám thế nào ý, liền xông lên cảnh cáo tóc xanh đừng có mà cướp người yêu của cô, trời đất người cô cần đề phòng là Shindo kìa. Nghe tóc xanh nói như vậy, Izumi có ba đầu sáu tay giải thích cũng không thoát được tội, nhỏ nữa là Shindo lại tình cờ xuất hiện ở đó. Ba hoa về việc họ ở bên nhau mỗi khi đêm về, tóc xanh từng bị Hoji đấm rồi, thấy thằng bạn mình không nên nói thêm nữa, bèn kéo cậu ta đi coi như cứu một mạng. Hoji không sợ gái theo cậu, chỉ sợ cậu bị trai cướp mất, nên bắt cậu hứa nếu có thích người khác thì nhất định phải là con gái, thế nên mới có cảnh Izumi từ chối tiếp xúc với đám Tozu. Kiêm thêm nhịn tè để không phải vào nhà vệ sinh nam, khiến cho đám bạn không biết làm gì hơn ngoài việc chúc cậu may mắn lần sau. Hôm nay Juji đi làm con sen xách đồ shopping cho chị gái, tình cờ lại đụng mặt hot boy, chị gái thấy Juji có cậu bạn đẹp trai thì bất ngờ một. Thì khi biết Juji đã từng từ chối người ta thì bất ngờ level max luôn, mặc dù hot boy rất vui vì được gặp Juji bên ngoài trường, nhưng lại không dám tỏ ra quá thân thiết. Vì sợ sẽ làm Tozu giận, đúng là đã đẹp trai rồi còn lịch sự nữa, làm Juji càng áy náy về việc mang Tozu ra làm bia đỡ đạn cho mình. Tin đồn họ hẹn hò cũng truyền đến tai của Sakuza, và khi được hỏi, Juji lại một lần nữa lừa Sakuza rằng họ đang hẹn hò. Tuy nhiên Jimmy lại rất tỉnh, cô nói với Juji rằng, nếu Juji thừa nhận bản thân thích Tozu, thì cô sẽ giữ bí mật chuyện này với Sakuza. Nhưng chưa đợi Juji nói xong, Jimmy đã hiểu và đồng ý giúp cô giữ bí mật. Còn Juji thì lại luôn tự ti, thích nhưng không dám vọng tưởng có được, có lẽ để bản thân tỉnh táo hơn, Juji đã không đến lớp và còn không dép tin nhắn của ai cả, khiến cho mọi người đều rất lo lắng, nhất là Tozu, lúc nào cũng tỏ ra là mình ổn, nhưng lại là người lo cho Juji nhất. Ở nhà Juji, chị gái nhìn mãi bản mặt của Juji cũng thấy chán, bà thấy em gái nhỏ của mình vẫn luôn ngốc như thế, thích là phải nói cũng như đói là phải ăn, không phải ai cũng hiểu được Juji như cô đâu. Được lời động viên của chị gái, Juji mở điện thoại lên xem và đập vào mắt cô là dòng, Tozu được Sakuza tỏ tình, nhưng...
nhưng cái gì thì không biết, chỉ biết hôm sau Yuji đã đi học, vừa nhìn thấy cô, Tozu đã muốn nói chuyện riêng với Yuji. Nên rủ cô ấy lên tầng thượng, Yuji cứ tưởng màn kịch tình yêu giữa hai người đến đây là phải chấm dứt rồi, nhưng thực ra Tozu chỉ muốn giải thích việc Sakuza tỏ tình với cậu mà không muốn nghe câu trả lời. Vì cô ấy nghĩ cậu đang hẹn hò với Yuji, Tozu cũng không giải thích gì thêm vì cậu hứa đóng kịch cùng Yuji rồi. Nếu không có vụ đóng kịch, Tozu vẫn sẽ từ chối Sakuza vì cậu nghĩ bản thân không xứng. Yuji mặc dù có cảm thấy chút vui vì câu trả lời này, nhưng cô lại càng tự ti. Sakuza giống như tên của cô ấy vậy, một cây hoa anh đào ấm áp, còn Yuji thì chỉ là tuyết trắng lạnh lẽo. Tình cờ hôm nay lại đúng là ngày lạnh nhất trong năm, thấy Tozu mong tuyết rơi, Yuji lại thấy kỳ lạ, làm gì có ai thích tuyết đâu, rất phiền đã lạnh lại còn trơn trượt nguy hiểm. Ai cũng muốn nó nhanh chóng tan để mùa xuân còn tới, thấy Yuji nói như vậy, không biết sao Tozu lại có chút tức giận, không phải do mùa xuân, tuyết tan là do nó tự muốn thế. Hiểu chưa? Ủa chứ không phải do trời ấm nên nó mới tan à? Thế bà nghĩ tuyết tan vì hoa anh đào muốn vậy à? Câu này chí mạng thật, nhưng suy nghĩ của Tozu thì lại hoàn toàn phản khoa học, cơ mà yêu vào rồi thì còn khoa học cái quái gì nữa, tuyết tan là do nó tự muốn thế, ok nhé. Mặc dù rất ngốc, nhưng đã khiến Yuji nở nụ cười thật lòng đầu tiên trong ngày hôm nay, không có một câu tỏ tình nào được thốt ra, họ chỉ nắm tay nhau quay lại lớp. Về Sakuza, hội trưởng đã nghi ngờ cô ấy có bạn trai vì thấy cô vui vẻ bất thường, chỉ có Jamie hiểu, cô ấy miệng thì cười nhưng lệ đổ vào tim. Nghe xong hội trưởng thấy tâm trạng của Sakuza đúng là kỳ lạ thật, hỏi ra anh mới biết có kẻ dám từ chối Sakuza. Đúng là không có não, Sakuza tốt như vậy cơ mà. Sau đó, lần đầu tiên hội trưởng đã thấy được một Sakuza cũng biết đau lòng, chứ không phải là vẻ mạnh mẽ như ngày thường. Có một phách nhỏ, là cả nhóm bạn trừ Hoji, Yuji và Su thì tất cả đều là con một. Bất ngờ nhất là, người trẻ trâu nhất trong nhóm Su lại là anh cả. Tozu cũng có phản ứng y như mọi người khi lần đầu đến nhà Su chơi. Em gái của Su là một cô bé rất lạnh lùng và có vẻ trưởng thành. Không hề giống trong tưởng tượng của cậu, chắc đó là lý do Su trầm tính hơn khi ở nhà, chứ không phải chúa hề giống như khi ở trên trường. Đâu có giống hot boy, kể từ lúc quen mọi người đến giờ, cậu vẫn luôn tỏ ra cực kỳ lịch sự, tuy nhiên cậu đối xử với Yuji lại có một chút khác bọt nha, nếu như Jamie sống chết nói bye bye với cậu. Chỉ để cậu đáp lại một câu chào gần gũi chút, hot boy phải miễn cưỡng lắm mới có thể nói theo cô ấy được, nhưng với Yuji thì cậu lại gần gũi hơn nhiều, chính cậu cũng không biết tại sao nữa. Để hot boy gần gũi mọi người hơn, Su đề nghị cậu bắt đầu gọi mọi người bằng tên, nhưng cậu chưa từng gọi mọi người bằng tên bao giờ cả. Thực ra cậu cũng thấy tự ghét bản thân vì cứ cư xử xa cách với mọi người như vậy, bởi cậu rất muốn làm bạn với mọi người. Đúng lúc hội trưởng xuất hiện, anh liền bị Tozu và Izumi bắt cóc ngay lập tức. Tụi tôi cũng mới quen hội trưởng, nhưng gần gũi chưa nè, thấy chưa không có gì phải ngại hết. Đến cả Su tưng tửng cũng chưa dám làm vậy với hội trưởng, mà hội trưởng cũng hiểu tình hình rất nhanh, nuốt cơn giận phối hợp diễn với mọi người, Hoji thấy tình bạn của con trai thật là khó hiểu. Hot boy thấy vậy cũng tự nhiên hơn, cậu cũng muốn gọi mọi người bằng tên, tự nhiên Izumi lại thấy rỗi rỗi hỏi Tozu, xem Tozu có định gọi cậu ấy bằng tên luôn không. Tất nhiên có qua thì phải có lại chứ, hội trưởng thấy Izumi kỳ lạ liền hỏi thử, thì cậu bảo hot boy nằm trong danh sách đen của cậu, xong lại bảo đùa tí thôi gì căng. Thực ra hot boy rất tinh tế liền hiểu được nói, cậu yên tâm, tôi sẽ không cướp mất đâu, chỉ có Tozu và hai thằng ngốc không hiểu, ổng lấy gì? Lấy mất trinh của mày rồi hay gì? Làm Izumi ngượng chín cả mặt, nếu bạn không hiểu, thì để tôi nói cho, Izumi sợ bạn thân Tozu của mình bị cướp mất ý mà. Sau đó hot boy với Izumi đang tranh cãi với nhau, tình cờ gặp Sakuza, liền bắt cô phân trần xem, rốt cuộc ai mới là người cao hơn, chỉ vì hot boy nói họ không cao đến 1m7. Mà Izumi nổi giận đùng đùng, mặc dù sự thật đúng là như vậy, không biết là có chấp niệm gì với chiều cao luôn, chỉ là Sakuza thấy, có vẻ hai người này thân với nhau thật đấy. À còn cô em gái rơi của Izumi nữa, hôm nay cậu dẫn nhỏ đến gặp hội trưởng với Tozu, xem nhỏ còn sợ tiếp xúc với con trai không. Để mà nói thì nếu xếp theo mức độ thoải mái của nhỏ, thì đứng đầu là Hoji, tiếp theo là những cô gái khác, sau đó mới đến Izumi và cuối cùng là những thằng con trai khác. Còn nếu cụ thể ra, thì Tozu vẫn dễ gần hơn hội trưởng chút. Hội trưởng thấy Tozu lên mặt liền ghen ăn tức ở, mang bánh ra hối lộ nhỏ. Tozu cũng không vừa, liền mang kẹo ra đút lót. Thấy Su xuất hiện, Izumi đã cố ra hiệu cho cậu giữ im lặng nhưng tất cả đều vô dụng. Cậu ta vừa mở cái loa phát thanh của mình ra đã khiến con bé sợ mất hồn. Kể cả Izumi có nói cậu ta là người tốt, nhưng cái này không quan trọng, con bé không thích người phiền phức. Sau đó trời chiều lòng người, khiến cho Su bị ốm và đau họng. Cậu tình cờ gặp lúc nhỏ đang bê đồ nặng, liền trực tiếp đến giúp mà không nói lời nào. Tại đau họng có nói được đâu, bê tới nơi thì lại nhớ ra lời Hoji nói, cẩn thận lây bệnh cho người khác.
nên cậu giơ tay ra ý là không cần cảm ơn, làm con bé thấy hình như hôm nọ tỏ ra sợ rồi nói cậu phiền như vậy có hơi quá đáng. Hôm sau, vừa khỏi ốm là Su lại lắm mồm như thường, điều này khiến nhỏ nghĩ, chắc ổng giận mới không thèm nói chuyện với mình, còn Sakura kiểu, chị chưa từng thấy ổng giận bao giờ luôn á. Làm con bé càng thấy mình tội to tày đình thế nên mới bị giận, sau đó Su đã nhìn thấy hai người đứng ở cửa, cậu lại nói như máy phát thanh, làm con bé sợ vẫn hoàn sợ, chạy mất cả dép. Chắc đến giờ bạn cũng nhận ra có vẻ Su là tâm điểm của tập này, chuyện là em gái Su sắp thi cấp 3, muốn vào trường phía đông nhưng lại bị thầy giáo bảo. Em học hơi kém, có thể nhắm đến trường thấp hơn, lời này khiến cho Moto sầu đau sầu đớn, thấy cô bé định bỏ bữa, Su không nói nhiều chỉ ra lệnh, em phải ăn tối. Thế em muốn học trường nào? Trường phía đông, nghe mà Su hết hồn liền, ơ kìa em gái đã bảo cậu không được cười cơ mà, gì, cười có gì sai à? Moto bị nói tức đến nỗi muốn đánh cậu một cái, nhưng bị Su chặn lại, vì em gái lúc nào cũng ném sách vở vào cậu hết, nên cậu có để ý, từng trang sách đều được đánh dấu rất cẩn thận. Cô bé đã học hành vô cùng chăm chỉ, cho nên cái tên thầy giáo đó, Su mà gặp là cậu đấm vỡ mồm ổng liền, mé Su ở nhà ngầu quá không quen bà con ơi. Em gái không biết tại sao mình đã cố gắng rồi, mà điểm số vẫn cứ tụt dốc, thấy con bé khóc như vậy, Su cũng đau lòng. Đồng phục trường phía đông xấu như thế, trường anh có đồng phục dễ thương hơn này, với lại em gái cứ cố gắng hết khả năng là được, cậu sẽ luôn ở bên em ấy. Hôm sau, Su tìm đến Hoji để nhờ cô học sinh gương mẫu dạy kèm cho em gái mình, và tất nhiên đến nhà Hoji sẽ gặp được cả Izumi và Sota, cô bé còn tưởng nhà này có ba anh chị em cơ. Để làm quen với Moto, Hoji bắt đầu từ việc nói chuyện với cô bé, khen cô bé rất giống anh trai, tất nhiên ý cô là vẻ bề ngoài, chứ không phải như lời Moto. Rằng cả hai đều là người trầm tính ít nói, mé Su thì ít nói ở chỗ nào, hôm nay coi như buổi đầu làm quen nên Hoji chỉ định tâm sự để cho cô bé thoải mái thôi. Như lời Moto nói thì cô bé với anh trai không hề thân thiết, anh trai toàn mắng cô bé không à, cô bé còn nhỏ nên không nghĩ đó là lo lắng mà còn sợ là anh trai ghét mình. Trong lúc đó, anh trai đang đi đến Tây Thiên để thỉnh bùa thi đỗ cho Moto, còn định lấy cái to nhất, đắt nhất, may mà chỉ có một sai. Chứ nếu có cái khổng lồ thì không biết con bé mang vào phòng thi kiểu gì, đôi anh em này đúng là khẩu thị tâm phi mà. Hôm qua, là lần đầu tiên Juji đến nhà Tozu chơi, cái làm cô chấn động là Tozu trông thế mà là phú nhị đại. Ban đầu cô còn tưởng cậu là dân nghèo kết xác giống mình nữa chứ, bỏ qua chuyện của Zikki Tozu, thì Giáng sinh sắp đến rồi, bố Hoji quả quyết. Con thì thế nào cũng được, nhưng Izumi nhất định phải đến, cơ mà cô mời đâu có được, con trai bà bán bánh mì thì Giáng sinh phải bận trong tiệm chứ. Thấy phản ứng dữ dội của Sota và Kyokuzo khi cậu không tới được, Izumi không biết phải làm sao, chỉ biết xin lỗi rồi trốn về nhà luôn. Lại bay sang chuyện Tozu, cậu kể lại đường tình duyên lận đận của mình cho Su và hội trưởng nghe. Họ cũng không bận tâm lắm cho đến khi biết Tozu với Juji vẫn là bạn bè, ủa tưởng hẹn hò lâu rồi chứ, là do Tozu không thích người ta sao? Tất nhiên là cậu thích rồi, Tozu hét lên thế làm hội trưởng hơi bất ngờ, vì đáng lẽ ra Tozu nên nói cái này với Juji. Chứ không phải ở đây quan tâm họ nghĩ gì, tình cảm đâu có đúng sai, chỉ cần hạnh phúc là được, đấy nghe người có tình yêu nói chuyện cái khác hẳn. Sau đó, cứ mỗi lần đối mặt với Juji là cậu lại siêu cấp bối rối, chỉ dẫn cô về nhà chơi game thôi mà cũng phải lén lén lút lút. Và điều đó lại vô tình làm Yuki buồn, vì nghĩ cậu không muốn dẫn mình về nhà, rồi đột nhiên Tozu khóa cửa phòng, tháo cà vạt. Mặc dù hành động này vô cùng bình thường khi về nhà, nhưng Juji đã cảm thấy không thoải mái, thì Tozu cũng đành chịu. Thật ra không phải cô không thoải mái, mà là xấu hổ đó, không khí vừa trở lên ám muội, thì một giọng người lớn xuất hiện, mặc dù Tozu đã nhanh tay đóng cửa, nhưng cũng không thể cản bước được ma game mình. Nhìn họ thân thiết như vậy tôi còn tưởng bà là mẹ của Tozu cơ, nhưng thực ra lại là một cô giúp việc nhiều chuyện. Cô cảnh cáo Tozu, nếu dám giở trò gì với Juji bé nhỏ, cô sẽ mách mẹ cậu ngay. Sau đó mặc dù Tozu đã giải thích với Juji là bà hơi kỳ tí thôi, nhưng tốt bụng lắm. Thì đầu Juji chỉ còn lại đúng câu, em không thèm giở trò gì khi chị ở nhà đâu, thế bà vắng nhà thì Tozu định làm gì cô. Nhìn Juji xấu hổ như vậy, Tozu không kìm được mà xoa đầu cô ấy, cậu thấy như vậy là đủ hạnh phúc rồi. Giáng sinh sắp tới, hình như cặp đôi nào cũng có chút tiến triển, trừ hội trưởng, mặc kệ Jamie năn nỉ Giáng sinh này hãy đến phòng cô ấy chơi gãy cả lưỡi, thì anh vẫn từ chối, thấy Jamie khóc. Hoji với Tozu định đấm vỡ mồm hội trưởng rồi đấy, nhưng lý do thật sự mà hội trưởng không muốn đến nhà Hoji tại vì cậu vô cùng sợ côn trùng mà ở đó lại treo đầy tiêu bản côn trùng. Còn về Hot Boy, cậu vừa thất tình với Juji nhưng hình như lại va phải chị gái của cô ấy rồi, Giáng sinh đến, ai cũng có được niềm vui nhỏ của mình. Trừ hội trưởng đang phải đấu tranh với nỗi sợ bọ để đến nhà Jamie và Izumi chỉ tranh thủ giờ giao bánh một chút để ở lại nhà Hoji, nói thì nói thế nhưng cũng mất tận một tiếng liền. Trên đường về bỗng nhiên Hoji hỏi cậu, chúng ta sắp tốt nghiệp nhỉ?
Mặc dù cô chưa biết nhiều về Izumi, nhưng vẫn muốn ở bên cậu cả sau khi tốt nghiệp. Izumi cứ im lặng, còn tưởng sắp buồn hay gì, ai dè cậu tuyên bố, thế thì cưới luôn đi. Sau đó thấy ngại ghê lại quay đầu trốn, tôi nhất định sẽ khiến ông hạnh phúc. Ủa, tưởng đấy phải là lời con trai nói mới đúng chứ, nhưng nghĩ lại thì với Hoji nó cũng hợp lý. Ơ, thế đây là cầu hôn và được đồng ý đấy hả? May mà có cuộc điện thoại của mẹ Izumi cứu, không thì hai người ngượng chết mất. Tốt nghiệp sắp cận kề, tủ đồ của ai cũng đầy áp đồ đạc phải mang về, tất nhiên là trừ Hoji, vì cô ấy thường xuyên mang đồ về nhà. Thấy cô rảnh tay, cả bọn súng vào nhờ Hoji xách đồ hộ. Ủa alo, thế là cô lại thành người nhiều đồ nhất à? Đến cả Su còn chăm chỉ mang đồ về, thì Hoji cũng đến cạn lời với mấy thằng bạn mình. Thấy Su rảnh tay, thế là lại mỗi người một tí, trả những đồ đã mượn từ cậu, cuối cùng ai cũng phải xách nặng. Mà Yuki là nhiều đồ nhất, nên Su kiến nghị ai đó lực lưỡng bê đồ hộ Yuki bé nhỏ. Hoji rất hợp nha, câu này vừa dứt, tất cả đồ đạc đều được cô dồn lên người Su. Ở hội học sinh, Jamie đang rất chú ý đến một tạp chí du lịch, địa điểm xa thế này thì phải đi ít nhất là 2 ngày. Và quan trọng nhất là phải có xe mới được, tóm lại là nguyện vọng này của Jamie khó mà thực hiện. Nhưng hình như ý của Jamie lại không chỉ đơn giản là như vậy, để ép cung cô, Sakuza chỉ còn cách bảo hội trưởng giữ chặt Jamie và đe dọa. Nếu không nói ra, thì cô sẽ cho Hot Boy thấy bộ dạng của Jamie khi bị véo má là dư thế nào. Ra là Jamie nghĩ họ chỉ có thể đi cùng nhau khi là học sinh thôi, và khi thấy mọi người bàn về bằng lái xe các thứ, cô liền nghĩ họ có thể sẽ đi thật xa khỏi cô sau khi tốt nghiệp. Thế nên Hot Boy đã đề nghị, sau khi có bằng lái, họ sẽ cùng nhau tổ chức một chuyến du lịch. Điều này làm Jamie cảm thấy yên tâm và vui vẻ hơn nhiều. Trở về nhà Hoji, sau khi phải xách một đống đồ, cô đã mệt và ngủ khò khò rồi, đến cả lúc ngủ cũng gọi Izumi để order cái gối cao cấp của mình. Izumi thấy bản thân thật may mắn khi ngày đó đã giúp đỡ Sota, bởi thế mà cậu mới quen Hoji và có những người bạn tuyệt vời. Giả dụ như điều đó không xảy ra, thì có lẽ Tozu sẽ tiếp tục thích Hoji, Yuji sẽ vẫn chỉ là bạn của cậu ấy, rất có thể em gái Su sẽ tạch cấp 3. Còn Sakuza và Jamie sẽ vẫn là một đôi bạn thân, nhưng chẳng dính dáng gì nhiều đến hội trưởng nữa, cũng chẳng có chuyện Sakuza thích Tozu. Và cuối cùng, Izumi vẫn sẽ là một thằng hận đời vô đối chẳng có ai, cũng không dám bắt chuyện với bạn thân đương nhiệm là Tozu. May thay đó chỉ là những điều mà Izumi tưởng tượng ra, còn thực tế, định mệnh đã mang họ đến bên nhau, có muốn tránh né cũng không được. Tôi đang mong chờ một cái lễ tốt nghiệp cảm động, ai dè hội trưởng vừa mới mở mồm ra, thì Izumi ắt xì lồng tiếng vào luôn. Làm cả hội trường cười như được mùa, còn hội trưởng thì luống ca luống cuống. Sau khi buổi lễ kết thúc, anh dí Izumi chạy tới nái luôn. May sao cậu kịp chạy lên tầng thượng, nếu giống như trước đây, thì có lẽ giờ này cậu cũng trốn ở đây rồi. Nhưng con người cô độc của quá khứ đã biến mất, hiện tại bạn học còn chủ động tìm đến cậu để chụp kỷ yếu chung. Về Sakuza, khi đụng mặt Tozu vẫn hơi bối rối, nhưng cô không hối hận với thời gian vui vẻ khi thích cậu. Yuji thì định bụng sẽ tạm biệt tất cả kỷ niệm tại đây thì đụng mặt Hot Boy. Cậu nói về ý tưởng đi du lịch của hội bạn thân làm cô bừng tỉnh, phải ha, họ là hội bạn thân và sẽ mãi là như vậy. Kyosuke đến lễ tốt nghiệp để thăm con trai mình, bạn không nghe nhầm đâu. Và mọi người cũng không ai nghi ngờ về cặp bố con ruột giống nhau như hai giọt nước này cả. Sau đó họ lại thắc mắc, sao Hoji lại oánh bố Izumi dữ vậy? Em gái Su đến đón anh trai, sau đó nghi ngờ nhân sinh luôn, mé thằng này nói quá nhiều, không giống anh mình ở nhà tí nào, lộ rồi thì cho lộ luôn, Su lắm mồm mới đúng là anh trai của Moto. Bộ phim kết thúc, mỗi nhân vật đều tìm được hạnh phúc của riêng mình, cũng có những người thất tình, nhưng buồn một chút thôi. Chứ đâu rảnh đâu mà buồn hoài buồn mãi, tình yêu đôi khi là sự dũng cảm tỏ tình để có được đối phương, còn lỡ có thất bại thì cũng cần dũng cảm đối mặt. Tất nhiên là dũng cảm thì chưa chắc đã có được tình yêu, còn nhút nhát thì chắc chắn là mất. Khuyên cáo những lời vừa rồi là của đứa không có tình yêu, nên các bạn đừng tin nhé. Còn về bộ phim này, thì có lẽ đây là cái kết đẹp rồi, nếu có thêm nữa thì sẽ là ngoại truyện, hoặc là tập dài về chuyến du lịch của nhóm bạn thân thôi. Chúng mình sẽ cập nhật nhanh nhất có thể, nên bạn hãy ấn vào nút đăng ký để nhận được thông báo về phần mới sớm nhất nhé. Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới ngày nào Miza vẫn còn mang tiếng là một thằng uibu rách, ở trong lớp không được các bạn yêu thích, ra xã hội không được mọi người trọng vọng. Thì bây giờ, sau khi va phải con đũi tình yêu, Miza đã trở thành một đại trượng phu. Sống ở trên đời đầu đội vợ chân đạp đổ ước mơ của bao nhiêu thằng con trai khác, vì đã chiếm được hot girl của trường là Hoji về làm người yêu. Tình yêu đã làm cuộc sống vốn khép kín của Miza thay đổi không ít, cậu đã có cho mình một nhóm bạn vô cùng thân thiết, tuy trong seri chính cả nhóm đã tốt nghiệp. Nhưng phần phim mới này chính là được chuyển thể từ những phần bị cắt trong manga, nên đảm bảo là sẽ vừa bạo vừa báo vừa gây bão luôn. Thanh xuân như một chén trà, không đi du lịch hết bà thanh xuân, thế là nhân chuyến đi tham quan học tập của nhà trường. Cả bọn đã kéo nhau đến Kyoto để bắt đầu chuyến đi phượt của mình, tuy nhiên Miza lại có một nỗi lo khác, trên người cậu toàn là hình xăm cá chép om dưa.
Thằn lằn ngậm kẹo, lỡ để bạn bè nhìn thấy lúc cậu ngâm suối nước nóng hoặc là thay đồ, chúng nó đánh giá cho thì sao? Còn nếu không tắm rửa suốt chuyến đi, thì chúng nó sẽ không đánh giá cậu nữa, mà tống cổ Misa ra khỏi nhóm vì cái tội thúi rình mất. Càng nghĩ càng đau đầu, Misa cũng muốn tận hưởng chuyến đi này lắm chứ. Nhìn thằng cha Su đây này, mới ngày đầu đến đây mà đã mua 7749 món quà lưu niệm rồi, tính mai về luôn hay gì? Cái nét hâm hâm dở dở của Su khiến Misa vô cùng lo lắng, vì dòng đời đưa đẩy thế éo nào, lại để cậu phải ở chung phòng cùng cậu ta. Trong khi ở phòng con gái, Juji và Hoji trông có vẻ rất hưởng thụ, thì Misa và Tozu còn éo cả vào được phòng, vì thằng cầm chìa khóa là Su, nhưng cậu ta lại chạy mẹ nó vào phòng. Khóa cửa lại rồi ngủ một giấc ngon lành cành đào, mặc cho Tozu và Misa ở nhà có gào rát hơi bỏng cổ, thì phải đến khi trời tối thanh niên ấy mới lơ mơ tỉnh giấc. Đáng lẽ ra là Tozu đã định đấm cho Su mấy phát rồi đấy, may là có Misa can lại, chú cứ bình tĩnh việc đâu còn có đó. Ăn tối xong thì mới có sức mà đấm chứ, sau khi kiểm tra lịch trình thì cậu mới phát hiện ra bọn họ cần phải đi tắm trước bữa tối. Quả này toang Misa thật rồi, mặc dù cậu đã trưng ra một khuôn mặt đáng thương, tay thì ôm lấy bụng chỉ thiếu điều hét lên cho tao đi ẻ. Thì Su vẫn cứ cố chấp lôi lôi kéo kéo cậu vào nhà tắm, Misa chỉ còn cách gửi tín hiệu SOS qua ánh mắt tới Tozu. Phải đứng hình mất 5 giây, Tozu mới nhớ ra trên người thằng bạn của mình toàn là dấu ấn của một dân chơi thứ thiệt. Để phô ra trong chuyến đi với toàn trường thế này, sợ là Misa khó có thể tránh khỏi những lời đàm tiếu qua loa linh tinh. Thế nên Tozu nhanh chóng phối hợp diễn xuất với Misa, nhưng thà cậu bảo Misa bị đau bụng buồn ẻ còn hơn. Chứ đằng này Tozu lại bảo thằng bạn mình hôm nay tới thắng nên rụng râu, mọi người thông cảm, khiến cho không chỉ Su, mà tất cả mọi người đều rơi vào trầm tư không nói lên lời. Vậy mà Tozu còn có mặt mũi hỏi Misa là, tao làm vậy có tính là good job không? Hơn cả good job, nó là goodbye luôn rồi mày ạ. Nhìn dáng bộ tiêu điều của Misa khi quay về phòng, Hoji không biết cậu đã phải trải qua cú sốc gì, Misa cũng không biết nói gì hơn với người yêu ngoài, hình như mình tới kỳ rồi hay sao ý. Sau khi nghe toàn bộ câu chuyện của hai thằng bạn thiểu năng, Hoji chỉ biết ôm bụng cười, kể ra thì Misa cũng tội, nhưng được tắm ké ở phòng người yêu thì thôi cũng kệ. Cũng may là trong phòng con gái có phòng tắm riêng, nếu không thì Misa đúng thật là hết cứu, nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại. Thằng con trai nào Hoji cũng giúp đỡ kiểu này thì đúng là không ổn đâu, tất nhiên là không rồi. Hoji cho Misa vào phòng chẳng phải vì cậu là người yêu của cô và vì cô tin tưởng cậu sao? Tớ đáng tin ở mặt nào cơ? Đối diện với câu hỏi mờ ám và khuôn mặt đẹp trai của Misa khiến cho Hoji ngượng chín mặt, thế mà Misa lại đàng hoàng đoan chính đi về thật, khiến cho Hoji tự nhiên cảm thấy tiếc tiếc. Hôm sau chuyến đi tham quan mới chính thức bắt đầu, tưởng đâu chỉ có mỗi thằng Su ẩm ương mới phấn khích như trẻ con, sau đó hét ầm tên người ta lên ở giữa đường giữa chợ. Nhưng không, Tozu cũng không thể kiềm chế được khi nhìn thấy Maiko-san trong truyền thuyết, nếu Juji không cản hai thằng trẻ trâu này lại, không biết họ còn làm điều ố dề gì nữa. Còn về Hoji, sau khi bỏ lỡ cơ hội hôm qua, cô lại ngỏ ý muốn mời Misa tối nay đến phòng mình tắm. Nhưng do hôm qua Misa vội quá nên không để ý, trong lịch trình có ghi, nếu để lỡ thời gian tắm, thì có thể đến phòng tắm riêng vào một giờ khác. Không dẫn dụ được người, nên tối hôm đó Hoji chán như con rắn luôn, chỉ biết trách thằng ngốc đó không hiểu ý cô, nên hôm nay cô sẽ tắm gấp đôi để trả thù. Chẳng mấy chốc chuyến đi tham quan học tập cũng sắp kết thúc, đã đến lúc họ phải tạm biệt Kyoto, nhưng Juji cũng đã kịp chụp lại vô số bức ảnh, lưu lại những khoảnh khắc độc lạ bình dương của cả nhóm, nên chúng đều rất đáng quý và chứa đầy ắp những kỷ niệm của mọi người. Quay trở lại trường học, đoạn này là Misa vừa cắt tóc ngắn xong, vì cú thay đổi này quá ngoạn mục nên đã khiến Jamie sốc không lên lời. Vừa hay cô lại đang cầm vòi tưới hoa, thế là phụt cho cậu ướt như chuột lột từ đầu tới chân, sau đó Jamie đã đưa Misa đến phòng y tế để lấy khăn khô cho cậu lau. Nhưng có gì đấy lạ lắm, áo len của Misa ướt đẫm rồi, sao cậu không cởi ra luôn đi, vì nó đâu có dễ khô. Cái này đúng quá Misa không cãi được, nên nói gần nói xa chẳng qua nói thật. Misa phải thừa nhận là cái này có hơi bất tiện, nhưng con gái là một sinh vật tò mò với mọi thứ, đặc biệt là với những thứ mà con trai cố tình giấu giếm. Huống chi Jamie cũng để ý lâu rồi, Misa lúc nào cũng mặc kín cổng cao tường mọi lúc mọi nơi, thậm chí là trong cả giờ chạy marathon hay là giờ bơi, thế vẫn chưa là gì, đến cả lúc thay đồ Misa cũng phải trốn vào phòng vệ sinh hoặc một phòng nào đó trống, thì mọi thứ quá khả nghi rồi. Tự nhiên một ý nghĩ nảy ra trong đầu Jamie, cô tiến lại chỗ Misa bóp bóp thử ngực cậu xem sao, cũng không phải là con gái giả trang thành, thì cần gì phải làm mình làm mẩy dữ vậy. Thấy bản thân sắp bị bại lộ, Misa vẫn chưa chừa vụ rụng râu mà chạy đến hỏi ý kiến của Tozu, quan trọng là phải mặc đồ dày như này trong mùa hè, Misa cũng sắp chết ngộp rồi. Quả nhiên là lần này Tozu cũng báo, khuyên Misa thử mặc áo ghi lê cho mát, trong khi cánh tay của Misa cũng xăm hình con rồng lắc mông, thế thì thử mặc đồ thủy thủ mặt trăng xem.
Không thể tin được là Mi ra miệng thì chê lấy chê để, nhưng vẫn cầm bộ đồ đó về nhà. Đã thế ma xui quỷ khiến thế nào cậu còn thử mặc lên người, đúng lúc thằng cha Tô Du đến nhà chơi. Bố mẹ Mi ra thì lại hiếu khách quá, nên Tô Du quá nhanh quá nguy hiểm đã vào được phòng Mi ra. Không phải đâu, mọi chuyện không như mày nghĩ đâu. Tao có nghĩ cái gì đâu, cũng đẹp mừ. Tóc mà dài thêm tí nữa là nhức nách luôn. Sengoku trốn ở một góc nhìn thấy cảnh chim chuột của Misa và Tozu thì không thể không nghĩ nhiều. Chưa kể dạo này họ còn đi với NHHAU suốt. Không lẽ hai người họ tưởng là tình địch nhưng hóa ra lại là tình yêu sao? Chưa cả kịp trốn đi, Sengoku đã bị hỏi. Rốt cuộc thì cậu thấy đồ thủy thủ và đồng phục kiểu Tây cái nào mới là nhất? Rồi rồi hai chúng mày là nhất, hai chúng mày là siêu nhân. Rốt cuộc hai chúng mày đang nói cái quần què gì vậy? Nhưng nếu được chọn thì tao chọn đồ thể thao nhé. Vừa nghe xong câu trả lời này, Sengoku đã nhận lại ánh mắt phán xét từ hai thằng bạn. Cái thằng biến thái này thích đồ bơi hay đồ bó sát thì nói thẳng ra chứ. Đúng lúc này Hoji cũng lên tầng thượng, nghe lỏm được cuộc nói chuyện của những thằng con trai mà cô chỉ biết hoài nghi nhân sinh. Misa nhìn Nhật Bổn thế nhưng hóa là lại thích kiểu Tây à. Thực ra ở trong trường, không chỉ có một mình Misa muốn giữ thân như ngọc, mà cả Sengoku nữa vì sợ bản thân quá gầy, nên cậu vẫn hay mặc nhiều lớp áo dưới chiếc sơ mi trắng. Thế là lý tưởng lớn gặp nhau, hai thằng đều đăng ký lớp học bơi tự chọn mà không biết rằng, vào buổi cuối cùng, bắt buộc các nam sinh phải tham gia. Thầy chủ nhiệm thấy bộ mặt đau khổ của hai khứa này, định bụng chỉ bắt họ vào bể khoảng 20 phút rồi tha cho về. Nhưng vấn đề không phải thời gian, mà vấn đề là có được mặc nguyên quần áo vào bể không? Não chúng mày có vấn đề à? Sengoku không chịu nổi nữa trách thầy giáo. Không lẽ thầy muốn lột sạch quần áo rồi để lộ tấm thân ngọc ngà này của em ra giữa trời nắng thì mới chịu sao? Misa thì càng giật tít hơn nữa, bớ người ta, trường cấp 3 tàn bạo lột da học sinh. Thế rồi Misa chợt nhớ ra, hình như hôm đó em đến kỳ thầy ơi. Sengoku cũng không chịu thua, hôm đó con chó của nhà bạn thân của thằng hàng xóm nhà em đi đẻ thầy ơi. Thầy chủ nhiệm cũng hết nói nổi, tóm lại là hai chú mày không trốn được đâu, dù có viện cớ là không có đồ bơi thì nhà trường cũng không có gì ngoài tiền cả. Có thể cho chúng mày mượn đồ bơi nguyên năm luôn chứ không chỉ một buổi. Misa chỉ biết thốt lên, biết thế éo đi học, chú không đi học thì làm sao gặp được Hoji. Thầy nói thế là coi thường tình yêu của bọn em rồi đấy. Thầy đã nghe câu hữu duyên thiên lý năng tương ngộ chưa? Không, tao chỉ biết câu ngộ lỡ vô duyên đánh vô đầu thôi. Sengoku thì giờ chỉ ước cánh tay mình có thể nổ tung, thực ra chú chỉ cần cảm cúm thôi là được. Thế thì em ước cảm cúm sẽ làm cánh tay em nổ tung, mé chú cảm cúm hay là quay tay quá đả vậy hả? Chính ra Sengoku vẫn có thể miễn cưỡng mặc đồ bơi, còn trường hợp của Misa thì coi bộ hơi căng à nha. Thầy giáo còn nghĩ là do cậu mắc cỡ, nhưng bắt cậu mặc đồ bơi có khác gì bắt cậu học tiết tiếng Anh cả ngày đâu. Tao dạy lớp đó đấy thằng kia. Sau một hồi, thầy chủ nhiệm cũng đến chịu với hai khứa cố chấp này, nên đã đồng ý nói giúp cho họ với cô giáo dạy bơi, còn có được hay không thì hên xui. Nhưng chỉ cần thầy giáo có lòng là Misa và Sengoku đã tràn trề hy vọng rồi, cứ bảo với cô ấy là Misa tới kỳ, còn Sengoku bị nổ tay là được. Thế là vào giờ học bơi đó, thay vì xuống bể bơi như các bạn, thì Sengoku và Misa lại được đóng vai hai anh lao công may mắn được đi dọn bể bơi. Nhưng nhờ ơn hai thằng bạn báo là Tozu và Su cứ té nước vào họ mà họ đã bị thầy giáo ký cái đầu oan. Trong khi hai khứa này phải khổ cực lao động, thì hai nóc nhà của họ lại cứ lượn lờ trêu gạo, khiến cho đám con trai mới lớn khác phải đỏ mắt thèm thuồng. Nếu không có thầy giáo cản lại, chắc Sengoku đã cho bọn này nổi lình phình hết trên bể bơi rồi. Cái bể bơi rõ ràng không to, mà cảm giác họ sẽ chẳng bao giờ cọ hết được vậy, nên khi thầy chủ nhiệm xuất hiện, ánh mắt của họ đã long lanh như nhìn thấy đấng cứu thế, cái ách ý, mệt thì sao không cởi áo khoác ra mà làm. Với lại thầy giáo đến đây cũng chỉ để ngắm các bạn nữ ở bể bên cạnh thôi, tiếc là họ đã đến giờ nghỉ trưa rồi, chỉ còn lại toàn bọn được dựa ở đây. Tưởng đen đến thế là cùng, nhưng ông ấy cũng không thoát khỏi kiếp nạn thứ 82, đó là dạy bổ túc cho mấy thằng con trai. Sau khi thầy giáo bị lôi đi, Tozu mới dám hỏi Sengoku, sao chân chú thon thế? Sao chú không xuống bơi? Tao cũng muốn lắm, nhưng xuống nước phong ấn sức mạnh của tao sẽ bị giải trừ mất. Mày bị ảo tưởng sức mạnh à? Họ nói chuyện bon mùng quá mà không để ý tới, lúc này Su đang dãy dụa vì bị chuột rút ở một góc. Sau khi được Tozu cứu lên, Su mới hỏi câu đáng lẽ ra cậu phải hỏi từ đầu rồi, sao Misa và Sengoku lại đi cọ bể vậy? Một thằng tới kỳ, một thằng bị nổ tay đấy, ư thì mùa hè mà nóng quá phát nổ là chuyện đương nhiên. Đây chính là những câu chuyện nhẹ nhàng dễ thương được chuyển thể từ manga nguyên gốc, có cả những tình tiết mà trong seiji chính không có, nên đôi khi sẽ là những câu chuyện vụn vặt không liên quan gì đến nhau. Tập trước Misa và Sengoku đã tìm đủ mọi cách luồn lách lươn lẹo để không phải tham gia giờ học bơi, thế nhưng vận xui khác đã đến, vì Sengoku là hội trưởng hội học sinh.
Nên cứ mỗi lần có học sinh tới để nộp danh sách chia nhóm của đại hội thể thao là Sengoku lại thấy giống như kiếp nạn thứ 82 của mình đang ngày một tới gần. Phải, trong khi những thanh niên mang đầy nhiệt huyết tuổi trẻ chỉ mong tới ngày này để vẽ nên thanh xuân tươi đẹp, thì hai khứa này thì chỉ mong sao cho hôm đó trời mưa giông bão giật để khỏi phải tham gia hội thao. Chạy trời không khỏi nắng, thân là hội trưởng hội học sinh, Sengoku vẫn phải lo việc của hội thao để không có sự chênh lệch nam nữ giữa các nhóm. Hầu hết các lớp đều chọn cách lần lượt cho hai bên nam nữ bốc thăm để quyết định thành viên của từng nhóm. Miza và Tozu phân vào nhóm Tây, còn Sengoku thì rõ nhọ. Đã một mình ở nhóm Đông lại còn phải chung nhóm với bà chăn lửa Hoji, bà với Miza đã bị chia cắt xong còn phải đấu với nhau, thì bao nhiêu tức giận chắc chắn là đổ hết lên đầu Sengoku rồi. Trừ hội người cao tuổi này ra, cũng có hội trẻ trâu manh động như Su và Yuji đang phấn khích quá mức với hội thao sắp tới, nên Sengoku không thể làm qua loa rồi trốn như các năm trước được nữa rồi. Hội thao thì chắc chắn không thể thiếu đi màn cổ vũ bốc lửa từ các cô gái. Năm nay Sakuza đã bị bắt tham gia đội cổ vũ, dù cô còn chẳng có khả năng cảm nhịp. Đang buồn thì Sakuza nghe tin được chung nhóm Tây với Tozu, cái tự nhiên thấy cổ vũ cũng dễ thương, nhưng cũng không thể tránh khỏi một sự thật là những động tác cổ vũ của năm ngoái quá thảm họa. Nóng bỏng thì chẳng thấy đâu mà người xem chỉ thấy nóng tính dần đều, nếu phải nhảy như con ngốc trước mặt cờ rớt ở khoảng cách gần như thế, thì chẳng thà Sakuza cũng tham gia hội cầu mưa cùng với Sengoku cho rồi. Cũng phải nói, Sengoku thân là hội trưởng hội học sinh, thế mà lại cầm đầu băng đảng cầu mưa trốn việc. Đúng là còn chẳng bằng thằng em trai còn học tiểu học của Hoji, năm nào hội bao đến thằng bé cũng cháy hết mình đến nỗi lấm lem bùn đất. Thực ra vào độ tuổi ấy, Miza chẳng có mấy ký ức tốt đẹp với hội thao, thấy Miza tự nhiên rơi vào trầm tư, Hoji liền an ủi cậu bằng cách rủ Miza tham gia hạng mục chạy 100m. Dù sao thì mỗi lần bị Hoji đuổi đánh Miza đều chạy thừa sống thiếu chết, nên cô tin Miza nhất định sẽ giành được chiến thắng. Bây giờ thì dù hai người có ở khác đội nhau, nhưng lòng thì vẫn luôn hướng về đối phương, vừa thi đấu đến khô máu, vừa cổ vũ hết sức cho nhau. Kể cũng lạ, trước đây Miza đều mong hội thao mau mau kết thúc, nhưng năm nay bỗng nhiên trong lòng cậu lại có chút mong chờ. Khi thằng bạn thân hồi cấp 2 của Miza biết cậu không trốn hội thao mà còn tham gia một hạng mục, liền cũng muốn đến xem thằng bạn mình lúc hăng hái lên thì trông như thế nào. Từ hôm đó, mọi người đều bận tới đầu tắt mặt tối để chuẩn bị cho hội thao. Sakuza thấy fan này thực sự hết cứu rồi, cô nhớ động tác cổ vũ rất chậm. Chỉ sợ màn cổ vũ năm nay cũng sẽ trở thành thảm họa như năm ngoái. Yuji thấy cô ngồi buồn thiêu thì tiến đến hỏi han, có vẻ như Sakuza rất tự ti về khả năng vận động của mình. Nên khi thấy động tác cổ vũ của nhóm Tây cũng có phần giống với nhóm Đông, Yuji cũng muốn giúp Sakuza nhanh chóng học thuộc động tác. Nếu tôi nhớ không nhầm, thì hai người này đều thích Tozu thì phải, bây giờ họ hòa thuận vui vẻ như này, không biết đến lúc cổ vũ thật sự có xảy ra drama gì không nhỉ? Từ trước đến giờ Sakuza đều rất thích cặp đôi Sengoku và Jemmy, nhưng mà phải dạy cho hai người họ cách nấu ăn thì đúng là một thảm họa. Y như lời bài hát, sau này em sẽ nấu cơm, học kho cá cháy đen, chào nhau bằng những cái thơm, mình ăn tiệm sẽ tốt hơn mãi cho đến già. Mặc dù Sakuza đã chỉ dẫn hết mình, cơ mà Sengoku vẫn chém củ khoai tây ra làm đôi thay vì gọt vỏ nó, còn Jemmy thì cầm dao rất chuẩn. Nhưng mà là chuẩn động tác của những tên sát nhân, mới lơ đi một chút là Sengoku đã cắt chúng tay luôn được. Chỉ trong thời gian Sakuza đưa cậu ta đi sơ cứu vết thương, mà Jemmy trong bếp đã học xong cách để chế tạo độc dược của lớp phép thuật hắc ám, khiến cho các học sinh khác khiếp sợ, phải chạy khỏi lớp ngay lập tức để bảo toàn tính mạng. Tuy nhiên, nấu ngon cũng không bằng hay nấu, cặp đôi hủy diệt nhà bếp này lại rất yêu việc nấu nướng, hôm nay họ định sẽ trổ tài nấu món cà ri. Nhưng khi Sakuza hỏi họ sẽ dùng những nguyên liệu gì, thì họ hết cho củ cải trắng thì lại cho đậu phụ vào, cũng không thể trách hai tấm chiếu chưa trải này được. Nên Sakuza cũng đã chuẩn bị sẵn nguyên liệu, nhưng phải trách Sengoku quá ảo, đến chuyện để rau củ ở xung quanh nồi thì nó sẽ tự bơi vào trong rồi trở thành món cà ri cũng có thể tin được. Cả lớp đã phải hạ trình độ xuống để phù hợp với cặp đôi phá bếp này, nhưng có lẽ ngoài úp mì tôm ra thì họ không thể làm món nào khác. Tuy nhiên hôm nay Sakuza đã phải mừng gứt nước mắt vì Sengoku không trực tiếp chém củ khoai tây ra làm đôi nữa mà cậu ta đã thực sự gọt vỏ nó. Đang vui mừng thì củ khoai trong tay cậu ta đã biến mất, Jemmy cũng không kém phần, cô ấy lột vỏ hành tây nhưng khi lột xong thì phát hiện ra còn đúng cái nịt. Cả lớp cũng sớm biết sẽ có chuyện này xảy ra nên mỗi nhóm đã rủ lòng thương để lại cho họ một chút cà ri để thực hành. Bây giờ Sengoku chỉ cần hâm lại nồi cà ri, còn Jemmy thì đi cắm cơm là được. Bây giờ thì mọi chuyện là dễ, nhưng là dễ cháy dễ nổ thì đúng hơn. Sengoku chỉ hâm lại nồi cà ri thôi mà để lửa giống như muốn thiêu sống đứa mỏ hỗn đang review chê nấy chê để cậu ta là tôi đi vậy, còn Jemmy thì khỏi phải nói. Nấu cơm mà quên ấn nút nồi cơm, cuối cùng tạo ra siêu phẩm cơm nhão ăn với cà ri sền sệt, đúng là combo hủy diệt vị giác mà. Dù được mọi người an ủi nhiệt tình, nhưng Jemmy vẫn không thể không nghĩ về tương lai, cuộc sống sau này, rốt cuộc có vì không biết nấu ăn mà ế chồng ế chưa không.
Sengoku cũng có cùng nỗi lo này với Jemmy, nhưng Sakuza còn lo lắng hơn, hai khứa này mai sau lấy nhau về chắc chắn sẽ báo làng báo xóm mất. Nên thôi cứ để cô chăm sóc như bây giờ là được, nghe được câu này của Sakuza mà cặp đôi cảm động rớt nước mắt. Nhóm nấu ăn của phía đông coi như bỏ, bên Juji, cô cũng sắp bỏ cuộc đến nơi với công cuộc phát áo nhóm rồi, chỉ có hai màu, trắng của đội phía tây và đen của đội phía đông. Thế mà còn thêm size SMLXL tùng lum nữa làm gì cho đau hết cả đầu, đã vậy thằng cha Tozu cũng nằm trong ban tổ chức mà chỉ giỏi báo, chẳng giúp cô được gì. Chỉ nhăm nhăm khuyên thằng bạn hướng nội của mình tham gia chạy tiếp sức, tất nhiên là Misa chê vì tham gia cái đó quá nổi bật rồi, nhớ năm lớp 10, Su cũng tham gia chạy tiếp sức. Sau đó bị câu lạc bộ Điền Kinh vượt mặt, nhưng với tinh thần của một đá thủ, cậu ta cũng vừa chạy vừa hú hét chiếm hết cả spotlight của kẻ chiến thắng. Đây đã là hội thao cuối cùng của thời học sinh rồi, nên họ cũng mong Sengoku không viện cớ bị nổ tay rồi trốn mất. Vì nếu không được xem bà chằn lửa Hoji nhảy cổ vũ, thì đúng là tiếc cả thanh xuân mà. Thử tưởng tượng xem, cái con mẹ mà chỉ cần nhìn thấy có một cô gái đang cười với Misa trong lớp học, là có thể tỏa ra sát khí khiến cho người đằng trước phải dựng cả tóc gáy như Hoji, thì lúc cổ vũ cho người ta sẽ như thế nào? Thậm chí khi thầy giáo gọi Hoji lên dịch tiếng, giọng điệu thù hận của cô ấy khiến cho thầy giáo cũng phải đứng hình mất 5 giây, dù dịch sai bét nhè nhưng cũng không dám trách Hoji nửa lời. Còn Misa thì cũng nhận ra quả này toang con mẹ nó rồi, nên cậu đã khôn hồn quỳ xuống nhận tội trước. Thực ra cũng không hẳn là Hoji đang tức giận, lại càng không phải ghen tuông, mà cô cảm thấy đó chính là sát ý. Đấy, thế là đủ hiểu số phận của những cô gái thực sự có ý định cưa cẩm Misa sẽ đi về đâu rồi nhé. Đúng lúc này nhóm Tozu và Misa đi qua, họ nói với Juji là trường đang muốn tập hợp tất cả ủy viên ban hội thao lớp 12 lại. Nhưng cô chỉ còn một chút nữa thôi là sơn xong bảng lớp rồi, lúc này mà đưa cho Hoji chiến thần mỹ thuật làm hộ thì chẳng biết có ổn không. Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Thế là Hoji ngồi sơn được một lúc thì đã thấy lạnh sống lưng, quả nhiên là do Mizochi xuất hiện, thấy Hoji kêu lạnh. Cậu ấy liền để lại áo khoác cho cô ấy đắp chân, thế nhưng đắp xong, Hoji lại cảm thấy lạnh sống lưng hơn, quả nhiên lại có người khác tới. Và lần này là Misa, nhìn thấy Hoji đang đắp áo của trai, mà lại còn là cái thằng cha có ý với cô ấy, Misa ngay lập tức đổi thành áo của mình. Có Misa cứu, chiến thần mỹ thuật Hoji có muốn sơn trực cũng không được, nhưng dường như cậu đã phát hiện ra điều gì đó, mà ngay lập tức đổi lại áo cho Hoji, ôm chầm cô rồi chạy khỏi hiện trường. Lúc này thì Mizochi cũng vừa đến, Hoji liền trả lại áo cho cậu ta, chắc là Mizochi sẽ không biệt được hơi ấm từ chiếc áo là do Misa đã mặc, rồi thấy sung sướng vì điều đó đâu nhỉ. Lúc này Hoji mới nhận ra là Misa đang ghen, quả là dễ thương hết nước chấm, hơn cách ghen mạnh bạo của bà chằn lửa nào đó nhiều. Ở một bên khác, Mizochi đang vô cùng hoang mang vì chiếc áo chỉ cho mượn đắp chân thôi, có cần ấm cả tay áo vậy không? Đây chính là những câu chuyện nhẹ nhàng dễ thương được chuyển thể từ manga nguyên gốc, có cả những tình tiết mà trong seiji chính không có, nên đôi khi sẽ là những câu chuyện vụn vặt không liên quan gì đến nhau. Sau bao nhiêu thời gian tu tâm dưỡng tính, niệm Phật cầu mưa của Sengoku, thì ngày diễn ra hội thao thời tiết vô cùng đẹp, vì là hội trưởng hội học sinh, nên Sengoku phải thay mặt các học sinh lên đọc lời tuyên thệ. Bình thời lời tuyên thệ người ta đọc khí thế lắm, nhưng từ giây phút Sengoku bước lên bục phát biểu, mọi người đã cảm thấy điềm rồi, cả người cậu ấy toát lên một vẻ vô tri sâu sắc, gương mặt thì tái mét lộ rõ vẻ tiều tụy với giọng nói thều thào này. Cho dù nội dung Sengoku phát biểu nhiệt huyết đến đâu, thì nó cũng thành ra sầu thảm, khiến cho các tuyển thủ tham gia hội thao mất hết hứng thú. May sao hôm nay trời còn mát mẻ, nên dù Misa mặc áo dài tay cũng không quá nổi bật. Từ trước đến giờ Misa chẳng có lý do gì để cố gắng cả, nhưng lần thi đấu này, cậu nhất định phải thắng Hoji mới được. Sau khi phần thi chạy vượt rào nữ của khối 11 kết thúc, các tuyển thủ chạy vượt rào lớp 12 trong đó có Sakuza và Jemmy sẽ chuẩn bị lên sàn, bên đội đông. Dù Sengoku bày ra vẻ mặt chết trôi, nhưng Su vẫn cố đấm ăn xôi muốn rủ cậu ấy vào đội hình chạy hai người ba chân của mình, Hoji cũng quyết không để cho cậu yên. Cô muốn kéo Sengoku tham gia đội thi đấu hạ cột cho bằng được, trong khi cậu ấy chỉ muốn yên vị làm một chiếc vỏ ốc, lười nhác bị người ta đá qua đá lại mà thôi. Cuộc thi chạy vượt rào của lớp 12 đã bắt đầu, Hoji và Jemmy cùng lượt chạy với nhau, nghe danh người đàn bà lực điền Hoji đã lâu. Nên Jemmy có chút rén, nhưng khi nhìn xuống hàng ghế khán giả, cô lại thấy Misa vì cùng đội Tây với mình, nên đã chọn cổ vũ cho cô chứ không phải Hoji. Jemmy liền nảy số bày trò ly gián liền, vì cậu ấy đã cổ vũ cho tớ, nên tớ sẽ cố gắng chạy vì Misa nhỏ. Nếu Jemmy thắng thì cậu ấy sẽ là của Jemmy nhé, Kyo Kyo. Quả nhiên chiêu em gái trà xanh này đã khiến tâm lý của Hoji trở lên bất ổn, đã xuất phát chậm hơn với mọi người một bậc thì chớ. Tay chân cô lại còn trở lên luống cuống đá vào rào cản trên đường nữa, nhìn cảnh đó đám con trai còn cảm thấy đau, thế mà Hoji vẫn có thể chạy tiếp được. Sức mạnh của ghen tuông đúng là đáng sợ thật, Misa ngồi dưới cũng chỉ biết toát mồ hôi hột, lúc Hoji chạy xong chắc đó cũng là ngày tàn của cậu mất.
Bằng cách chơi chiêu, Jamie đã xuất sắc giành chiến thắng. Điều này khiến cho Hoji cảm thấy bản thân chẳng ngầu gì hết, dường như nhận ra tâm lý bạn gái đang bất ổn. Miza liền đứng dậy hét to, Hoji ơi cố lên, chỉ cần nghe được câu ấy thôi là Hoji lập tức đỏ mặt bật tốc biến, chạy với tốc độ bàn thờ về vạch đích, kết quả là đạt vị trí thứ tư. Cầm trong tay lá cờ hạng nhất, Jamie lại bắt đầu dở bài Pick Me Girl. Tình cảm của Hoji và Miza thật là nồng thắm quá đi, tiếc là cũng không thể giúp được Hoji đạt hạng nhất nhỉ. Thực ra Jamie trêu Hoji như vậy vì việc Hoji dao động với những câu chọc ghẹo đó rất dễ thương, chứ Jamie có Sengoku rồi nha. Thấy Miza tìm đến, cô ấy nhanh chóng sủi khỏi hiện trường để cho đôi tình nhân này có không gian riêng. Vì vừa rồi Hoji đá chân vào rào chắn nên Miza rất lo lắng cho cô, nhưng nói gì thì nói, phong độ của Hoji lúc luyện tập vô cùng ổn định, tại sao vừa rồi chạy lại bất ổn như thế? Không biết Miza có phải đang giả ngây giả ngô không mà đi hỏi câu này, tất nhiên nguyên nhân là do cậu rồi, nhưng được Miza cổ vũ, Hoji vẫn cảm thấy rất vui, câu nói này làm Miza ngơ luôn mất mấy giây. Sau khi định thần lại rồi quay lại chỗ của Tozu thì đã thấy bé Sawaza chuẩn bị lên thi đấu, con bé nhỏ người nhất trong đội hình, nhưng mồm thì to khỏi nói. Vừa nhìn thấy Hoji là con bé hét ầm lên, chị yêu ơi nhìn em này, cổ vũ cho em này, không biết con bé có nhận thức được việc hai người khác đội nhau không nữa. Nhận được lời cổ vũ của nhóm Miza, con bé mới đầu còn tỏ ra chảnh chọe, nhưng thực ra trong lòng lại rất vui, cũng phải thôi, làm gì có ai mà không vui khi được người khác cổ vũ chứ. Trước đâu Miza rất hiếm khi cổ vũ và được cổ vũ trong hội thao nên cậu không hiểu, nhưng nhớ lại gương mặt vừa nãy của Hoji, thì chắc là việc được cổ vũ thực sự rất hạnh phúc. Tozu nhìn mặt thằng bạn đã biết nó nghĩ gì liền nói, tôi không khuyến khích ông cổ vũ cho phe địch à nha. Pha đấy mà Miza không cổ vũ, thì nóc nhà đấm chết nên thông cảm nhé, còn nếu Tozu muốn, thì đến lúc cậu tham gia chạy vượt chướng ngại vật, Miza sẽ gào hết sức cổ vũ cho cậu, đến mức không nghe thấy giọng của đội đối thủ luôn. Phía Sawaza, biết là lùn không có tội, nhưng biết mình lùn mà còn tham gia thi chạy để rồi thua thì mới có tội, biết là con bé đang rất buồn. Nhưng Hoji cũng chẳng biết an ủi làm sao luôn, dù sao cô cũng là đội đông, còn Sawaza ở đội Tây, giờ hổng lẽ bảo nhỏ là em thua đội chị là phải rồi, không có gì phải buồn hết. Khi cuộc thi chạy vượt chướng ngại vật bắt đầu, cũng là lúc đội cổ vũ lên sàn, trái ngược hẳn với không khí nhẹ nhàng của đội Tây, đội đông với Hoji cầm đầu máu lửa vô cùng. Nhưng trong mắt con trai, sự dễ thương vẫn là vô đối, nên không khí bên đội đông cứ thế mà trầm hơn hẳn, vì cảm giác như nếu họ mà thua, thì sẽ bị Hoji túm tóc tạt tai tát tới tấp mất. Khi vừa bắt đầu, Tozu của đội Tây và Su của đội Đông vẫn còn đang ngang tài ngang sức, kẻ 8 lạng kẻ 800 g giam, nhưng vì bên đội cổ vũ có Sakuza, một cô gái thầm thương trộm nhớ Tozu, cùng với anh bạn thân vừa hứa sẽ gào mồm lên để cổ vũ cho cậu, nên Tozu hăng hơn hẳn, Su ghen tị biết bao nhiêu khi thằng bạn mình được gái cổ vũ. Mà đâu có biết, lời cổ vũ duy nhất lọt tai Tozu chính là của Miza, gay thật chứ, ý tôi là nói cuộc thi vượt chướng ngại vật này này. Vì kết quả là cả hai người họ đã về đích cùng nhau, nhưng Su lại chỉ nhận được lời khen hời hợt là ở trình chú thì làm được như thế này đã là rất tốt rồi, chúc mừng chú nha. Su nghe xong sầu lắm, nhưng vẫn phải nuốt nước mắt chảy ngược vào tim để xem phần thi của đội cổ vũ. Như dự đoán, đội phía đông có Hoji cầm đầu. Thành ra đi cổ vũ không khác gì cầm quân ra trận, tuy động tác mạnh mẽ, khí thế ngút trời, nhưng chỉ có thể thu hút được ánh mắt của những cô gái yếu đuối. Chứ đám con trai thì không thể nào thầm nổi, nhất là Miza. Nhìn ánh mắt đờ đẫn kia, chắc là cậu đang khóc trong lòng một chút. Bài cổ vũ của đội phía Tây thì trái ngược hoàn toàn, với sự dẫn dắt của Jamie, họ cùng nhau tạo ra một bầu không khí rất tươi mới. Quan trọng là họ vô cùng dễ thương, đủ để khiến cho trái tim của các nam sinh tan chảy, đây mới chính là những gì mà lũ được dựa mong đợi. Sau khi bài thi kết thúc, Sakuza mò đến chỗ sư phụ của mình là Juji để cảm ơn, nói gì thì nói, tôi vẫn không tin là động tác của hai đội này có điểm tương đồng đấy. Bên Miza, cậu vẫn đang khóc ròng, dù đoán trước được việc Hoji sẽ cầm quân ra trận, nhưng cậu vẫn ao ước được nhìn thấy Hoji mặc đồng phục cổ vũ một lần trong đời lắm chứ. Đang khóc hu hu thì cô giáo phụ trách đã tìm đến cậu. Vì một nam sinh đã bị ốm nên vị trí thi đấu môn đã bị trống, mà Miza lại không đăng ký môn thi cá nhân nào, nên cô giáo muốn nhờ cậu điền vào chỗ trống. Trong quá khứ, Miza rất ghét việc tham gia thi đấu rồi lại bị đánh giá, nhưng bây giờ cậu lại có những người bạn ủng hộ hết mình, nên đại hội thể thao không còn đáng sợ như hồi đó nữa. Trò chơi lần này rất đơn giản, nó có tên là chạy mượn đồ, là hạng mục duy nhất mà cả nam và nữ cùng thi chung, họ sẽ phải mượn món đồ được ghi trong tờ giấy nằm trong phong bì kia. Trong khi trông ai cũng có vẻ vội vã, thì Juji lại nhàn nhã lôi thầy giáo vào cuộc vì phong bì của cô yêu cầu tìm đến một người đáng ngờ. Và trong cái trường này làm gì còn ai đáng ngờ hơn ông thầy suốt ngày đi tia gái này chứ? Nhưng để tránh mất lòng, Juji vẫn nói với thầy giáo là phong bì yêu cầu cô đi tìm một thầy giáo trẻ tuổi nhất.
nên cô mới mượn tạm thầy chứ hổng có gì đâu. Với món đồ hợp lệ, Yuji đã là người về đích đầu tiên. Lượt tiếp theo cả Hoji và Misa sẽ cùng xuất phát. Khi hiệu lệnh bắt đầu vang lên, hai người vì nhắm đến cùng một cái phong bì nên đã va vào nhau. Đang định quay sang xin lỗi thì phát hiện đó là gậy mình, thế là họ đứng hình mất xử mấy giây. Các cổ động viên thực sự lo lắng cho cặp đôi bất ổn này, nhưng còn lo lắng hơn cho thanh niên Sengoku ngồi bên cạnh. Nhìn mặt cậu ấy không khác gì cái xác chết trôi, nhưng thực ra Sengoku đang rất ổn nha. Vì cậu ấy đã lươn lẹo thành công để Misa bị tóm đi thay mình trong trò chơi này, đúng là người tàn ác thường sống thảnh thơi. Nhưng chạy trời không khỏi nắng, cả Misa và Hoji đều muốn mượn Sengoku về, không má nào chịu nhường má nào. Kết quả là họ đã cùng nhau mang Sengoku về vạch đích rồi trở thành hai người cùng thắng cuộc trong vòng này. Món đồ trong phong bì của Misa yêu cầu tìm về một bạn nam dáng người nghiện, còn của Hoji ghi rõ ràng là hội trưởng hội học sinh, nên họ cùng bốc Sengoku đến vạch đích là quá hợp lý rồi còn gì nữa. Nhưng Sengoku vẫn cay, vì ngoài cậu ra thì thiếu éo gì người có dáng nghiện trong cái trường này, Misa cứ thích phải túm thằng nghiện nhất mới chịu à, cái đồ phản bội này. Tiếp theo là phần thi cưỡi ngựa đánh trận của nam sinh lớp 12, tuy khác đội nhưng Tozu và Su rất cùng chí hướng, họ đều muốn làm ngựa để Misa và Sengoku ở phía trên. Vì hai thanh niên này rất nghiện, mà để họ ở dưới là gãy chắc luôn chứ chẳng cong nổi đâu, không biết Tozu học đâu ra cái kiểu ăn nói của hủ nữ này nữa, khiến tôi thích lắm đó có biết không. Sau một loạt động tác bút tinh thần rất vô tri của Su, tinh thần của Sengoku từ không có liền trở thành âm hẳn. Nhưng đến lúc thực sự leo lên phía trên, cái tự nhiên Sengoku thấy làm tướng quân cũng nhàn, khung cảnh trên này cũng oai phong ra phết. Với sự cổ vũ nhiệt tình của Hoji với Sengoku, Tozu rất lo sợ Misa sẽ bị ảnh hưởng tinh thần. Đã thế Sengoku trông thế thôi nhưng rất thông minh, nhưng Misa lại rất ổn, thậm chí cậu còn đã nghĩ ra kế sách để chiến thắng bên ấy. Tại hội những cô nàng tinh tế, Sakuza và Jemmy đều quyết định sẽ cổ vũ cho người ngồi bên trên vì họ chính là người trực tiếp tác động và điều khiển cả đội. Thấy thằng bạn được hai cô nàng dễ thương hết nước chấm cổ vũ, mấy con ngựa cõng Misa bên trên bỗng nhiên cảm thấy ghen tị vô cùng. Su hỏi Sengoku, Jemmy đang cổ vũ cho Misa kìa, cậu có cay không? Cay chứ nhưng có làm gì được đâu, vì họ cùng đội mà, nhóm tôi hoài nghi nhất chính là nhóm của Zanazi. Chẳng hiểu họ nghĩ gì mà lại cho một thanh niên cận lòi nắm quyền kiểm soát, hay là định bắt chước câu mèo mù vớ cá rán. Nhờ vậy mà đội Misa được nhàn nhã hơn chút, đối thủ duy nhất mà họ phải bận tâm chỉ là nhóm của Sengoku, với chiến thuật thà né thừa còn hơn bỏ sót. Tướng quân đấm sấp mặt còn mấy con ngựa ở dưới thì tám chuyện nhằm đánh lạc hướng đối thủ, Misa nghĩ đã đến lúc dùng đến quân át chủ bài. Ánh mắt cậu đột nhiên thay đổi, sau đó chỉ vào khoảng không vô định ở phía sau Sengoku rồi nói, từ nãy đến giờ, cô gái luôn ở phía sau cậu là ai vậy? Khi Sengoku sợ đến đứng hình, thì Misa đã thừa cơ cướp mất giải duy băng trên đầu cậu ấy. Pha chơi bẩn này đã giúp đội Tây có một chiến thắng giòn giã. Tuy nhiên đội phía Tây vì chơi bẩn nhiều quá, nên bị nghiệp quật không chừa phát nào. Điểm số chung cuộc của tất cả các bộ môn vẫn thua đội Đông 5 điểm. Khiến cho Jemmy buồn ghê gớm luôn, nhưng người ta có thực lực thì mới buồn chứ. Chơi ăn gian vậy buồn làm chi? Vì cả ngày hôm nay phải bẹo nắng, nên Misa đã bị cháy nắng, còn đang sợ Shindo sẽ cười vào mặt cậu, thì Misa chợt thấy Hoji chạy ngang qua, trên người cô đang mặc bộ đồng phục cổ vũ. Mặc dù hội thao đã kết thúc, nhưng mọi người muốn chụp ảnh lưu niệm nên cô đã thay lại, quả nhiên Misa thấy bộ đồ này vẫn hợp hơn so với bộ đồ Hoji mặc lúc thi. Thực ra trước cả khi đại hội thể thao diễn ra, với Misa, Hoji vẫn luôn là một hoạt náo viên, luôn luôn tỏa sáng và cổ vũ tinh thần cho cậu. Không cần cố tỏ ra dễ thương, nhưng trong mắt cậu Hoji lúc nào cũng dễ thương cả, lúc đấm cậu mà Misa vẫn còn cảm thấy dễ thương được cơ mà. Câu nói ngọt ngào này đã khiến Hoji đỏ ửng mặt vì xấu hổ, rồi lấy cớ chạy trốn đi mất. Đây đã là hội thao cuối cùng của đời học sinh rồi, mà đến giờ Misa mới thấy, nó cũng vui hơn cậu tưởng. Đây chính là những câu chuyện nhẹ nhàng dễ thương được chuyển thể từ manga nguyên gốc, có cả những tình tiết mà trong seiji chính không có, nên đôi khi sẽ là những câu chuyện vụn vặt không liên quan gì đến nhau. Xin giới thiệu đây là Misa, một anh uy bu vẻ vang vì vớ được em gái máu mờ xinh đẹp Hoji, họ người đang vất vả vật vã ôn tập cho đợt thi kiểm giữa kỳ lần này sẽ có kết quả vui vẻ. Còn đây là Kyosuke, người bố vợ đoàn mệnh của Misa, mang tiếng là trụ cột gia đình, nhưng lại bị chính con gái của mình hắt hủi, đến nỗi muốn xí một chỗ ngồi trong bàn sưởi cũng bị Hoji đuổi như đuổi tà. Khó khăn lắm mới chen chân được vào chiếc bàn sưởi ấm cúng, thì cả bốn bố con lại lăn ra ngủ như chết. Đến khi Misa thức dậy đầu óc còn đang mông lung muốn tìm nhà vệ sinh để giải quyết nỗi buồn, thì bùm. Cậu ngã một cái muốn văng cái nết ra ngoài luôn, chắc là ba người họ nằm mơ mình đang làm bánh, nên cái chân mới xoắn quẩy vào với nhau như vậy. Bây giờ chỉ cần Hoji nhúc nhích một chút là Misa đau thiếu điều muốn vứt cái chân luôn đi rồi, khốn khổ hơn nữa là cậu còn đang buồn vệ sinh. Thế mà Hoji lại bình chân như vậy,
bởi chuyện này chẳng liên quan gì đến cô cả, đúng là người tàn ác thường sống thảnh thơi. Nhưng quả táo nhãn lồng cũng đến ngay thôi, khi ông bố báo của Hoji thức dậy, cũng đang trong cơn mơ hồ trong quay cuồng của sự ngái ngủ. Ông vừa mới cử động cái là đã thấy Hoji dãy đành đạch vì đau rồi, cũng may là Sota chân ngắn, nên thằng bé không bị mắc vào mớ bòng bong này. Thậm chí là thằng bé còn ngủ rất ngon, mặc kệ ba người họ có kêu gào thảm thiết đến mức nào. Trường hợp này mà gọi cứu hộ thì quê là quê chúng mình quê quá, quê là quê chúng mình quê nhiều, nên Misa chỉ đành ngậm đắng nuốt cay. Phó mặc số phận mình cho Hoji và Kyosuke, bởi vì bây giờ mà cậu còn cố chấp dãy giụa thì ôi nước tràn bờ đê tang thương khắp một miền quê luôn ấy. Trong trận chiến cam go này, bắt buộc phải có một người hy sinh để biết được tình hình hiện giờ là như thế nào, Kyosuke định sẽ làm tiên phong. Nhưng Misa đã đoán được trước kết quả nhức háng nên cậu đã cản ông lại, bởi bây giờ chân phải của Kyosuke đang kẹt ở giữa hai chân của cậu. Còn chân của Hoji thì lại đang bị quấn vào khá sâu tạo thành một nút thắt, nên nếu bây giờ ông ấy cố chấp rút ra, thì Kyosuke không đau, chúng ta đau. Thế nên Misa sẽ chịu là người hy sinh, cậu sẽ dốc hết sức rút chân ra, mong Hoji và Kyosuke nén đau thương mà chịu đựng. Khô như ông thì quê tôi xích hết vào rồi, ít nhất người ta cũng phải nhường Lady First chứ, váy của Hoji đang bị tốc hết lên mà cô ấy vẫn phải chịu đựng đây này. Kyosuke thấy cãi nhau mãi cũng chẳng được cái ích gì, chân rối thì cũng đã rối, đây giờ chỉnh là lú nên ông đành ngủ là chính. Nhưng đúng lúc mọi thứ đi vào tuyệt vọng, thì Hoji phát hiện mình đã rút được một chân ra ngoài, Misa cũng vậy, cậu chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà ngay lập tức rút chân còn lại ra, để chạy ngay vào nhà vệ sinh dốc bầu tâm sự, để lại sau đó là ánh mắt thương hại của hai bố con nhà Hoji, cầu trời phù hộ cho Misa không bị giẫm đài giữa đường. Bài học rút ra ở đây là nếu đi ngủ thì hãy nằm cùng chiều với nhau, vì khác hướng xoay là vướng mắc ngay. Cuối cùng họ vẫn chọn ngủ ở bàn sưởi, thậm chí còn đánh một giấc đến tận nửa đêm, sau đó Misa có vẻ rén. Chắc là cậu bị mẹ mắng vì tội ở nhà gái đến quá 12 giờ đêm, nên hôm nay Misa đã quyết tâm về trước 7 giờ tối, từ bây giờ đến đó còn một tiếng đồng hồ nữa. Misa chắc chắn bản thân sẽ không ngủ quên thêm một lần nào nữa, nhưng cái bàn sưởi nhà Hoji nó lạ lắm, nó cứ như bị tẩm đá khiến cho cậu chìm sâu lúc nào không hay. Lúc này, ở một nơi khác cụ thể là ngoài đường, bố Hoji đã bắt gặp Sengoku đang đi mua đồ về, vừa nhìn thấy Kyosuke là lời dặn đi dặn lại từ nhỏ đã hằn sâu vào tiềm thức Sengoku liền vang lên, rằng gia đình nhà Hoji thất bất ổn, nếu chẳng may đụng mặt mà không trốn được, thì phải đánh đòn phủ đầu ngay lập tức. Thế nên Sengoku bắt đầu gáy, bố cháu là người đàn ông cơ bắp, còn mẹ cháu là người đàn bà lực điền, nhưng chỉ cần một câu, thế cơ à của Kyosuke là đã khiến cậu rén liền. Cậu gái không nổi nữa nên đành lươn lẹo lấy cớ bỏ đi, nhưng nói lý với kẻ ngốc là điều vô dụng nhất, nên Sengoku đành chấp nhận số phận để ông chú mời mình về nhà chơi. Đến nửa đêm, Hoji giật mình tỉnh giấc thì thấy Misa vẫn chưa về, thậm chí trên bàn sưởi còn xuất hiện thêm Sengoku. Thì cô mới hốt hoảng hỏi Kyosuke xem lúc cô ngủ đã có chuyện gì xảy ra, nhưng ổng cũng hổng biết, hổng có nhớ nứa buồn ngủ quá, cho ngủ thêm miếng nữa coi. Quá bất lực, Hoji liền gọi Misa dậy, nhưng trong khi đầu óc quay cuồng trong mơ hồ, thứ cậu nhớ được duy nhất chính là nhắc Sengoku phải lưu game vào. Không thì chơi lại mệt thấy mẹ luôn đó, Sengoku đang lơ mơ cũng hùa theo cậu đòi mua thêm vật phẩm, đến khi họ nghe thấy Hoji thông báo. Đụng độ kẻ địch bất ngờ mới giật mình tỉnh giấc, Sengoku hét lên, hỏng rồi chúng ta đã gặp phải yêu nữ bạo lực, còn Misa thì nói, chú cứ yên tâm, để anh niệm thần chú phá hủy. Nói đến đây chắc là vui quá, nên bố Hoji cũng kéo dũng sĩ đến để diệt yêu nữ, kết quả là ba người họ bị một chiêu mắng người thần trưởng của Hoji hạ gục. Khi Sengoku tỉnh táo lại, cậu mới bắt đầu rơi vào tuyệt vọng, vì lúc cậu bị bắt cóc đến đây, Sengoku còn chưa kịp ăn cơm tắm rửa gì. Hoji định để cậu ta với Misa vào tắm cùng nhau luôn cho nhanh, nhưng Misa đã lắc đầu nguầy nguậy, thấy thái độ phản kháng dữ dội này, Sengoku chợt nhớ đến những chuyện trước đây. Và hồi đi tham quan cùng trường Misa cũng cố ý đi giờ khác để tắm một mình, đến cả lúc học bơi Misa cũng trốn cùng cậu, nên Sengoku không thể không thấy nghi ngờ nhân sinh được. Misa đành viện cái cớ là bản thân gầy trơ xương để kiếm sự đồng cảm mà không biết rằng, nói như thế trước mặt Sengoku là rất xúc phạm đến hội người nghiện. Câu thú nhận trong đau khổ này, cuối cùng lại trở thành trò hề cho Misa và Hoji cười nhạo. Và một hôm khác, Misa lại vùi mình trong chiếc bàn sưởi nhà Hoji mà không thèm để ý đến cái điện thoại đang đổ chuông inh ỏi của mình. Hoji cũng thấy tò mò nên đã mở ra xem, ai dè đập vào mắt cô là dòng tin nhắn, cậu đang ở đâu vậy, có biết là bên ngoài lạnh lắm không mà để mình chờ mãi. Mình muốn xin lỗi chuyện lần trước, nên mình gặp nhau ở chỗ cũ được không, dù có nói gì đi nữa thì mình vẫn rất thích cậu, xin hãy hiểu cho mình. Éo cần biết tác giả của bức thư này là Shindo, và thay vì gửi cho bạn gái thì cậu ta lại gửi nhầm cho Misa, Hoji vẫn cứ phải nổi giận lôi đình trước đã.
Cô xách đầu Misa đang ngáy khò khò đậy, Misa bị đấm cho tỉnh thì rất hoang mang, nhưng thủ phạm lại đang giả vờ ngủ, khiến cho cậu càng không hiểu bản thân đã gây ra tội tình gì mà vừa bị đánh lại vừa bị dỗi như thế này. Theo lẽ thường tình thì nóc nhà luôn đúng, nên cậu đã ngoan ngoãn ngồi bóc quýt cho Hoji ăn. Thấy Hoji nhanh chóng bị dẫn dụ, Misa phải khó khăn lắm mới nhịn được cười, nhưng rồi Hoji cũng tỉnh ra. Cô đã từng thề rằng một ngày chỉ được ăn nhiều nhất 2 quả quýt. Không phải vì ghét quýt, và vị của mấy họ quả có múi cô đều ghét hết. Misa đã uổng công bóc rồi mà người yêu không ăn thì cậu buồn lắm. Nên cậu đã nói, nếu cậu không ăn thì mình sẽ thơm cậu đấy, mà nếu cậu có ăn thì mình cũng vẫn thơm rồi. Nghe câu này, tự nhiên Hoji hết giận ngang. Cô đang định hỏi Misa về cái tin nhắn mờ ám lúc nãy, nhưng chưa kịp mở miệng ra, thì Misa đã dùng môi đút cho cô một múi quýt vào miệng, trong lòng Hoji cũng vui đấy. Nhưng chỉ cần nghĩ cậu ta đã dùng cách này để đút đồ cho Shindo ăn, nên mới quen rồi làm như vậy cả với cô, thì Hoji đã hóa thân thành Trần Quốc Toản bóp nát quả cam. Và một hôm khác, khi đang ở nhà Sengoku lật lại những album ảnh cũ, thì Misa nhận ra cậu ta đang cố giấu một cuốn album đi. Nhưng dĩ vãng dơ giấy dễ gì giấu giếm, Tozu đã giữ chặt Sengoku lại để đồng minh của mình xem trong cuốn đó có gì mà cậu ta phải giấu như mèo giấu ướt vậy. Quả nhiên những quá khứ đen tối của hội trưởng hiện ra khiến Misa cười không nhặt được mồm, nhưng cậu đã đứng hình mất mười mấy giây. Khi nhìn thấy bức ảnh của Sengoku và Hoji đang nô đùa trong bể phao hồi còn nhỏ, giờ có bị nói là lolicon thì cậu cũng hết đường chối cãi luôn rồi. Lại được cả ông tướng Sengoku bỗng nhiên hỏi một câu xanh rờn, Hoji bây giờ còn ngang nhiên thay quần áo trước mặt người khác không? Tin này chuẩn không? Chứ làm gì có đứa con gái nào làm vậy? Cứ tưởng là Hoji chỉ làm vậy lúc còn nhỏ, nhưng thực ra đến tận bây giờ, cô ấy vẫn hồn nhiên như cô tiên thay đồ trước mặt Sengoku, cậu cũng đã từng thắc mắc. Liệu cô ấy có làm vậy trước mặt người yêu là Misa không, thì nhận được một ánh mắt sắc lạnh của Hoji kèm theo một câu gằn giọng, éo bao giờ nhé. Thói quen này của Hoji chắc là do hai người đã tắm cùng nhau từ lúc bé, mà giờ nghĩ lại, Sengoku cũng không nhớ họ đã tắm chung đến năm bao nhiêu tuổi nữa. Có cảm giác hai người đã tắm chung đến một độ tuổi mà chính cậu cũng không tin nổi nữa, nhớ lại bỗng nhiên sợ ngang luôn. Misa đoán cùng lắm là đến lúc mẫu giáo thôi chứ gì. Khiến cho Sengoku cũng thấy bản thân nhẹ nhõm hẳn, phải rồi, cùng lắm là đến năm lớp một thôi mà, sau đó là những nụ cười không hề giả chân để lấp liếm đi sự ngượng ngùng này. Một ngày khác trong cửa hàng tiện lợi, khi Hoji định đi thanh toán một món đồ, thì cô đã va phải một người đàn ông mà nhìn ông ấy quen lắm à nha. Rất giống với Sengoku, ông ấy cũng nhận ra liền. Người đứng trước mặt mình là con gái của nhà Hoji, biết người đối diện mình là cha của Sengoku. Hoji đột nhiên đổi thái độ và nở một nụ cười sượng để cảm ơn công sinh thành của ông chú khi đã gửi đến cho cô một thằng bạn chí cốt hơn trăm thằng bạn tốt. Vốn đã rén người nhà Hoji nên ông chú khép nép hẳn. Khi nhìn thấy Misa, ông chú còn khuyên cậu, dù có thế nào thì cũng đừng để những thói xấu của nhà Hoji tiêm nhiễm vào mình nhé. Có vẻ như cha mẹ của Hoji cùng ông chú này đã học cùng trường cấp 3 và trong khoảng thời gian đó, cặp đôi này đã gieo rắc nỗi ác mộng khiến cho ông chú phải rén đến tận bây giờ. Khi được hỏi bố mẹ Misa là người như thế nào, cậu đã tiện miệng trả lời. Chắc là bình thường, Hoji thấy thế là giống nhà cô rồi còn gì nữa. Câu này khiến cho Misa sốc mà làm rơi cả bánh đang ăn dở xuống đất luôn. Có người lớn bình thường nào mà lại để tóc mái dài che hết mắt như Kyosuke không? Chỉ một mình ông ấy thôi là đủ để khiến bố con nhà Sengoku sợ sun vòi rồi. Thấy hai ông bố khắc khẩu với nhau, Sengoku cũng không biết làm gì cho phải. May là Misa và Hoji về nhà kịp lúc, nhưng họ cũng không thể cứu vớt cái bầu không khí ngượng ngùng này. Chuyện là ba của Sengoku đang trên đường đi làm về, vì bị Kyosuke bắt cóc đến đây luôn, sau đó cậu cũng trở thành tệp đính kèm bị kéo đến đây một cách bất đắc dĩ. Bố Sengoku thấy hơi bất ngờ vì Misa cứ tự nhiên như ở nhà. Quả nhiên, khi biết được Misa đang hẹn hò với Hoji, thì ông liền buông lời cà khịa. Sengoku nhà tôi không cần có bạn gái, bố mẹ thì còng lưng ra nuôi ăn học, yêu với đương cái gì, ớ thế thì Jemmy vứt đi đâu rồi. Thực ra Sengoku cũng đã cố gửi tín hiệu rằng mình có bạn gái đến cho bố, bằng cách mời cô ấy về nhà chơi lễ Giáng sinh rồi, nhưng Jemmy lại ứ chịu. Cô ấy cứ thích cậu phải đến nhà cô ấy cơ, thế nên Sengoku mới vừa phải đối mặt với những con côn trùng ở đó, vừa không nói được với bố là mình đã có bạn gái. Hoji vừa nghe thấy điều này thì mặt vui như vừa bắt được vàng, thế là cô với Misa song kiếm hợp bích hỏi Sengoku về Jemmy, khiến cho thằng bé run lẩy bẩy cả người, đúng là người tàn ác thường sống thảnh thơi mà. Thấy bố Sengoku cổ hủ như vậy, bố Hoji đã cãi nhau tới bến với ông ấy luôn, hai người cứ như không phải hai ông bố, mà cứ như học sinh cấp 3 cự cãi với nhau vậy. Thậm chí hai người còn lôi cả chuyện quá khứ ra để cà khịa nhau, bố Sengoku thì bị rớt xuống một vũng nước mưa tưởng nông nhưng lại ngập đến đầu gối.
Phát đấy mà không ướt quần thì ông ấy đã có cái để đội rồi. Đến lượt Kyosuke thì ông sợ người ta thi bên cạnh áp lực, nên đợi mọi người về hết rồi mới tới. Chứ lý do không hề phải là thằng cha tóc đỏ nào đó đã cũng mất bánh trước xe đạp của ông, khiến ông đi muộn đâu nhé. Nhìn màn cà khịa trẻ trâu này, Miza chỉ biết thốt lên, hai chú thân thiết với nhau thật nhỉ. Ủa chú mày thấy bọn tao thân nhau ở chỗ nào vậy? Lúc đó tao làm hội trưởng hội học sinh này, ngay giữa lúc phát biểu thì Kyosuke làm ngay cú USA rõ to khiến cả hội trường cười ầm lên, vậy đã là bạn thân dữ chưa? Hoji vẫn không quên nhắc lại chuyện bạn gái, khiến cho Sengoku dù không muốn nhưng vẫn cầu xin bố mình tiếp tục màn bốc phốt đi và đừng quan tâm đến những lời đàm tiếu qua loa linh tinh bên ngoài. Đúng là hổ phụ sinh hổ tử, cả Hoji và bố đều khiến cho bố con nhà Sengoku cứng họng luôn. Bài học mà ông đúc kết cho thằng con mình là đừng lấy ai giống Hoji nếu không muốn tối ngày bị khịa. Thêm một ngày nữa, khi Miza đang lười biếng nằm trong chiếc bàn sưởi nhà Hoji, cậu liền nghe thấy tiếng vịt kêu đâu đây như tiếng điểm kiểm tra giữa kỳ của cậu. Tạch tạch tạch, Hoji thì vui rồi, học giỏi nên vui vẻ ngồi ăn quýt, ăn nhiều là móng tay trở thành màu vàng đấy, bị nói vậy, nên Hoji giã đút chỗ còn lại cho Miza ăn. Tự nhiên cô lại có cảm giác thành tựu, giống như là đang giải thính cho Miza đớp vậy, nhưng ai là gà ai là thóc còn chưa biết à nha. Miza nắm lấy tay cô đưa vào miệng và bắt đầu liếm, một phút trôi qua, khi Hoji đã đông cứng cả người, Miza mới nói là mình làm sạch tay cho cô, ủa là sạch dữ chưa? Hay là làm mất sạch sự trong sáng của người xem vậy? Đây chính là những câu chuyện nhẹ nhàng dễ thương được chuyển thể từ manga nguyên gốc, có cả những tình tiết mà trong seiji chính không có, nên đôi khi sẽ là những câu chuyện vụn vặt không liên quan gì đến nhau. Muốn hiểu rõ hơn thì đừng quên xem video phần trước ở chiếu phim anime nhé. Nếu mọi người đã xem phần 1 của bộ phim Hoji Miza thì chắc hẳn cũng biết, Su có một cô em gái rất dễ thương tên là Mokoto. Mặc dù ở trường hay trước mặt bạn bè thì Su thường đảm nhận vai trò của một thằng vô tri, lúc nào cũng tấu hề mua vui cho mọi người, nhưng thực chất cậu lại là một thằng cuồng em gái. Cơ mà lại theo kiểu hơi gian đe re một chút, nên hay tỏ ra hà khắc với em ấy, đến nỗi nhiều khi Mokoto còn tưởng anh trai ghét mình. Các bạn có thể thấy rõ cái sự yêu hơi kiểm soát của Su với em gái mình qua phần phim Hoji Miza The Missing Piece này. Su chỉ vì tình cờ nhận được một cuộc điện thoại của bạn Mokoto và thằng đấy cũng chỉ hỏi nhẹ là Izuza có nhà không, Izuza ở đây là họ của hai anh em nhé. Là Su éo thèm nói gì thêm, cũng chẳng chuyển máy cho em gái mà trực tiếp cúp máy luôn, cậu còn chưa chửi cho thằng đấy một trận là may rồi chứ ở đấy mà đòi gặp em cậu. Thấy phản ứng của Mokoto hơi ố dề, Su lại càng dám chắc. Em mê thằng này rồi chứ gì? Lỡ nó là bác Foy thì sao? Em cấm gọi thằng đó đến khi mà anh không có ở nhà đấy. Nhưng câu chuyện thật sự đằng sau đó lại lắm rối ren. Cái cậu tên Kita đó có vẻ như đã thích một bạn nữ khác, nhưng bạn nữ kia lại có người yêu rồi mới chết. Thấy Mokoto trình bày dài dòng văn tự, đã đỏ mặt lại còn định biện minh là thực sự em hổng có thích Kita đâu. Thì Su cũng chả muốn nghe nữa, cậu đi ngoàm cái bánh cho nó đỡ đói chứ ngồi nghe em cậu biện minh thì chỉ có đến đời kiếp thất. Sáng hôm sau, khi mọi người đều lâm vào trầm kẽm vì phải làm bài tập tiếng Anh, thì Su lại có một nỗi lo khác. Em gái cậu gửi tin nhắn đến tỏ ý rất vui mừng vì anh trai hôm nay đi học nhóm với các bạn nên về muộn, vì em ấy đã mời bạn bè đến nhà, nên sợ có thể làm ồn đến Su. Đọc xong tin này thì học hành quái gì nữa, Su lập tức tốc biến về nhà để xem bạn bè mà Mokoto nói đích thị là thằng nào, em gái vừa nhìn thấy Su là biết. Quả này éo ổn rồi, chỉ sợ anh ấy sẽ dọa cho bạn của cô chạy mất dép. Quả nhiên Su còn định mượn ông nội cái kiếm giả để xử đẹp con heo nào đòi đào củ cải trắng nhà mình lên. Su thấy tốt nhất là nên báo công an luôn đi, lỡ thằng kia dám động vào một sợi tóc của em gái đáng yêu của cậu, thì công an còn kịp can cậu chém nó. Mokoto thấy thằng anh mình đúng là hết thuốc chữa, là dân FA thì không được phép lên tiếng ở đây. Su vừa nghĩ đến việc có bạn gái, mà suốt ngày tình tứ như cặp đôi Hoji Miza thì cũng thấy mệt dùm. Kết quả là khi Kita đến, đập vào mắt cậu bé là cảnh tượng anh em tương tàn, còn Mokoto thì chỉ muốn đội quần. Vì bao nhiêu hình tượng dịu dàng thục nữ cất công gây dựng ở trên lớp bây giờ đã tan thành mây gió, nhưng Mokoto lại càng không ngờ rằng ánh mắt của cậu bạn Kita đã va phải sự ngầu lòi của anh Su. Thế nên bây giờ, mọi câu cà khịa đuổi khách nói móc nói mỉa của Su với Kita bỗng nhiên trở thành những câu tình tứ ngọt ngào đến lạ. Và cuộc nói chuyện của Kita và Mokoto hầu như cũng chỉ xoay quanh Su mà thôi, đã thế cậu còn ngồi trình ảnh bên cạnh Kita, khiến Mokoto gào bỏng cả cổ, nhưng Kita cũng chả nghe thấy gì, vì cả tâm hồn lẫn thể xác đều dán lên người anh Su hết rồi. Kết cục là Mokoto phải đuổi Su ra ngoài chuồng gà, chứ để cậu ở đây hai đứa cũng chả học với hành được gì, sau chuyện này, con bé bỗng bị sang chấn tâm lý. Nhưng người đáng lẽ ra phải trầm kẽm hơn phải là Su mới đúng chứ, tự nhiên bị cờ rớt của em gái để ý, thậm chí thằng bé còn bắt đầu bắt chuyện với Mokoto chỉ để hỏi về cậu. Điều này khiến cho Mokoto vô cùng suy, nhưng là suy diễn,
Lẽ nào Kita thấy cô giống anh trai nên mới tìm cô làm kẻ thế thân? Cô nào có muốn nhìn giống thằng anh trai ngu ngốc, chẳng dễ thương tẹo nào cả, bởi thế nên Su mới ế mốc 17 năm trời. Tất cả những câu cà khịa đó với Su không đau bằng việc Mokoto tự nói con bé không dễ thương. Cậu kể chuyện này với hội Tozu nhưng chỉ nhận được một tối kiến, để tóc dài không phải là dễ thương hơn rồi sao? Su còn tưởng cậu ta bảo mình nên nuôi tóc dài, tưởng tượng cũng thấy gì và này nọ phết chứ đùa, may là Hojikan. Cô thấy Mokoto để tóc ngắn cũng rất dễ thương, mặc dù mặt mũi có giống Su, nhưng từ con bé toát lên một vẻ đẹp thoát tục và không hề vô tri như thằng anh. Nhóm Misa cũng kịp đến hóng hớt, cậu cho rằng Mokoto đang trong thời kỳ phản nghịch nên mới vậy, nhưng câu chuyện của đám vô tri này, thế quái nào mà lại chuyển sang môn sinh lý, Hoji cũng hết nói nổi luôn, Su đang đau khổ mà, thậm chí gần đây con bé còn giục Su mau lấy Sengoku làm vợ đi. Hoặc mỗi khi Misa hay Tozu gọi đến là con bé sẽ đến hóng hớt ngay đó có phải con gái không? Là gái thì Su sẽ không chơi gay, còn là trai thì lấy tạm Sengoku cô cũng chấp nhận mà, từ đầu đến giờ. Đám bạn hóng hớt này của Su rất tích cực đóng góp ý kiến, nhưng hình như bọn nó đang không hiểu vấn đề của cậu thì phải. Thằng mà em gái cậu thích lại đi thích cậu, không phải em gái cậu chơi lét, mà là thằng kia nó được tổ bê đê độ các ông các bà hiểu không? Nhưng họ lại chẳng thấy Su có một chút đáng thương nào, ngược lại họ càng lo cho Mokoto hơn, không biết con bé có vượt qua nổi cú sốc này không? Khi mà chính anh trai mình lại đi hớt tay trên của mình. Vì Su đang vô cùng đau khổ, nên cậu đã có phát ngôn gây sốc, chính là phản đối mối quan hệ kiểu đó. Tozu sợ thằng bạn mình bị kỳ thị, nên đã hỏi Su, thế cậu ghét Sengoku hả? Không, tôi thích Sengoku đó. Nói xong câu này thì đúng lúc Sengoku đến nơi, thôi, hai chữ trong sạch thần thiếp đã nói đến mệt nhoài rồi, hoàng thượng không cần phế thần thiếp làm trai thẳng đã mệt mỏi dã rời rồi. Su cũng muốn có bạn gái lắm, nhưng bạn gái đâu phải thứ đi mua hay lụng được ngoài đường, có bạn trai có khi còn dễ hơn ấy chứ. Sengoku vừa mới lên chả hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng đám bạn cũng hùa chứ biết gì đâu, nên cũng chẳng giúp cậu phổ biến tình hình được. Sáng hôm sau, Su đang trong cơn ngái ngủ thì bị em gái gọi dậy, nhìn đồng hồ đã thấy 10 giờ sáng trưa, nên cậu vội vội vàng vàng mặc quần áo đến trường, mẹ biết anh không ăn sáng mẹ buồn đó, thế nên Mokoto đã đưa cho cậu một lát bánh mì ngậm tạm. Nhưng ngậm bánh mì và chạy chỉ được chọn một, nếu không thì vừa khô hết cả mồm vừa thiếu oxy lên não, mà đằng quái nào chả muộn rồi, nên Su chọn sống chậm lại chút đã. Ai dè chí hướng lớn gặp nhau, Yuji cũng ngậm một lát bánh mì chạy cắm đầu cắm cổ lao vào cậu, nhìn thấy đó là Su thì cô cay thôi rồi. Tình tiết này trong chuyện không phải là lao vào một bạn học chuyển trường đẹp trai, bên ngoài chủ tịch bên trong nhiều tiền à. Khi hai người quyết định đi học một cách bình tâm hơn, thì Tozu lại hớt hải chạy đến, đúng là còn non và xanh quá. Để anh nói chú nghe, muộn thì cũng đã muộn rồi, muộn nhiều hay muộn ít cũng như nhau đúng không? Tozu bị thao túng tâm lý thì cũng bình tĩnh lại, nhưng Misa lại bất ngờ nhập hội, nhìn thì hớt hải. Cơ mà cái bánh và chai nước mua ở cửa hàng tiện lợi đã phản bội cậu ta, muộn mà vẫn còn thời gian đi mua đồ ăn sáng lắc sơ gì vậy sao? Khi đến cổng trường cả lũ mới khờ luôn, ủa alo cổng trường còn mở kìa, và hội trưởng hội học sinh vẫn còn đang cất giày. Là do bây giờ vẫn còn sớm hay đây chỉ là mơ, thế rồi câu nói của Sengoku đã hắt gáo nước cho cái lũ vô tri này tỉnh lại. Hôm nay lớp 12 có lịch học chiều cơ mà, cậu bận chuyện của hội học sinh nên mới đến sớm, chứ có phải đi muộn gì đâu. Nghe xong câu chuyện này Hoji được một trận cười đau cả bụng, sáng hôm nay vì có hoạt động cho các học sinh cấp 2 đến thăm trường, nên lịch học của lớp 12 mới bị đẩy đến chiều, còn cô đến sớm là do đã có hẹn đến căng tin với Jemmy từ trước rồi, nghe nói hôm nay họ có món mới vô cùng đặc biệt. Vì họ đã đến sớm, nên những học sinh cấp 2 vẫn còn ở trong trường, có duyên thế nào mà Su lại đụng mặt ngay Kita ở đây, thấy cậu em này một phát là Su trốn ngay để Tozu ra tiếp. Mặc dù thằng bạn rất báo đã gọi tên của cậu, nhưng may là thằng bé không biết cả họ và tên của Su, đến khi Jemmy gọi Yu ra thì đúng là hết cứu rồi. Tai của Kita như cái radar vậy, vừa nghe đến tên của cửa rớt là quay đầu lại, đúng lúc Su bị Hoji ép phải đến canteen, nên cậu đã ra khỏi bức tường khuất tầm nhìn. Kita vừa nhìn thấy Su là đã rối loạn ngôn ngữ, Oni-senpai à, rồi rốt cuộc là anh trai hay là senpai. Khi thằng bé đến nhẹ nhàng túm lấy áo của Su, cậu bắt đầu xù lông lên rồi quát thằng bé, hành động này đã thành công triệu hồi thầy chủ nhiệm đến ký cái đầu cậu vì dám bắt nạt trẻ em. Kita hỏi mọi người xem Su đã có bạn gái chưa, khiến Hoji và Jemmy chỉ biết cười nửa miệng, hai người đang phân vân có nên nói dối là Su gái theo không hết để cho cậu ta bớt tủi thân không, thì Su đã nhanh chóng sơ tán Kita đi chỗ khác. Cũng may là thằng bé phải quay trở lại trường trước giờ ăn trưa nên không thể ở lại lâu, nhìn thấy Su thở phào nhẹ nhõm vì điều này, Kita buồn nhưng Kita không nói. Thầy giáo cũng đến ạ với lũ học sinh của mình, sao không đối xử dịu dàng với em nó một chút, thế rồi thấy có đối xử dịu dàng với tụi em chưa?
Nhờ màn phá đám này của thầy mà không khí ngượng ngùng vừa rồi đã biến mất. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Su biết ơn ông thầy biến thái của mình đến vậy. Còn về hội bạn, họ rất thích hóng biến nhưng chẳng bao giờ hóng tới nơi kể tới chốn cả. Đến khi Kira về trường ngủ được 3 giấc rồi họ mới biết cậu bé là nhân vật chính trong cuộc tình tay ba giữa Su và em gái. Sengoku thì vẫn chẳng hiểu gì từ đầu đến giờ, nhưng có ai thực sự hiểu trong cái lũ vô tri này đâu mà kể cho cậu nghe. Nếu tập trước Su chiếm sóng toàn bộ với chuyện tình tay ba đầy cảm lạnh, thì tập này sẽ là kiếp nạn thứ 82 của Sengoku, vì đêm nay, không biết thế lực nào đã xui khiến cả bọn đến nhà cậu ngủ ké. Thậm chí điều này còn khiến cho bố của Sengoku có chút bất ngờ, vì thằng con mọt sách của mình thế mà cũng có bạn chịu về nhà ngủ cùng. Chỉ là bữa tiệc ngủ này của họ cũng đầy sự bất ổn, vì phòng của Sengoku hơi chật, nên Su đã xung phong ngủ ở gác xếp, nhưng trên đó đâu phải chỗ của người ngủ. Trên đó chỉ có những con mọt đang nhai nhồm nhoàm đống sách chất cao như núi của Sengoku thôi, nên cậu định bụng sẽ dọn qua một chút cho thằng bạn có chỗ ngủ. Cơ mà Su Bon Chen quen rồi, cứ thích ngủ ở địa hình hiểm trở một chút cho nó kích thích, nên Sengoku cũng đến chịu. Tozu thì dễ ăn dễ ngủ, cứ có chỗ để cậu ấy duỗi đôi chân dài miên man ra là được, nhưng để làm được điều đó, thì Tozu cần phải đá bay cái tên Misa bạ đâu ngủ đấy này ra chỗ khác trước đã. Cậu ta bị Misa đá cho đang xuất khỏi giấc mơ luôn, trong cơn mơ hồ trong quay cuồng vì cái nóng. Misa đang ngái ngủ còn suýt nữa cởi áo ngoài ra, báo hại Tozu phải dùng 100% nội lực để ngăn lại, nếu không dấu ấn rồng thiêng trong người Misa sẽ bị lộ mất. Sau một hồi xà quần, ai cũng chọn cho mình được một lô đất để cắm giấc mơ, thì Sengoku chợt phát hiện ra chẳng còn chỗ trống nào cho cậu hết. Trong tưởng tượng của Sengoku, chỉ cần Tozu và Misa ngủ gọn vào một chút thì cậu cũng có chỗ mà dung thân, nhưng hai thằng đó đang gáy khò khò rồi. Thậm chí Misa còn đang gặp ác mộng, còn Su thì đang chiêm bao về những thứ vô tri, thì làm sao Sengoku dám làm họ tỉnh giấc hồng đây? Đúng là cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ trăm đường không có chỗ ngủ mà, lúc chiều mẹ cậu bảo cậu dọn phòng hẳn hoi thì cậu còn không làm. Bây giờ có ngồi lý do lý chấu rằng cái phòng của cậu không bẩn, chỉ là do nó quá nhiều sách mà thôi, thì tất cả cũng chỉ là vô nghĩa. Bỗng nhiên Su thức dậy, thấy Sengoku còn chưa đi ngủ nữa, hỏi ra mới biết là cậu ta không có chỗ để ngủ. Nhưng lại ngại không dám gọi các bạn dậy, tưởng gì chứ dăm ba chuyện này với Su Vô Chi là dễ, nào dậy đi các anh em ơi. Nghe lời triệu hồi này cũng chỉ có Tozu thức giấc, cậu ấy định ngủ sát vào tường, còn Misa thì nép một chút vào giá sách thì sẽ có chỗ cho Sengoku ngủ. Nhưng có đá thế nào thì Misa cũng không tỉnh, nên Su tính sẽ khiêng thằng cha đó lên gác xếp, tuy chỗ đấy hơi chật nhưng nếu cố gắng bon chen thì vẫn ngủ được hai người. Cuối cùng, Sengoku và Misa phải ngủ trên gác xếp, nhìn thấy cậu ta ngủ thật an nhiên, bỗng nhiên trong lòng Sengoku nổi lên một chút tà tâm, lúc trước Misa đã cùng với cậu trốn tiết học bơi. Jemmy cũng kể rằng cô ấy từng làm ướt áo của Misa, nhưng cậu ta lại nhất quyết không chịu cởi, vậy thì sau lớp áo đó rốt cuộc là đang giấu giếm thứ gì? Sengoku đang định ra tay lột đồ, thì hé lô tui quên điện thoại ở trên này, chứng kiến cảnh tượng diễn ra trước mắt. Su đã tự bổ não ra hiện trường của một vụ án XX, nên nhanh chóng thoái lui bằng cách, tui đã bẻ cái điện thoại làm đôi, phá nát thành bột rồi thả trôi sông rồi. Thế này thì 100 chữ trong sạch Sengoku nói cũng không đủ nữa rồi, rõ ràng là vừa nãy, nhìn cậu không có vẻ gì là lưỡng lự trước hành vi phạm tội của mình. Nhưng không sao, tớ vẫn tôn trọng Sengoku lắm đó, tớ sẽ học cách quen với con người này của cậu mà. Thế là mặc cho Sengoku gào thét rằng, cậu làm thế chỉ vì tò mò, nhưng tò mò gì về cơ thể của một thằng con trai chứ? Thôi cậu không phải giải thích nữa, tớ vẫn tôn trọng cậu mà. Tozu ở bên dưới thấy Sengoku đã bắt đầu nghi ngờ Misa, nên đã hiến kế dựng cái bàn ở giữa phòng ra, để có thêm chỗ ngủ ở bên dưới. Ủa sao mới đầu không nói vậy đó, để giày đành đạch ra rồi mới nói. Sáng hôm sau, khi Tozu vừa hé mắt ra nhìn đời thì đã va ngay vào cái bản mặt đang cười vô cùng dâm dê của Su, nên theo bản năng. Cậu ta đã vung một cú đấm thẳng vào giao diện của Su, tiếng hét thất thanh khiến Sengoku hoảng hốt tỉnh dậy, động đất à. Không phải đó là thằng Su đang kêu, sau khi ba người chào buổi sáng với nhau thì Misa vẫn còn say rất nồng. Đầu Sengoku ngay lập tức nảy số, muốn nhân cơ hội gọi Misa dậy để lột đầu cậu ta, nhưng Tozu đã phát hiện ra âm mưu từ ánh mắt thiếu lương thiện đó. Cộng với ông Su Vô Chi đã tạo ra một cảnh tượng vô cùng vô thương với ba bị cáo là thanh niên trai tráng đang dùng hết sức mình cưỡi trên người nạn nhân. Mặc cho anh ấy có gào thét nói rằng cuộc sống của mình hoàn toàn không ổn, thì bị cáo K vẫn muốn được thay phiên với bị cáo S để thực hiện hành vi gây tổn thương này. Bị cáo T biết đây là âm mưu nên đã ngăn cản bị cáo S đổi chỗ, vì trong cơn mất lý trí họ hoàn toàn không thể lường trước được việc K sẽ gây ra việc gì. Misa nghe thôi mà sởn cả gai ốc, thôi thôi dù thế nào nào thì mình cũng tin vào hội trưởng đó đó. Rõ ràng là đang nói vấp còn bày đặt cái gì. Thế rồi, ba thằng vô tri vì những lý do khác nhau mà đã bám Misa đến tận cửa nhà vệ sinh, đúng là đi ẻ cũng không yên mà.
Nhân cơ hội Misa không có ở đây, Su mới hỏi Sengoku vì sao cứ nhắm đến Misa vậy. Sengoku bị nghi ngờ cũng quá đủ rồi, cậu chỉ muốn biết tại sao Misa lại giấu cơ thể cậu ta như mèo giấu ướt thôi mà, thấy dáng bộ của Sengoku cũng tội. Mà nói ra cũng chẳng được, nên Tozu đã phải dùng đến hạ sách chém gió quen mùng của mình, không biết cậu ta đã nói gì với Su và Sengoku. Nhưng khi Misa quay lại, thì hai người họ đã thì thầm to nhỏ gì đó về khẩu đại bác của Misa, thì ra là vì lý do đấy nên cậu ta mới giấu mọi người sao. Tất nhiên, lời ngụy biện này chỉ lừa được Suvochi, chứ Sengoku thì vẫn đem một nỗi hoài nghi sâu nặng. Cậu biết rõ ràng là Tozu đang che giấu gì đó, nhưng thằng này nó chật quá. Chẳng chịu hé răng nửa lời nên Sengoku vẫn nên là tự thân vận động thì hơn. Khi Misa vừa xuất hiện là Sengoku liền bày đặt quan tâm xem cậu ta có nóng không. Nếu nóng thì cởi áo ra đi, còn nếu có lạnh thì mặc áo len của nhà trường vào thử xem, áo của trường ấm lắm luôn nhé. Cứ nghĩ Misa sẽ không dính vào cái bẫy đơn giản như thế, nhưng cậu ta lại thực sự cởi áo, nên Tozu buộc phải ra tay một lần nữa. Ngay lúc Sengoku đang lộ ra ánh mắt thiếu 7 phần lương thiện vì âm mưu của mình sắp được hoàn thành, thì Tozu làm rơi cái hộp bút, khiến cho cậu ta vừa quay đầu lại nhìn, thì ngoảnh lại Misa đã thay xong áo rồi. Đến nước này thì Sengoku chỉ còn cách hỏi thẳng Misa mà thôi, bây giờ Misa mới biết mọi hành động kỳ lạ gần đây của hội trưởng là do muốn khám phá thân thể cậu, nên liền giả câm giả điếc giả mù, mà cho cẩn thận thì giả ngốc luôn rồi bỏ chạy khỏi hiện trường. Vì thế mà Sengoku phải mặc áo len của Misa về, làm bố của cậu lại được một phen bất ngờ vì gu thời trang của thằng con hôm nay lạ quá. Vào một hôm khác, ngoài trời rét muốn cắt da cắt thịt nhưng Sengoku có bạn gái, còn tôi với bạn thì không, hai người cùng nhau đi học về, vì quá lạnh nên Jimmy bảo Sengoku, tay. Sengoku không hiểu ý còn tưởng cô ấy muốn nắm tay, nhưng Jimmy chỉ đưa bàn tay lạnh giá của cô ấy lên má của Sengoku rồi nói, mình ấm rồi. Ừ, Jimmy thì ấm thật rồi nhưng Sengoku thì lạnh muốn chết luôn đây này. Lần thứ hai, Jimmy lại nói tay, Sengoku đã cẩn thận tháo khăn quàng cổ ra để ủ ấm tay cho cô ấy, nhưng không, lần này Jimmy thực sự muốn nắm tay cơ, Sengoku thấy bàn tay nhỏ của Jimmy rất ấm áp. Chỉ là tay cậu vừa mỏng vừa gầy nên Jimmy không thấy ấm cho lắm, nếu có ấm thì chỉ là cảm thấy ấm lòng vì đã phát cẩu lương ngập mặt cho các bạn mà thôi. Vừa đi một chút, Jimmy đã thấy sắp về đến nhà mình rồi, cơ mà thay vì đi chậm lại thì hai người đã chọn cách dễ hơn đó là dừng lại luôn, Jimmy lì nhí nói, ôm ôm, nhưng lại xí hổ chạy đi. Đấy là làm giá một chút thôi, chứ Sengoku gọi một phát là cô quay lại ôm cậu ấy vào lòng liền luôn, Sengoku bảo Jimmy buông ra, tại phải bỏ tay cậu ra thì cậu mới ôm Jimmy được. Đường nước lấn tới Jimmy lại nói, hôn hôn, nhưng cái gì cũng phải có sự giới thiệu thôi, ban ngày ban mặt lại còn ở ngoài đường, muốn hôn hôn thì phải đợi về giường. Chuyện tình của họ mới hôm qua còn đẹp đến vậy, mà hôm sau Hoji và Yuji đã bắt gặp Sengoku trốn bổ đi chơi cùng Sakuza. Trong đầu Hoji đã vẽ ra đủ viễn cảnh cầu huyết ngoại tình, nên cô cố hết sức ngăn cản Yuji nói cảnh tượng vừa rồi cho Jimmy biết, khi Jimmy định gọi điện hỏi Sengoku xem sao, thì Hoji lại dùng tuyệt chiêu đánh trống lảng. Hình như ở ngoài cửa sổ có không khí kìa Jimmy ơi, để cứu Sengoku một phen cháy nhà trông thấy. Nhưng làm việc sai trái ắt sẽ có ngày bị bại lộ, quán ăn mà Sengoku chọn đi cùng Sakuza lại dính ngay chỗ mà Tozu và Su đang dùng bữa. Khi Su vừa nghe thấy việc hội trưởng đang đi cùng Sakuza mà không hề có mặt Jimmy, thì cậu ta đã bổ não ra ngay kịch bản drama, sự lắm mồm quen thuộc này đã thu hút hội trưởng. Trước thắc mắc của hai thằng bạn, thậm chí là sự to gan tày trời khi dám đe dọa mình, Sengoku chỉ thả nhẹ một câu, hứa nào dám nói với Jimmy tao giết, rồi tiêu sái rời đi. Chuyện là, Sakuza đã hứa với Jimmy nếu cô ấy đạt trên 60 điểm trong bài kiểm tra toán lần này, thì Sakuza sẽ thưởng cho Jimmy món bánh quy mà cô ấy yêu thích. Tuy trong bài kiểm tra lần này Jimmy chỉ được 58 điểm thôi, nhưng vì cô ấy đã rất cố gắng, nên Sakuza vẫn muốn lén hỏi Sengoku để biết quán bánh quy mà Jimmy yêu thích, sau đó lấy cớ để tặng cho Jimmy. Được ăn bánh quy ngon lành Jimmy cũng không quên đến thằng bồ mình, nhưng Sakuza lại bảo cô ấy, gọi cậu ta đến làm gì. Càng ít người ăn thì càng còn bánh ngon ngon cho cậu ăn chứ, Jimmy nghe thế cũng đúng, nên đành cho Sengoku ra chuồng gà mà không biết. Thật ra từ đầu đến giờ cậu ta vẫn luôn đứng ở ngoài cửa nghe lén, và vô cùng cay cú vì đã mạo hiểm cả tính mạng giúp đỡ Sakuza, thế mà cô ấy lại phản bội mình. Người ta thường hay nói rằng, là uy bu thì hay hướng nội, và câu nói này thì đúng với trường hợp của Sakuza. Vì ở trên trường cô ấy vốn đã trầm tính ít nói, nếu có giao du kết bạn thì cũng chỉ đi cùng biệt đội chúa hề của Hoji. Còn về nhà thì Sakuza lại cắm đầu vào học hành, ngay cả ngồi trên tàu điện cô ấy cũng có thể lôi 7 hàng đẳng thức đáng nhớ ra đọc. Nhưng một khi đã chạm tay vào quyển truyện tranh yêu thích thì Sakuza giống như biến thành một con người khác vậy, cũng hào hứng la hét như ai. Và đặc biệt là rất xim lỏ với nhân vật chính của bộ truyện Konoha, tiếc là tác giả của bộ truyện này mỗi tuần chỉ ra một cuốn.
Thế nên vào đúng thứ bảy hàng tuần, cứ tan học là Sakura sẽ ngay lập tức chạy đến tiệm sách với một tinh thần vô cùng háo hức hừng hực. Nhưng cuối cùng lại phải hậm hực tiếc nuối vì cuốn cuối cùng cũng đã bị mua mất rồi. Khi cô ấy đang sầu thảm lết cái tấm thân tàn tạ vì không thỏa mãn được cơn nghiện về nhà, thì Sakura lại bất ngờ đụng mặt Zanazi. Vì Sakura cứ liên tục nhắc đến bộ truyện Konoha, nên Zanazi có thể dễ dàng đoán được là cô ấy đang đau khổ vì việc gì. Tuy hơi xấu hổ khi bị người khác biết mình là một uibu, nhưng trong tay Zanazi lại có tập mới nhất của Konoha, thì Sakura cũng vứt hết liêm sỉ mà nhận lấy, dù sao thì cậu ấy cũng chỉ mua nó để giết thời gian trong lúc đợi xe buýt mà thôi. Zanazi vốn đã là hot boy của trường, hôm nay Sakura lại được thấy một mặt dịu dàng tốt bụng của cậu ấy, khiến cô không thể không thốt lên, cậu giống Kaoru thật đấy. Nói chung thì Kaoru chính là một nhân vật trong bộ truyện Konoha, nên mặt Zanazi nhìn mới sượng chân thế kia, không đơn giản chỉ vì đó là một nhân vật hư cấu. Mà Kaoru lại còn là một nhân vật nữ, một thằng đàn ông đích thực như Zanazi, thế mà lại bị nói giống một nhân vật nữ trong bộ truyện, không thể nào mà cậu ấy lại không cảm thấy đau lòng được. Sakura cũng thấy mình hơi lỡ mồm, nhưng chính từ mối nhân duyên ngày hôm đó mà Sakura và Zanazi lại có một điểm chung bất ngờ, đó chính là cùng là fan ruột của bộ truyện Konoha. Hai người họ giống như người ở hai thế giới khác nhau vậy, mặc dù tác giả vẽ Sakura rất đẹp, nhưng thực ra cô ấy lại là một người có nhan sắc tầm thường. Nên chuyện cô ấy đột nhiên thân thiết với hot boy của trường như Zanazi hiển nhiên sẽ khiến các nữ sinh trong trường cảm thấy kỳ lạ. Nhưng nói xấu mà nói to thế á, Sakura nghe thấy là cổ tránh xa Zanazi ra cho nó đỡ ngại đó có biết không, rồi lại mất công Zanazi tưởng mình đã làm gì khiến Sakura không thoải mái. Mặc dù sau đó cô ấy có giải thích rằng do bản thân sợ các cô gái trong trường sẽ ghen tị vì mình đang đi bên cạnh Zanazi ngầu lòi, nhưng khi nói đến ngầu, thì nghĩ thế nào Sakura cũng hợp với hình tượng đó hơn, vì cả cô bạn gái Jimmy danh ma lẫn hội trưởng hội học sinh trước mặt cô ấy cũng chỉ như đứa trẻ mới lớn. Nhưng Sakura cũng là con gái mà, ai lại đi khen là ngầu thay vì dễ thương chứ, đúng là không hổ danh Zanazi không có mắt nhìn mà. Tôi nói thế không phải vì hạ thấp con mắt nhìn người của Zanazi hay gì đâu nhé, mà ai xem Seji chính chắc chắn cũng biết là mắt anh chàng này cận lòi ra. Nếu không phải vì bây giờ đang đeo kính áp tròng, thì người duy nhất Zanazi có thể nhận ra chỉ có thể là Yuji cờ rớt của cậu mà thôi. Trùng hợp thay, Yuji bây giờ cũng đang đắm chìm vào một cuốn tiểu thuyết, trong đó có tình tiết cặp đôi yêu nhau bỗng nhiên bị hoán đổi thân phận. Vốn là một người hay mơ mộng nên Yuji gán ngay vào cặp đôi Hoji Miza trước mặt mình, thử tưởng tượng đến ngày Miza thì giang hồ hổ báo. Còn Miza lại điềm tĩnh lạnh lùng thì Yuji thấy kỳ ghê luôn á. Thế rồi cô bắt đầu để cho trí tưởng tượng bay cao bay xa, hội trưởng hội học sinh thì nhố nhăng nhắng nhít như Su. Còn Su thì lại buồn thiêu chán đời, đúng là mắc cười không tả nổi. Tiếp đó Sakura và Jemmy cũng trở thành nạn nhân của bút pháp hoán đổi do đại thi hào Yuji chủ bút. Thấy cô ấy cứ lắc lắc cái đầu, hội trưởng còn nghĩ Yuji vừa cắn kẹo, may là có Tozu giải thích rằng cô ấy đang phiêu trong mộng tưởng, chứ không phải đời hư ảo đưa em vào cơn mê đâu, thì hội trưởng mới tin. Cứ lắc lư cái đầu như vậy một hồi, Yuji mới nhận ra điểm mấu chốt. Nếu là nam nam và nữ nữ bị hoán đổi với nhau thì không sao, nhưng nếu các cặp đôi bị hoán đổi với nhau thì làm sao có thể tắm rửa và đi vệ sinh đây? Thắc mắc trong đầu là vậy, nhưng Yuji lại hỏi Tozu một câu không đầu không đuôi, làm sao để đi vệ sinh đây? Thì cứ đi thôi, nhịn không tốt cho sức khỏe đâu, pha lệch sóng này từ đồng đội khiến Yuji chán chả buồn nói luôn. Nên cô liền chạy đến thư viện để học bài cùng Hoji, nhưng ngay sau khi Hoji vắng mặt để đi mua đồ, thì cơn lười học của Yuji lại trỗi dậy. Cô ấy vừa nằm ườn ra vừa suy nghĩ về sự đời, thì chợt giác ngộ ra một điều rất phức tạp, đó chính là không nhờ Hoji đi mua bút đỏ, thì cô không thể nào có bút đỏ để dùng. Phát hiện bất ngờ này khiến Yuji đứng phắt dậy, tình cờ làm cho Zanazi đang bê chồng sách đi ngang qua bị hú hồn một phen. Như đã nói, Zanazi thích Yuji, nên đã lợi dụng lúc hai người cùng nhặt sách lên để mạo muội dùng mu bàn tay chạm vào bàn tay ấm áp của Yuji một chút. Tiếc là Yuji lại thích Tozu, nên ngay sau khi tay bị lạnh bởi cú chạm của Zanazi, cô ấy phải cấp tốc đến tìm Tozu để sờ mó một chút. Ai dè tay Tozu còn lạnh như băng. Đã thế cậu ấy còn nhéo má của Yuji vì cái tội sờ mó linh tinh. Nếu có lạnh tay thì nói một câu, cậu còn cho nắm tay chứ không cần vòng vo như vậy, chắc tớ thèm á. Kể ra Yuji cũng hay, được hot boy của trường thích, nhưng lại có mối quan hệ đôi ta ở trên tình bạn ở dưới tình yêu với thiếu gia nhà giàu Tozu. Trong khi người xem của chiếu phim anime thì lại vẫn phải xem video này một mình. Chuyển đến chỗ Miza, hôm nay khi tan học cậu tình cờ đi ngang qua chỗ của khối 11, sau đó lại vô tình dẫm lên một chiếc khăn quàng màu đỏ. Mà đó lại bất ngờ là khăn quàng của Sawada, chỉ cần nhìn cái dáng vẻ buồn như con chuồn chuồn của Sawada khi nhặt chiếc khăn cùng với khuôn mặt đắc ý của hai đứa con gái trên tầng, là Miza hiểu ngay ra vấn đề, Sawada chắc chắn là đang bị bạn cùng lớp bắt nạt rồi, sợ con bé xấu hổ không dám chính miệng thừa nhận. Nên Miza đã nói với Sawada rằng, nếu đúng là hai đứa kia vứt khăn của em thì hãy đi về phía anh, ngay sau khi Sawada không nói không rằng đi tới chỗ cậu. Miza đã dùng khẩu hình miệng nói với hai đứa con gái trên tầng một câu, khiến cả đời này chúng nó cũng phải cay cú, chết đi cái đồ xấu xí.
Theo lời Sawaza, thì cô bé đang bị các bạn cùng lớp cô lập chỉ vì cô bé có một số ý kiến không giống mọi người. Sawaza cho rằng Miza có rất nhiều bạn thì không thể nào hiểu điều này. Nhưng con bé nhầm to rồi, Miza đã trải nát giam ba cái câu chuyện bị bắt nạt này rồi. Bạn bè bây giờ cậu có được cũng đâu phải là do cậu đi cúi đầu cầu xin mọi người chơi với mình. Nên Miza nghĩ Sawaza hãy cứ tự tin ngó lơ những người không xứng đáng, rồi đợi chúng nó tự nhận ra sự thấp kém của mình và cúi đầu xin lỗi. Em thấy anh hơi quá rồi đó. Ủa, anh còn tưởng em muốn thắng, với lại anh quên mất không nói vừa nãy anh đã lỡ chân dẫm lên cái khăn rồi. Nói xong câu này thì Miza bị cho ăn liên hoàn đấm luôn. Sau vụ đó, tình trạng cô lập của các bạn với Sawaza không những không giảm, mà ngược lại cô bé càng bị xa lánh vì thân thiết với một ông anh có vẻ giang hồ ở lớp lớn. Nhìn cô bé nhỏ người mà bày đặt diễn nét suy tư về sự đời, Jamie và Yuji không khỏi tò mò xem. Chuyện gì mà lại có thể khiến một đứa vô tri như Sawaza buồn? Cô bé nghe thấy vậy, liền hỏi họ có thấy bản thân mình kỳ lạ không? Thì cũng hơi lạ một chút đó, nhưng em mà không lạ thì chỉ được làm nhân vật quần chúng thôi, chứ không được lên hình nhiều như thế này đâu. Với lại Sawaza mà sợ rằng mình lạ lùng, thì Jamie Yuji vứt đi đâu chứ? Hai người đồng thanh nói câu này xong mém nữa thì liên minh tình bạn chấm dứt. Nhưng vì còn đang phải an ủi Sawaza, nên hai người họ mới phải đồng tâm mỗi người cho con bé một chút kẹo và dây buộc tóc dễ thương để dỗ dành. Thực ra Sawaza không cần cảm thấy tự ti vì hơi thân thiết với các anh chị lớp 12, trong khi lại không có nhiều bạn cùng tuổi. Vì cái bọn trẻ trâu mới vào trường lúc nào mà chẳng thích thể hiện, hở ra cái là liền chia bè chia phái, chi bằng chơi với hai người chị trưởng thành như Jamie và Yuji này. Dù nói là trưởng thành thì hơi quá, vì họ chỉ được cái già đầu chứ vẫn còn vô tri lắm, nhưng chắc chắn là họ sẽ luôn lắng nghe những tâm sự từ đứa em dễ thương Sawaza rồi. Giờ tan học, cô bé tình cờ nghe thấy bạn cùng lớp nói đến việc dán thông báo tuyển thành viên cho câu lạc bộ. Nên khi nhìn thấy ghim băng của tờ affix đó bị tuột ra, Sawaza đã muốn dán lại nhưng vì chiều cao có hạn nên cứ nhấp nhổm mãi mà chẳng thể với tới được. Sengoku nhìn thấy cảnh này mới nói với Sawaza, dù em rất cố gắng nhưng anh rất tiếc phải thông báo rằng affix này đã dán lên viền bảng thông báo nên phải gỡ xuống thôi. Nhưng vì con bé đã năn nỉ nên Sengoku quyết định giúp nó một tay, cậu để cho Sawaza ngồi lên đầu lên cổ mình. Thế mới đủ cao để con bé tháo tấm affix kia xuống, sau đó tiện chân để con bé ngồi yên vị trí đó đi đến bảng thông báo ở trước tủ giày. Vì treo ở đây sẽ có nhiều người qua lại hơn, cơ mà các bạn lại rén vì chỗ này đã bị các anh chị lớp 12 chuyên dụng, tuy nhiên bằng sức mạnh của hội trưởng hội học sinh, Sengoku đã giúp cô bé di rời các affix khác sang bên cạnh để một mình affix chiêu mộ thành viên ở chính giữa, như thế mà còn không ai thấy nữa thì đúng là tại đen thôi chứ không có gì hết. Tính Sawaza vốn đã rất rén với con trai, nhưng với hành động tốt bụng này của hội trưởng, dù có xấu hổ và ngượng ngùng thì cô bé cũng phải cảm ơn cho thật chân thành. Chuyện này tình cờ đã bị bạn cùng lớp của Sawaza nhìn thấy, sau đó họ kéo đến hỏi cô bé thực hư câu chuyện. Ban đầu Sawaza còn nói là do mình chỉ tình cờ làm vậy thôi, nhưng khi biết được bản thân đã thực sự giúp đỡ được các bạn. Vì đã có người tham gia vào câu lạc bộ vì nhìn thấy tấm affix đó, thì Sawaza đã vô cùng hạnh phúc, nhưng cô bé không hề ngờ rằng tiếng lành đồn gần thì tiếng dữ đồn xa. Chuyện cô dùng hội trưởng hội học sinh làm thú cưỡi và có quan hệ cùng cha khác ông nội với một ông anh đeo khuyên tai trông rất giang hồ ở lớp 12 đã được lan truyền, khiến cho Sawaza trong mắt các bạn từ một con nhỏ kỳ lạ bỗng trở thành một nhỏ vẫn kỳ lạ nhưng lại ngầu lòi. Thậm chí là còn có quyền lực ngầm có thể cưỡi lên đầu lên cổ hội trưởng hội học sinh trước mặt người yêu của anh ấy. Nếu như tập trước nhân vật trung tâm là Sawaza thì tập này đã gọi tên hot boy Zanazi. Nếu đã xem Seiji chính thì chắc hẳn các bạn cũng biết. Đây là một anh chàng bên ngoài đẹp trai bên trong cận lòi, trong bán kính 1m mà không đeo kính thì hai con mắt của cậu ấy ngoài tác dụng làm đẹp ra thì chẳng còn gì khác cả. Dạo gần đây Zanazi chuyển sang đeo kính áp tròng, tuy nó có thể giúp cậu ấy cộng một đẹp trai. Nhưng một khi đã làm rơi miếng kính nhỏ xíu đó xuống đất, đối với hội người cận như Zanazi mà nói chẳng khác nào mò kim đáy bể. May là lần này có sự giúp đỡ của Tozu, nhưng cảnh tượng một người quỳ dưới đất tìm đồ, còn một người đứng trên cao dùng ánh mắt thất thần nhìn xuống. Không thể nào không khiến Sengoku nghĩ phải chăng Tozu đã làm ra chuyện tày đình gì nên mới bị Zanazi bạo chúa bắt quỳ lại thế kia. Cộng thêm Sengoku đứng quá xa, khiến Zanazi thực sự không nhìn ra đó là ai, cậu chỉ còn cách nheo mắt lại để nhìn thấy anh rõ hơn, cái này ai cận thì thấu nỗi đau này lắm nè. Ra đường mà không đeo kính, sau đó nhìn người ta bằng nửa con mắt, thế nào cũng bị bảo là đang phán xét, đen tí nữa gặp mấy anh giang hồ chợ lớn còn bị đấm cho lệch mặt. Còn Sengoku không như thế, cậu chỉ âm thầm tổn thương trong lòng một chút, sau đó chạy vào phòng hội học sinh khóc thầm mà thôi. Tất nhiên mắt có mờ một chút cũng không ảnh hưởng đến việc mọi người yêu quý Zanazi, ví dụ như Hoji. Cô ấy cảm thấy khá lo lắng khi Zanazi thường xuyên đến muộn vào lớp tự học buổi sáng, thậm chí là còn nổi trận lôi đình khi thấy người yêu mình gọi Zanazi bằng tên. Đính chính là đây không phải cô ấy ghen với Zanazi đâu nhé, mà ngược lại còn đang ghen tức rằng tại sao Miza lại có thể thân thiết với Zanazi như vậy cơ. Khi Jamie đến đưa bánh quy thì họ tình cờ nghe được cuộc hội thoại của các nữ sinh rằng xe buýt hôm nay sẽ trễ 15 phút. Trời lạnh thế này mà để Zanazi đứng đợi ở bên xe buýt trong vô vọng, nghĩ thôi cũng tội rồi nên siêu nhân Jamie đã nhanh chóng xuất hiện giúp đỡ.
Cô ấy đeo cái kính râm đứng trước mặt cậu hùng hồn tuyên bố, hôm nay bổn cô nương đây không có người yêu nên sẽ dành sự ấm áp này cho nhà ngươi. Trong khi Zanazi còn đang hoang mang thì lữ khách Hoji xuất hiện, này chàng trai giữa trời đông cô đơn, việc quái gì phải nghe lời con mụ trẻ trâu kia. Hãy về với đội của ta hứa sẽ khiến ngươi không còn lạnh lẽo nữa. Hoji và Jemmy đang diễn tiểu phẩm thì quên sử mất lời thoại. Nhưng đâm lao thì phải theo lao, họ dừng vở kịch mỹ nhân cứu anh hùng lại và thông báo cho Zanazi một tin động trời. Tạm thời thì phương tiện công cộng lưu hành từ nhà cậu đến cổng trường đã bị delay 15 phút, xin các hạ vui lòng chờ đợi thêm. Miza cũng đã mua đồ uống tới, khi nhận được cốc cacao nóng hổi trong tay, cùng với sự quan tâm có phần ố dề của mọi người, Zanazi bỗng cảm thấy mùa đông không còn lạnh nữa. Thế nên khi nhận được tin nhắn của bố rằng ông sẽ dùng con G63 đến đón cậu ngay, thì Zanazi đã trực tiếp từ chối vì cậu đang ở cùng bạn bè rồi. Sáng hôm sau, kiếp nạn của Zanazi cuối cùng cũng đến. Vì mùa đông buổi sáng toàn là giờ tự học, nên học sinh bắt đầu những ngày tháng đi muộn vô tội vạ. Họ lộng hành đến mức giáo viên không thể nhắm mắt làm ngơ được nữa, nên đã đưa ra điều luật, tuần lễ tiếp theo sẽ nghiêm cấm đi trễ, nếu không thì sẽ nhận được hình phạt thích đáng. Ban đầu, mọi người còn không quan tâm đến lời dọa nạt này cho lắm, họ chỉ quan tâm đến việc tại sao hội trưởng lại là con người hai mặt như thế cơ chứ. Bên ngoài thì cọc cằn khô khan, thế mà nhắn tin một phát là giống như công chúa bong bóng vậy, không chỉ dùng từ ngữ dễ thương lại còn icon trái tim bay tứ lung tung. Sau đó, ánh mắt của mọi người mới va vào sự buồn ngủ của Zanazi, cậu ấy ngủ gà ngủ gật đến nỗi đập đầu vào bàn mà cũng không chịu nhận. Với tình trạng này thì Zanazi vô cùng sợ bản thân sẽ bị chịu hình phạt treo đầu thị chúng nếu đi muộn của cô chủ nhiệm, nhưng nói không phải mê tín chứ. Việc thức dậy vào mỗi sáng của Zanazi giống như có thế lực tà đạo nào đó can thiệp vào, cậu đã cài đến hai cái đồng hồ báo thức, cơ mà một cái không thèm kêu. Còn cái kia thì trực tiếp bị văng xuống đất, thậm chí có hôm Zanazi đi học về, còn thấy căn phòng của mình lộn xộn như bị ma làm vậy. Miza khuyên cậu nên rắc muối khắp phòng để trừ tà xem sao, còn Hoji nghi ngờ việc Zanazi dậy muộn liệu có phải do bóng đèn không. Nhưng Zanazi khẳng định đó chỉ là do bản thân ngủ quên thôi, nếu báo thức đã không có tác dụng thì Miza nghĩ chỉ còn cách mọi người cùng đồng tâm hiệp lực lại gọi cậu ấy đi học thôi. Nói thì nói vậy, nhưng vào sáng hôm sau, khi ông mặt trời thức dậy mẹ lên dãy em đến trường, từng hồi chuông hỏa vang tiếng réo, thì Zanazi lại thản nhiên nhấc cái đồng hồ lên, rồi dùng con mắt mù mờ của mình nhìn 6 giờ sáng thành ra nửa đêm. Sau đó trực tiếp đi ngủ, sau đó chuông điện thoại reo, là giọng của Tozu, gọi cái thằng cha mày chứ tao không dậy, có lẽ chính bản thân Zanazi cũng không nhận ra. Nhưng cậu ta bị chứng cáu gắt khi buồn ngủ một cách nghiêm trọng, trong khi con người bình thường của Zanazi ấm áp hiền lành. Thì pha nghe máy vào buổi sáng kia đủ khiến cho Tozu nghe thấy mà sợ, việc này làm Zanazi cũng thấy ngại nhờ các bạn gọi dậy, nên đã bảo họ để cậu tự lực cánh sinh. Tất nhiên là mọi chuyện sau đó vẫn y như cũ, khi Zanazi nhận ra chuông báo thức không hề kêu thì đó đã là trưa hôm sau mất rồi. Hôm khác, Sengoku tình cờ bắt gặp Zanazi đứng trước máy bán hàng tự động, tưởng cậu có ý định chuyển sinh nên anh đã tiến đến, nào ngờ khiến cho Zanazi ấn nút chọn vào đồ uống mà cậu ấy không muốn. Vì vậy mà Sengoku cảm thấy có lỗi vô cùng, nhưng cậu còn để ý hơn đến một điều, đó là tại sao Zanazi đều có thể thân thiết với mọi người, còn đến khi nói chuyện với cậu thì lại dùng kính ngữ. À thì đó là thói quen của mình chỉ không dùng kính ngữ với những người muốn kết thân thôi. Nghe xong mà Sengoku chỉ muốn hát câu, mình là gì của nhau? Là bạn thân phải không? Nhìn thấy bộ dạng thất thần của Sengoku khi quay trở về văn phòng hội học sinh, Suvochi dù biết sẽ làm anh ấy đau, nhưng cũng phải hỏi cho bằng được nguyên nhân, anh bị đá rồi. Nghe mà Su sốc luôn á, Jemmy có thể độc ác đến vậy sao? Tất nhiên là không phải, Sengoku đang nói tới Zanazi cơ, tại sao cậu ta lại có thể tỏ ra thân thiết với mọi người trừ anh chứ? Tozu nghĩ lại thì đúng thế thật, đối với cậu thì Zanazi cũng hơi rén, nhưng không xa cách đến nỗi dùng kính ngữ. Sengoku nghĩ mà sầu, thì ra trong mắt Zanazi họ chỉ là bạn bình thường thôi sao? Ủa vậy anh còn muốn mối quan hệ gay cấn thế nào mới vừa lòng đây? Vào một lần khác, khi Sengoku đứng trước máy bán hàng tự động, cảnh tượng quen thuộc lại xảy ra, chẳng qua là ngược lại, người lần này ấn nhầm nút mua đồ lại là Sengoku. Tuy nhiên lon nước lần này lại có vị hơi kỳ, nên Zanazi đành phải mua cho anh ấy một lon nước khác, cậu ấy cũng biết Sengoku đang sầu vì mình, nên đã cố ép bản thân nói chuyện với anh ấy bằng cách bình thường, nhưng có vẻ hơi sượng chân, nên Sengoku đành phải bảo cậu ấy không cần gượng ép bản thân. Nói thì nói thế, nhưng lúc quay lại thì Sengoku vẫn bày ra một vẻ mặt cười toe toét, mà như Tozu miêu tả thì nhìn vô cùng buồn nôn, mà giờ nhớ lại. Thì hình như chúng ta cũng chưa được nhìn thấy gương mặt tươi cười của Sengoku bao giờ thì phải, thậm chí đến cả tưởng tượng ra, Zanazi vẫn thấy điều đó quá vô lý. Trong khi cậu ấy có thể làm những trò vô tri với Su hay nói chuyện ngu ngốc với Tozu, thì trước mặt Sengoku cậu lại không thể khống chế được mà lễ phép, Sengoku có vẻ cũng nhận ra điều này. Với những người vô tri như Su hay Juji, nhất là cấp độ của Juji, có lao vào tường cũng phải đứng lại tranh luận với nó một lúc xem ai đúng ai sai, thì Zanazi lại vô cùng thoải mái. Tozu thấy cái này thì có gì khó đâu, để cậu thị phạm cho mà xem. Nói rồi Tozu tiến lên chọc lét Zanazi, nhìn hai người thân thiết như vậy Sengoku cũng muốn thử một chút.
Nhưng khi anh vừa chạm vào người Tô Du thì cậu ấy lại thấy lạ lắm. Cách sờ này đâu phải cù lét, đây rõ ràng là sàm sỡ quấy rối mà. Hội hóng chuyện cũng bắt đầu xuất hiện. Miza tưởng họ đang chơi trò đóng kịch. Tô Du trong vai em gái trung học, còn Sengoku trong vai ông bác biến thái trên tàu điện ngầm. Hội trưởng nghe xong cũng đến ạ luôn. Giá như anh ấy có thể vô tri như cái lũ này thì đã không bị Zanazi xa cách rồi. Miza vừa mới lên nghe Sengoku nói vậy thì chẳng hiểu cái mô tê gì, lại được Tô Du nói thêm dầu vào lửa rằng Sengoku đang muốn thân thiết hơn với bạn bè. Thế thì Miza hiểu rồi, từ trước đến giờ sự thân thiết của mọi người chỉ có cậu cảm nhận được, còn với hội trưởng thì nó chỉ như gió thoảng mây bay thôi sao. Thấy Su đến góp vui, Miza liền tố cáo hội trưởng đang tẩy chay mình, còn Tô Du thì mách lẻo ngay anh ấy là cái đồ dê xồm, chỉ có một mình Zanazi là tin vào con người của hội trưởng. Thấy thế hội anh em bạn bè liền thuận nước đẩy thuyền, ở bên ngoài nói ra nói vào để Zanazi hiểu được tấm lòng muốn làm thân của hội trưởng, riêng chỉ có Miza là không hiểu mọi người đang cố gắng làm gì. Liền nói một câu vô cùng xà lơ, Sengoku muốn làm một tên dê sùng vì cậu đấy, khiến cho Zanazi sợ xanh mặt luôn, cậu đây là đẹp trai chứ đâu có dễ dãi. Chẳng biết sau chuyện này cái hội vô tri này có cạch mặt nhau luôn không, nhưng tôi tin chắc rằng ngày nào các nóc nhà vẫn còn đứng trên đầu trên cổ họ. Thì có thách kẹo các sàn nhà cũng không dám làm sằng làm bậy. Các bạn có nhớ ông thầy bất ổn Yasuda của lớp Hoji không? Ông ấy đi dạy học kiếm tiền chỉ là phụ, còn đến trường để ngắm nữ sinh cấp 3 mới là chính. Hôm nay, Yasuda vì ngủ quên trong phòng giáo viên nên bị các nữ sinh nghịch ngợm buộc cho kiểu tóc hai bên vô cùng cute. Lúc tỉnh dậy, thầy ấy chỉ cảm nhận được vừa có gái đứng sau mình và tiếc nuối vì đã không tỉnh táo để thưởng thức cảm giác tuyệt vời đó, chứ không hề phát hiện ra bản thân đã có một kiểu tóc cute hạt me. Đã thế còn sắp đến giờ lên lớp rồi nên Yasuda chẳng thèm nghe lời đồng nghiệp nói mà vắt chân lên cổ mà chạy đi dạy. Việc đầu tiên của Yasuda khi bước vào lớp là giáo huấn cho cái bọn lười học đó một phen, chẳng có điểm thi của đứa nào ra hồn cả. Nhưng lời nói có nghiêm túc đến mấy mà Yasuda lại buộc tóc hai bên như vậy thì tất cả chỉ là một trò hề. Hoji lấy hết dũng khí giơ tay lên định nói, nhưng cô lại chẳng biết mở lời như thế nào, cuối cùng đành ngồi xuống trong sự thất vọng của cả lớp, tiếp đến là Miza. Nhưng cố nhân đã bảo rồi, đã yếu thì đừng ra gió, Hoji còn chẳng dám nói thì thôi, dăm ba cái Miza thì làm được việc gì, quả nhiên sau một hồi ăn nói xà lơ cậu cũng phải ngồi xuống. Cuối cùng mọi spotlight lại đổ hết lên đầu của Yuji Vochi, cô ấy đi học muộn, đang chạy thừa sống thiếu chết vào lớp thì vừa bước vào đã nhìn thấy kiểu tóc chúa hề của thầy Yasuda. Yuji chẳng thèm kiêng nể gì mà cười phá lên, lúc này cả lớp cũng éo thể nhịn được nữa rồi nên tất cả cùng cười như được mùa. Yasuda vẫn chẳng hiểu chuyện quái gì đang xảy ra, anh còn tưởng tụi nhóc này chơi bóng cười quá 180 phút, mãi cho đến khi được nhìn thấy mình trong gương, Yasuda mới phải thốt lên, sao nó lại trông như thế này. Anh tức tối quay lại phòng của giáo viên và than thở với đồng nghiệp về mấy đứa học trò nghịch ngợm của mình. Nếu muốn buộc tóc cho anh thì chọn lúc anh đang tỉnh được không, ít nhất thì anh còn được cảm nhận cảm giác nữ sinh chạm vào đầu. Vì Yasuda có việc đến phòng tài liệu nhưng lại không tìm thấy chìa khóa nên anh phải tìm đến thầy Nakamine, người quản lý chìa khóa của cả cái trường này. Đúng là thầy ấy giữ chìa khóa phòng tài liệu thật, nhưng đấy là chuyện của hôm qua rồi, còn hôm nay cái chìa khóa đó ở đâu thì Nakamine chịu, Nakamine không có biết. Nhìn thấy thầy ấy mặc áo blue trắng, Yasuda nghĩ có khi nào Nakamine để vào đó xong quên xử mất không. Kết quả là không kiểm tra thì không biết, trong đó còn có chiếc chìa khóa xe đạp mà Nakamine đã mất từ mùa hè, mé bây giờ là mùa đông rồi cơ mà. Không biết cái chìa khóa đó đã đóng bụi trong túi của thầy ấy bao lâu rồi, Yasuda nghĩ kiểu gì cũng không thể hiểu được tại sao nhà trường lại giao việc quản lý chìa khóa cho cái người mất não như vậy chứ. Khi nhóm Hoji tình cờ đi ngang qua đó, họ còn chẳng nhận ra thầy giáo trước mặt là ai, phải cho đến khi Yuji nhắc, đó là người đàn ông mất não dạy môn địa lý thì cả đám mới nhớ ra. Vừa lúc đó, Nakamine cho tay vào túi áo xem còn cái chìa khóa nào nữa không, thì ngay lập tức 7.749 cái chìa khóa khác rơi ra khiến cho học sinh trầm trồ. Sao làm được hay dị, ảo thuật à hay túi thần kỳ của Doraemon, Yuji tốt bụng nhặt lại đống chìa khóa đó lại cho thầy giáo. Cuối cùng khóa của phòng tài liệu mà Yasuda lại lẫn trong số đó, thế này đúng là đến đời kiếp thất mới tìm được mất. Khi khác, khi Yuji đang hồn nhiên như cô tiên đi trên hành lang thì cô chợt nhìn thấy chiếc chìa khóa rơi trước mặt cùng với tiếng lách cách. Quả nhiên là thầy Nakamine đi đến đâu thì chìa khóa rơi đến đó, tại vì cái túi nó đã không chịu nổi sức nặng của đống chìa khóa bị lãng quên mà bị lủng một lỗ luôn rồi. Tiện thể Yuji có mang theo kim chỉ nên cô bảo Nakamine cùng mình đến phòng nữ công gia tránh để cô ấy may túi lại cho. Nakamine từ trước đến giờ đều nổi tiếng là mất não, cũng không giỏi nhớ mặt và tên người, nhưng anh tin từ giờ bản thân sẽ nhớ được tên của cô bé tốt bụng này. Nhìn hai người cười cười nói với nhau mà Tô Du và thầy Yasuda ở bên ngoài tức nổ đom đóm mắt. Tô Du và Yuji đang mập mờ nên cậu ấy ghen là phải rồi, nhưng còn Yasuda mập rõ như thế thì tức cái nỗi gì, chẳng lẽ chỉ vì thầy Nakamine được nữ sinh yêu thích hơn mà ghen tức sao? Mà nghĩ kiểu gì cũng thấy đau lòng, hồi trước Tô Du cũng bị bung cúc áo, nhưng Yuji lại nhắm mắt làm ngơ, thế mà bảo là yêu người ta, thế là ghét người ta rồi.
Khổ thân Tô Du thật sự đã phải nhìn cảnh người mình thích đang có hành động thân mật với người khác, lại còn bị đánh đồng với cái tên dê sồm biến thái ở bên cạnh. Thế nhưng dù hai người ở bên ngoài cãi nhau có lớn tiếng như thế nào, tuyệt nhiên cũng không ảnh hưởng đến không khí ấm áp bên trong. Rốt cuộc thì cậu phải chứng kiến cảnh thầy trò tình thâm này đến bao giờ đây, họ cười xong chưa? Nói xong chưa trả dép cậu về, mắt nhìn thấy Yuji chuẩn bị nắm lấy tay thầy Nakamine mà lòng Tô Du đau nhói, cuối cùng cậu không kìm lại được mà lao đầu vào cửa kính. Rốt cuộc thì Yuji cũng chú ý đến cậu, Tô Du cũng khéo giỏi tưởng tượng, vừa rồi thực ra Yuji chỉ muốn xem chỉ tay cho thầy Nakamine mà thôi, nếu Tô Du muốn xem thì cô cũng xem cho. Không việc gì phải ghen tị cả, sau khi nắm lấy tay Tô Du rồi quan sát một hồi, Yuji phán một câu chuẩn đét đèn đẹt, chỉ tay còn mờ lắm, đúng nhận sai cãi cho cô. Ủa xem chỉ tay của Tô Du là xem kiểu này ý hả, làm thế với Tô Du thì được, chứ với sở thích này sợ là người khác sẽ nghĩ cô kỳ lạ mất. Nói đến đây Tô Du cũng biết mình lỡ mồm, nhưng không kịp nữa rồi, Yuji đã căng. May có Su vô tình đi ngang, nên Tô Du mới thoát được một kiếp, cậu ấy đến tìm Tô Du vì buổi hẹn thầm kín của con trai. Nghe có vẻ thú vị nên Yuji cũng muốn tham gia, nhưng Su lại bảo, đây là thú vui mà chỉ có con trai mới hiểu thôi. Vậy là vào chiều hôm đó tại một phòng học trống đã có nhiều âm thanh lạ phát ra, tiếng nhóp nhép cùng với lời khen ngợi, to thật đấy. Phải to như này thì mới đã cái nư chứ, Misa à cậu đỉnh thật. Thầy Yasuda vô tình đi ngang qua đó nghe được, liền ngay lập tức xông vào bắt gian, đúng là cái tụi con trai mới lớn cái gì cũng dám làm mà. Nhưng trái với suy nghĩ của mọi người và Yasuda, nhóm Su chỉ đang chia nhau chiếc bánh kem mà Misa mang tới thôi. Cuối cùng thì cả lũ bị gọi lên phòng giáo viên uống nước chè vì tội dám lén lút dùng phòng học trống để làm chuyện phi pháp. Tuy là đang bị giáo huấn, nhưng đối tượng lại là thầy Yasuda nên bọn họ chẳng sợ gì. Thay vì mắng tụi em, thầy cho chúng em tọc mạch chút được không? Nhà thầy ở đâu vậy? Dì mày định đốt nhà tao hay gì? Thế thầy có bạn gái chưa? Dì, đừng động vào nỗi đau của tao. Thế là từ câu chuyện bị phạt vì bánh kem, câu chuyện đã chuyển hướng hoàn toàn sang soi mói đời tư của Yasuda. Thích nghĩ thầy Yasuda biến thái như vậy, lớn tuổi rồi mà còn ế vêu mõm ra, đã thế lại còn có sở thích kỳ lạ với những nữ sinh. Nhóm Tô Du thích nghĩ chắc hẳn việc có một người bạn gái bình thường với thầy ấy chỉ là chuyện trong mơ thôi. Tiện Tô Du cũng nhớ ra nhà thầy ấy ở đâu rồi, vì Tết năm ngoái cậu có gửi thiệp chúc mừng cho Yasuda, nghe vậy nhóm Su liền muốn đến nhà đó quẩy một phen. Vừa nghe chúng nó định đến báo nhà mình Yasuda đã dãy đành đạch lên, chúng mày mơ đi nhé, trừ khi dẫn bạn nữ đến thì được, Misa dẫn Hoji, Tô Du thì đem theo Yuji. Còn Su thì gọi Sakuza và Zemi đến, Misa tất nhiên là từ chối, làm gì có chuyện cậu mang mỡ đến dâng miệng mèo, còn Tô Du thì thấy tởm nha. Từ giờ cậu sẽ không gửi thiệp chúc mừng năm mới cho ông già biến thái này nữa, chỉ có Su là đau lòng vì hai cô gái mà Yasuda yêu cầu, họ không thích cái thằng lắm mồm như Su cho lắm. Ông nói gà bà nói vịt một lúc thì Yasuda cũng mệt mỏi, đành tha cho tụi nhóc nhiều chuyện này về. Misa trước khi đi còn dặn, tụi em sẽ quay lại lấy bánh kem nên thầy nhớ cất vào tủ lạnh hộ em nha. Sau đó, trong tủ lạnh chứa hóa chất của giáo viên hóa, bên cạnh lọ cyanua thì bỗng dưng xuất hiện một chiếc bánh kem khiến cho cô hóa học phải nghi ngờ nhân sinh luôn. Vào một hôm đẹp trời khác, khi Sengoku vừa tỉnh giấc nồng, cậu bỗng phát hiện ra bên cạnh mình là ác quỷ Hoji đang ngủ say. Còn cửa phòng hội học sinh thì đã bị khóa chặt, như thế này là muốn cậu tới số rồi sao? Sengoku muốn phát tín hiệu SOS đến các thầy thì điện thoại lại hết pin, cậu bất lực đấm vào cánh cửa bị khóa trước mắt. Chẳng may làm cho ác quỷ Hoji thức dậy, mày tới số với bà rồi nha, khi biết được tình hình của hai người, chẳng cần biết đúng sai Hoji vẫn phải chửi Sengoku trước. Trong khi bản thân còn ngủ say hơn cả cậu ấy, nên cửa mới bị ông thầy trực ban hôm nay khóa luôn mà chẳng ai hay biết gì. Sengoku bảo cậu đừng có mà lằng nhằng nữa, mau gọi điện cầu cứu đi, đấy là thái độ nhờ vả của cậu với người khác đấy à? À không, em xin lỗi, chị gọi điện đi ạ. Sau đó, thầy Yasuda đã đến giải cứu họ, còn chưa kịp nói gì đã thấy Hoji và Sengoku chạy như bay đến nhà vệ sinh, bị nhốt từ chiều đến giờ mót lắm rồi chịu không nổi. Cuối cùng họ lại bị gọi đến phòng giáo viên uống nước chè, nhưng lần này Hoji và Sengoku chẳng có tội tình gì cả, chẳng qua là thầy Yasuda biến thái nghi ngờ họ đã làm chuyện đồi bại, nên muốn Hoji cởi đồ ra để anh kiểm tra chút, mé cái thể loại dê sồm mà giả nhân giả nghĩa này cô Tezajima không thể để yên được, cô bảo Hoji và Sengoku cứ về trước đi. Còn tên biến thái này cứ giao cho cô xử lý, không biết cô ấy đã làm gì mà người dân xung quanh trường đã kể lại. Đêm đó họ nghe thấy có tiếng oan hồn khóc thảm, khiến người ta dựng cả tóc gáy. Sáng hôm sau, khi vừa biết Hoji đã bị nhốt, Misa đã vội lo lắng, hỏi xem cô có ổn không, sau khi biết người bị nhốt cùng cô là Sengoku. Misa chợt lộ ra ba phần thương cảm, cậu chạy đến hỏi Sengoku, chuyến sinh tồn với ác quỷ đêm qua thế nào, sao cậu còn sống được đến bây giờ vậy? Hoji đang định đấm tung mặt thằng người yêu ra, thì tự nhiên thầy Yasuda xuất hiện với một bộ mặt thánh thiện. Thầy ấy nói Hoji không nên sử dụng bạo lực, oan oan tương báo bao giờ mới hết, thiện tai thiện tai. Hình tượng mới mẻ này của thầy Yasuda khiến cả lũ sa mạc lời luôn, thậm chí những học sinh khác còn tự động tấp vào lề để thầy Yasuda đi. Rốt cuộc đêm hôm đó cô Tezajima đã làm gì mà có thể khiến thầy Yasuda giác ngộ như vậy?
Các bạn đoán thử xem. Bây giờ tôi mới phát hiện ra có một nhân vật mới siêu cấp thích Misa, mà đó lại là con trai mới chết chứ. Cậu ta mê mẩn Misa đến nỗi có thể ngắm nhìn cậu 24/24, dường như tình cảm đặc biệt này không phải dạng mới nổi, mà đã được Watabe ôm ấp ủ từ khi Misa còn để tóc dài và là một thằng chỉ biết ủ rũ trong lớp cho đến tận khi cậu trở thành người yêu của quỷ dạ xoa Hoji. Niềm hạnh phúc của Watabe cũng đơn giản lắm, chỉ cần được Misa vô tình đi ngang qua rồi hỏi về cuốn truyện cậu đang đọc là đã có thể khiến Watabe bắn tim tùm lum tứ phía rồi. Cậu đâu có ngờ câu sau của Misa lại là Hoji cũng thích thể loại trinh thám này, cậu với Hoji hợp nhau lắm á. Nghe xong mà trái tim mong manh dễ vỡ của Watabe tổn thương nhiều nhiều luôn. Thấy không khí tự nhiên trở lên trầm buồn, Misa đành phải sửa lại thành, thực ra mình cũng chuyện trình thám lắm luôn á. Ai cuộc nói chuyện ngắn ngủi này của cậu với Watabe đã tạo tiền đề cho một cuộc sóng gió gia đình lâu dài với Misa. Hôm đó, như thường lệ Misa đi học về nhưng lại la cà ở nhà bạn gái, thì thấy Hoji nhìn cậu bằng ánh mắt của người ngoài hành tinh, sau đó chạy đến hít hà Misa vài đường cơ bản. Người không biết còn tưởng cô ấy quấn người yêu, chứ Misa là đang đợi bản án tử cho mình kể từ giờ phút này rồi đấy. Quả nhiên cô ấy ngửi thấy toàn mùi của Watabe trên người cậu, trong khi bình thường Misa toàn có mùi của Tozu, nên cô chắc chắn Misa đã làm điều gì đó mờ ám sau lưng mình. Điều này khiến Misa bị oan mà hổng có dám nói, tại sao Hoji lại biết rõ mùi của người khác như vậy, đã thế cô ấy lại chỉ đề phòng con trai thôi, bộ cậu nhìn cong lắm hay gì. Thực ra đấy chỉ là suy nghĩ của Misa thôi, chứ cậu nào có dám bật như vậy. Thế là sáng hôm sau, Misa đã đích thân đi ngửi thử xem bọn con trai có mùi gì. Để về sau biết mà tránh xa ra, đầu tiên Su, cậu ta có mùi vô tri nồng nặc, tiếp theo là Tozu. Đối tượng này có mùi cờ rớt người ta mà không dám nói, cuối cùng là hội trưởng Sengoku, có mùi giống của Mi không ra vì đều ở trong hội sợ vợ. Họ thấy Misa hành động kỳ quặc như vậy nhưng cũng chỉ biết thương cho số phận của cậu, vì nghĩ bằng đầu gối cũng biết, chuyện này 9/10 là có liên quan đến mà Trần Hoji rồi. Mấy thằng vô tri trên trường không giúp được gì, Misa liền chạy đến tìm thằng bạn thân Shino. Thằng này chính là người bị Hoji cho vào danh sách đen, top những thằng con trai có mục đích tiếp cận Misa không chính đáng nhất. Quả nhiên khi Misa vừa đề nghị Shindo nhắm mắt lại cho cậu nhờ chút, là đầu Shindo bắt đầu nghĩ bậy, gì gì mày muốn hủy hoại tấm thân trong trắng của tao hay gì. Sau đó khi Misa tiến lại gần hít hà, thì cậu ta đã bị đứng hình mất 5 giây. Giờ thì Misa đã ghi nhớ mùi của đối tượng tình nghi lớn nhất rồi, từ giờ cậu sẽ không thể phạm sai lầm đến mức nhà tan cửa nát nữa. Ai mà ngờ, sáng hôm sau trong giờ thể dục, Watabe vẫn làm chuyện cậu ta thường làm, đó là chụp trộm Misa, mặc dù không tiến lại gần Misa. Nhưng lần này cậu ta đã làm cho Tozu hoang mang không ít, Tozu biết là hơi khó mở lời, nhưng mà Watabe này, cậu thích Misa phải không? Ai dè cậu ta còn không có một chút giấu giếm nào mà thẳng thắn thừa nhận, không phải nói là hơn cả cảnh giới của thích rồi, phải nói là sở thích biến thái. Tozu nghe mà éo hiểu gì luôn, nhưng cậu ta đã có bạn gái rồi, thì sao chứ, Misa lúc yêu đương cũng rất dễ thương mà. Thậm chí Watabe còn ghi âm lại cả giọng của Misa để nghe đi nghe lại thì Tozu thấy hơi ố dề rồi đó, dù biết ý nghĩ của mình là sai trái. Nhưng Tozu vẫn không kìm được mà chê thằng bạn mình tởm vãi ỏ. Sau khi Misa chơi bóng bàn đã thấm mệt, cậu liền vẫy tay gọi Tozu vào chơi cùng với mình. Lập tức cảnh tượng này trong mắt Watabe được gắn thêm filter lấp la lấp lánh, bây giờ thiên thạch có rơi xuống đầu thì cậu ta cũng mãn nguyện rồi. Tozu nghe được mấy câu này thì hỏi chấm đầy đầu, ủa bộ thiên thạch rơi xuống chớt luôn Misa cũng được hả? Tối hôm đó, Misa lại tiếp nhận một cơn thịnh nộ điên đảo khác của Hoji, rõ ràng là hôm nay cậu đã tránh xa Watabe. Tại sao Hoji vẫn có thể đánh hơi ra mùi vậy, mũi cô ấy còn thính hơn mũi chó sao? Misa không thể kiềm chế được nữa, mặc kệ Hoji đang phun thuốc khử mùi, cậu bắt đầu tiến về phía cô ấy, đưa tay lên và ôm Hoji vào lòng. Sau đó hít hà một đường, rõ ràng là cậu có thể ngửi ra được mùi của Hoji, nhưng tại sao mùi của những con gái khác thì ai cũng giống nhau? Tưởng rằng sau đó sẽ là màn tình yêu cảm động, ai dè cảm lạnh luôn. Hoji cứ tưởng vừa nãy Misa đột nhiên quay lại là muốn đối xử tàn bạo với cô chứ, làm một đứa máu mờ như cô trông đợi hết sức rồi lại phải thất vọng. Thế rồi, sáng hôm sau Misa xuất hiện với gương mặt băng bó đến lớp, vừa nhìn là hội bạn thân đã gớt nước mắt thương thương cho cậu. Yêu đương mà cứ như đi đánh trận vậy, ai dè khi Hoji đến thì trên mặt cô ấy cũng dán một miếng băng, khiến Tozu tưởng Misa này bạo ghê, thế mà còn dám bật cả người yêu. Nhưng Misa chỉ biết lắc đầu cay đắng, hôm qua sau khi Hoji và cho cậu một cái thì liên tục chửi cậu ngốc, rồi vì quá kích động nên đâm đầu vào cửa. Chứ cậu nào dám bật, cơ mà chỉ riêng lần này thôi, cậu nhất định sẽ không chịu nhượng bộ trước sự tức giận vô lý của Hoji nữa. Nhất định sẽ không chịu nhượng bộ cho đến khi Hoji xin lỗi trước. Tozu và Yuji nghe thấy lời tuyên bố hùng hồn này thì cũng chỉ biết chúc cậu may mắn mà thôi. Còn về phần Hoji, cô ấy cũng đang đau khổ vì thằng người yêu của mình đã sực mùi thằng khác còn không chịu xin lỗi. Trong khi Jemmy và Sakuza hết mực an ủi, thì hội trưởng rất giống bọn mình vì anh ấy chỉ nhẹ nhàng nói, ở đây chúng tôi vốt chia tay. Lỡ đâu Misa không còn yêu cậu nữa thì sao? Lời này khiến Hoji bực không thể tả, nhưng Sakuza cũng nói nội dung tương tự lại có thể khiến Hoji nghĩ thông hơn.
Nói thì nói vậy, nhưng hai người vẫn chiến tranh lạnh, khiến cho công tác làm việc nhóm của Tozu đến là vất vả, thậm chí đấu tranh đến bây giờ. Misa đã quên mất lý do ban đầu tại sao Hoji lại giận mình luôn rồi, đang ngồi ăn trưa bỗng nhiên Misa nhận được tin nhắn của Hoji. Tháng này chậm rụng râu rồi, khiến cậu đang uống nước ép táo mà nuốt không nổi nữa, phun hết vào mặt Tozu luôn. Sau đó lại là tin nhắn, lừa cậu thôi đồ ngốc, mẹ đây đâu phải đùa, đây là muốn con tim nhỏ bé của Misa tan nát mà. Sau đó, Mi bằng ra lại vô tình đụng thầy Sawa ra ngoài hành lang, thầy ấy bảo từ sáng đến giờ không thấy Hoji đâu. Thầy tìm cả nhà vệ sinh nữ rồi, nên Sawa ra bảo Misa nhớ lo cho bạn gái, chứ bên ngoài trời đang lạnh lắm. Nghe đến đây Misa chợt nhớ ra có một chỗ, chạy đến đó thì đúng là thấy Hoji đang ngồi ôm gối ở đó. Khi vừa thấy Misa xuất hiện thì cô đã không kìm được nước mắt mà khóc nhè. Hoji cũng biết là bản thân giận hờn Misa vô cớ chứ, cậu cũng sợ Misa ghét cậu, nhưng mà Hoji không thể kiềm chế được bản thân mình, hu hu. Misa thấy bộ dạng dễ thương này của Hoji thì không kìm được mà vừa dỗ dành của trêu chọc cô ấy một chút. Ai dè dịu dàng như thế lại khiến Hoji khóc to hơn, Misa cũng hết nói nổi, thực ra cậu ấy thích Hoji nhiều hơn so với những gì cô ấy nghĩ đấy. Vậy nên xin lỗi Hoji nha. Dù Misa biết bản thân chẳng làm gì sai cả, nhưng trước khi nhận ra thì cậu đã xin lỗi người yêu rồi, thế là đủ tiêu chuẩn để lấy vợ rồi. Hai người không biết toàn bộ cảnh đó đã bị cặp đôi hóng hớt Tozu và Yuji nhìn thấy, họ không nghe thấy Misa và Hoji đang nói gì. Nhưng có một điều mà họ chắc chắn, đó là Hoji vừa tung một cước vào bụng Misa, đáng sợ thật đấy, đúng là yêu đương mà cứ như đánh trận vậy. Sáng hôm sau, là lần đầu tiên Misa mặc áo hoodie đến lớp, vì đây chính là vi phạm nội quy trường, nên mọi người đều bất ngờ. Cũng bởi vì nó không hợp với Misa cho lắm, nhưng với Hoji, bộ dạng mới mẻ này của Misa cũng không tệ. Chỉ ít là cho tới khi cô thấy Suvochi mặc một cái áo y hệt chỉ khác màu, cậu ta cũng bất ngờ vì Misa hôm nay cũng mặc giống mình. Trái tim yêu đương nồng cháy của Su đã hạnh phúc đến mức tan chảy rồi đó nha. Sau đó Su trổ tài sờ Talit, biến Misa thành một thằng bất lương cho mọi người xem. Hoji nhìn mà chịu hết nổi rồi, bắt chước ai cũng được nhưng cấm Misa bắt chước cái thằng vô tri kia. Lúc sau thì hội trưởng hội học sinh đến tận cửa để nhắc nhở Misa, bởi cậu ấy dám mặc sai đồng phục, ủa sao không nhắc Su nữa, cậu ta thì không cần vì có nhắc thì Su cũng không sửa đâu. Cứ tưởng hôm nay là một ngày yên bình với Misa, nhưng mũi của Hoji lại bắt đầu hoạt động. Khi cô ấy vừa hít hà cái mũ áo của cậu, là Misa bắt đầu run như cầy sấy, sau đó giữ khoảng cách với Hoji cho đến tận lúc về. Cuối cùng cũng thoát một kiếp nạn, nhưng đến tận sáng hôm sau Hoji cũng không có vẻ gì là đã quên. Hai người đang đi học thì cô ấy lại bắt đầu nhìn chằm chằm vào cậu. Sau đó còn kéo Misa vào một góc, rồi cầm tay cậu lên hít một đường cơ bản. Đấy đây mới là mùi của Misa mà cô thích nhất, không giống mùi trên cái áo Misa mặc hôm qua một chút nào. Nghe đến đây thì Misa đành phải thành thật thừa nhận, thực ra cái áo đó là cậu mượn của Shindo vì hôm qua ngủ lại ở nhà nó không có đồ thay. Nhưng cái đó không quan trọng, quan trọng là hành động dễ thương vừa rồi của Hoji khiến cậu chịu hết nổi rồi, phải hôn cho cô ấy một cái mới được. Sau khi làm chuyện bất chính xong, hai người ra khỏi con ngõ nhỏ thì lại đụng mặt đôi của Jamie, thấy hai người mặt đỏ bừng bừng họ còn tưởng bị sốt cơ. Nhưng Hoji chỉ trả lời, tự nhiên thấy hôm nay ấm áp lạ thường nên mới vậy á, ngày lễ tình nhân sắp tới. Thay vì nhận được sô-cô-la từ cô em gái rơi là Sawaza, thì Misa lại bị nó khủng bố tinh thần vì từ sáng đến giờ con bé cứ ở ý mãi trong phòng cậu không chịu về. Chẳng là con bé hâm mộ Hoji một cách siêu cấp vũ trụ mà ông anh trai rơi Misa lại là người yêu của Hoji. Nên con bé muốn đến tham khảo cậu một chút, xem 14 tháng 2 này tặng sô-cô-la như thế nào, trong giấy gói màu gì thì Hoji sẽ thích. Nói thật chứ, là người yêu của Hoji, nhưng Misa còn chưa nghĩ đến vụ giấy gói quà đấy, giấy gói sẵn của cửa hàng không dễ thương sao. Nó không xấu nhưng rất là vô tâm luôn đấy nhớ, chị Hoji có giận thì cũng không liên quan gì đến em đâu. Bị con bé dọa, Misa tự nhiên cũng thấy rén rén, đành phải giao ra thông tin, Hoji thích màu hồng và cam đào để đổi lại sự trợ giúp của nó, đấy. Em với Trà Út, hở tí là đe dọa anh trai ngay được. Sáng hôm sau khi đến lớp, công cuộc nghiên cứu của Sawaza vẫn chưa kết thúc, con bé cắm đầu vào tạp chí tháng 2 để tìm ra món quà ưng ý nhất. Hội Jamie cũng không kém phần, họ đang bàn tán về việc Hoji sẽ tặng gì cho Misa, nhưng bất ngờ chưa, Hoji thậm chí còn không định làm cái gì đó để tặng Misa, có vô tình quá không dợ. Dù sao cũng là người yêu, mà lại đi mua đồ ở tiệm tặng cho người ta. Thực ra Hoji cũng khổ tâm lắm chứ, Misa là con trai bà bánh bánh mì, nên cậu ấy cũng có trình độ làm đồ ngọt thượng thừa. Nếu tự làm thì khác gì múa rìu qua mắt thợ, nghe lý do này của Hoji, mà nhóm Jamie chỉ biết chúc cô may mắn, đừng may mắn lần sau là được rồi. Đang tám chuyện thì họ nhìn thấy Sawaza và Misa đang bàn vụ tặng quà vô cùng lộ liễu, thậm chí khi thấy Hoji tới. Nó còn định trực tiếp hỏi cô ấy thích cái gì, nếu Misa không kéo con bé đi sớm thì con báo này sẽ làm kế hoạch của cậu đổ bể mất. Sawaza chẳng biết mình làm gì sai mà bị Misa túm đầu kéo cổ lôi đi nên con bé đang vô cùng tức giận. Đột nhiên có một bạn cùng lớp rón rén đến hỏi Sawaza, cậu quen thân với mấy anh chị lớp 12 lắm phải không? Lại là câu hỏi này, vì Sawaza khá khép mình trên lớp, lại chơi thân với các anh chị lớp trên nên thường các bạn xa lánh.
thậm chí là bắt nạt. Khi nghe bạn học hỏi câu này, Sawaza đã chuẩn bị tinh thần trước cho điểm chẳng lành. Nhưng con bé nghĩ hơi quá rồi đó, thực ra cô bạn đó chỉ muốn hỏi Sawaza có quen một anh rất xinh trai của lớp 12 không. Lúc này Sawaza mới bừng tỉnh, vì từ trước đến giờ cô toàn coi mấy khứa đó là lũ vô tri, nên cũng quên mất rằng Miza và Zanazi thực ra cũng thuộc dạng hot boy của trường. Nhưng đó lại không phải là người mà cô bé kia muốn hỏi. Sawaza suy nghĩ vất vát thêm chút nữa thì nhớ ra Tozu và Sengoku tuy không đẹp trai bằng nhưng cũng thuộc dạng đại gia phố núi. Tuy nhiên bạn học kia cũng không biết hai người này, anh chàng lớp 12 mà cô bé để ý là một anh thường hay mặc áo hoodie đến trường cơ. Vừa nghe đến đặc điểm nhận dạng này, Sawaza lập tức nảy số ra đó là Su. Nó không thể không cảm thấy bất ngờ, ngơ ngác đến bật ngửa, hứa lắm mồm vô tri đó lại có người thích sao. Vừa biết được Sawaza cũng biết Su, cô bé kia liền kích động, nhỏ lo lắng một người tuyệt vời như Su chắc hẳn đã có bạn gái rồi. Nếu như thế thì anh ấy sẽ không nhận sô-cô-la đâu, không, hứa đó không có bạn gái nổi đâu và chắc chắn cũng không phải là một người tuyệt vời nốt. Tất nhiên, nhỏ kia đã bị con đũi tình yêu che mờ mắt rồi nên nghe thấy mỗi câu, Su chưa có người yêu thôi. Kể ra, đây cũng là lần đầu tiên cô bé nói chuyện với bạn cùng lớp, vì cũng là một người hay ngại và hướng nội nên cô bé rất khó tìm thấy người có cùng tần số. Vừa nghe thấy điều này, Sawaza lập tức muốn giúp đỡ nhỏ, biết đâu đây lại là người bạn thân đầu tiên trong lớp của Sawaza thì sao. Bên khác, Su đang vô cùng đau khổ vì ngày lễ tình nhân sắp đến rồi mà năm quái nào người nhận được sô-cô-la cũng chỉ có thằng bạn nhà giàu Tozu, mà cậu thì chẳng được cái miếng nào. Mà nói chứ, Su đang đau khổ như thế mà hai khứa bạn còn đang làm cái việc vô tri gì kia. Thực ra Tozu cũng chẳng biết nữa, Miza bảo cậu cứ lặng im để cậu ấy thắt cổ, Tozu còn tưởng cậu ta sẽ thắt cả vạt cho mình. Chứ có biết là Miza thắt cổ cậu thật đâu, mé thắt nút luôn rồi đây này, còn dễ thương với không dễ thương cái nỗi gì, có cởi ra cho bố không thì bảo. Đột nhiên họ thấy nhóc Sawaza thập thò ngoài cửa, con bé vốn rất rén tiếp xúc với con trai nên ngay khi bị phát hiện đã lập tức trốn sau lưng của Miza. Thực ra hôm nay Sawaza đến là để tìm Su, nhóc ấy muốn hỏi, anh Su thích sô-cô-la như thế nào vậy? Ôi nghe qua như sét đánh ngang tai, cả lũ phải đứng hình mất 5 giây luôn, còn Su thì ngay lập tức bày tỏ sự dễ dãi của mình. Được tặng sô-cô-la đã là điều tuyệt vời nhất trong đời anh rồi, nên anh không kén chọn đâu. Tozu và Miza cũng bất ngờ lắm vì con bé thế mà còn định tặng sô-cô-la cho thằng vô tri này nữa. Nhưng vừa nghe thấy thắc mắc này của họ, trên mặt Sawaza đã lộ ra ba tia khinh bỉ nói, tại sao em lại phải tặng sô-cô-la cho Su chứ? Nghe được câu này mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, chỉ có Su là đau khổ không nói thành lời, không ai thương Su sao. Dù sao cậu ấy phải hóa thân thành chúa hề để mua vui cho mọi người mà, ít nhất cũng nên được đối xử tốt. Ngày Valentine ngày càng đến gần, mọi người ai cũng bận rộn chuẩn bị quà cho người mình thích. Hoji nhớ đến câu của Jemmy, nếu cậu tự làm thì chắc hẳn Miza sẽ vui lắm, nên cô ấy cũng hạ quyết tâm đến tìm chiến thần làm đồ ngọt là Sakuza để xin lời khuyên. Hoji cũng tự biết bản thân không có năng khiếu nên chỉ muốn làm cái gì đó đơn giản nhất có thể là được. Mặc dù mang một thứ như vậy đi tặng con trai bà bán bánh mì như Miza thì có chút kỳ, nhưng Hoji làm gì còn cách nào khác nữa đâu. Sau một hồi tìm kiếm, Sakuza cũng quay lại với một cuốn sách dạy đồ ngọt. Cô ấy nói bản thân lúc đầu cũng dùng cuốn sách này, nó có hướng dẫn chi tiết và rất dễ hiểu. Hoji có bảo bối trong tay thì vô cùng quyết tâm. Bố Hoji thấy con gái cầm dao với khí thể hùng hùng hổ hổ như vậy, còn tưởng Hoji định ra trận đánh giặc nữa chứ. Thậm chí mẹ của Hoji còn sợ con gái sẽ đồ sát bố, nên nhanh chóng khuyên Kyosuke nhanh chóng rời khỏi nơi nguy hiểm. Hoji không tin một món đơn giản như sô-cô-la nama mà mình lại không làm được nên vô cùng tự tin xuống tay, sau đó mang thành phẩm của buổi luyện tập này ra cho mọi người thử. Sau khi em trai nếm một miếng, nó tỉnh bơ phán một câu, không ngon, bạn của Sota thì lịch sự hơn chút nói, em không ghét món này ạ. Bố mẹ của Hoji cũng không muốn làm cô buồn nên cũng ăn thử và cho cảm nhận, à thì mà là 9 người 10 ý con ơi, có thể bố mẹ không thấy ngon nhưng người khác lại thấy nó tuyệt vời thì sao. Hoji sau nghe được những lời nhận xét tuyệt vọng này thì cũng cảm thấy hết cứu luôn. Sakuza thấy Hoji đâu cần buồn vậy đâu. Sau khi ăn thử một miếng sô-cô-la thì cô thấy độ đắng này với con trai là cũng vừa chấp nhận được mà. Cuối cùng vẫn là chế chứ gì, Hoji đau khổ lắm rồi đó. Sô-cô-la này cô ấy làm đã không được đẹp thì chớ, vị lại còn dở tệ thì Miza sao thích được. Hoji lo lắng hơi ố đề rồi đấy, Miza chắc chắn là sẽ rất thích đồ mà Hoji tặng mà. Không chỉ vì nó do chính tay Hoji làm, mà còn bởi vì cậu mà dám mở miệng ra chê một phát thì rất có thể bị Hoji đấm ngay. Tất nhiên là Sakuza không nói về sau, nên Hoji rất cảm động vì cuối cùng cũng có người cho cô một lời khuyên hữu ích. Ngày Valentine cuối cùng cũng đến, Miza vì nhà làm đồ ngọt nên cậu chuẩn bị rất nhiều sô-cô-la nghĩa vụ cho bạn bè. Su nhận được sô-cô-la thì cũng vui đấy, nhưng Miza làm ơn gọi đây là sô-cô-la tình bạn được không, nghe nghĩa vụ nó cứ sao sao á. Mà sô-cô-la hiệu Miza này, tiệm nào mà cái tên ngộ dữ, nghe câu này mà Miza chắc chắn đây là sô-cô-la nghĩa vụ rồi, chứ bạn bè méo gì mà còn không nhớ nổi tên tiệm bánh nhà mình.
Nhìn thấy Hoji, Misa liền chạy tới hẹn cô ấy sau giờ họ đến nhà mình. Hoji thấy cũng lạ, chẳng phải bình thường Misa hay chạy đến nhà cô ăn trực làm sao? Chẳng lẽ lần này cậu ấy định chuẩn bị một bất ngờ lớn cỡ tháp sô-cô-la tan chảy nên mới phải đổi địa điểm? Đang suy nghĩ thì Sawaza ầm ầm chạy đến, cô bé muốn tặng sô-cô-la cho Hoji, thấy nhỏ với Misa lao tâm khổ từ bao nhiêu ngày qua chỉ để chọn được món quà ưng ý nhất. Hoji cảm thấy vô cùng hạnh phúc, cô nhận ra, dù có là món quà như thế nào, thì chỉ cần tâm ý của người tặng đủ nhiều là có thể khiến người nhận cảm thấy ấm lòng rồi. Phía Juji, năm nay cô ấy lại tặng cho mọi người những viên sô-cô-la có vị kỳ lạ, mà tặng cũng nhanh như một cơn gió vậy, làm Sakuza không cả kịp đưa món quà của mình cho Juji. May là Juji chân ngắn nên cô ấy mới đuổi theo kịp, nhìn thấy trong túi thế mà lại có hai món quà, một cho Juji, một cho Tozu mà lòng Juji hơi bối rối. Chuyện Sakuza thích Tozu không phải cô không biết, chuyện Tozu đã từ chối Sakuza cô cũng biết. Chỉ có chuyện Tozu dạo này tỏ ra rất rõ ràng là cậu ấy thích cô thì cô lại không biết, nên khi nhận được món quà như này từ Sakuza, Juji mới cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Đến lượt Hoji, đến phòng Misa thì cô chẳng thấy có tháp sô-cô-la tan chảy nào, mà chỉ thấy cậu ấy bảo hôm nay bố mẹ tớ không có ở nhà, đừng nghĩ bậy nha, chỉ là bố mẹ không có ở nhà thôi mà. Sau đó Misa bê ra một miếng bánh sô-cô-la do mình tự làm, nhìn hình thức phải nói là khác xa so với sô-cô-la mà Hoji làm. Đã thế nó lại còn ngon nhức nách nữa chứ, thế mà Misa còn lo lắng cậu làm đơn giản như vậy, thậm chí còn không có giấy gói bánh thì Hoji sẽ buồn. Thế có khác nào chửi thẳng vào mặt Hoji không chứ, vì sô-cô-la cô làm đã xấu lại còn không có giấy gói quà hẳn hoi, mang ra để tặng Misa phải gọi là ngại và xấu hổ vô cùng. Nhưng trái với lo lắng của Hoji, lượng sô-cô-la trên khay cứ vơi dần, Misa còn khen nó ngon hết nước chấm, thử một miếng thì Hoji cũng thấy. Đúng là nó ngon hơn lần đầu cô làm thật, nhưng ngon hết nước chấm thì chưa đến mức đó, so với bánh của Misa làm thì vẫn còn kém xa. Mà so với sự đẹp trai của Misa thì đúng là một trời một vực, chưa gì Misa đã nghĩ đến việc năm sau sẽ tặng gì cho Hoji rồi. Nhưng chắc chắn là Hoji sẽ ăn mà, vì ngoài làm bánh để bán cho 1001 người ra, thì mùi vị này chỉ có cô mới được nếm thôi, đúng không? Ai đó nói có đi ạ, chứ không là Hoji buồn lắm đó. Tập này đến đây là hết rồi, các bạn hãy like, subscribe để ủng hộ kênh của mình nhé, khoan đã. Ý tôi là khoan chưa hết tập, chứ không phải khoan ấn vào nút đăng ký đâu, vì Su vẫn chưa nhận được sô-cô-la tình yêu kìa. Cô bé kia rình rập cả ngày, nhưng cuối cùng vẫn không đủ can đảm để đưa nó cho Su, mặc dù Sawaza rất muốn giúp đỡ, cơ mà quà thì phải chính chủ đưa mới có ý nghĩa. Thế là Sawaza đã quyết định thay Su vô chi ăn nó thật ngon, tất nhiên là bạn học kia cũng không phản đối, vì hai người đã là bạn của nhau rồi mà. Sawaza thực ra cũng chuẩn bị một phần quà cho cô bé, vừa tặng còn không quên nhắc, đây chỉ là sô-cô-la nghĩa vụ thôi nha. Đúng là em gái rơi của Misa có khác, nhưng nhìn món quà được gói chỉn chu, thêm lời nhắn hết sức dễ thương là đủ hiểu, cô bé đã để tâm vào nó như thế nào rồi. Nói chung Valentine này ai cũng có quà, trừ Su và những khứa FA như tôi, hu hu. Câu chuyện hôm nay là kể về thời trẻ trâu của bố Hoji, ông Kiyosuke. Hồi đó Kiyosuke là một boy phố chính hiệu, tóc thì để dài qua mắt, ngày ngày cưỡi con xe phân khối lớn đến trường. Tất nhiên là trường cậu có nội quy cấm đi xe máy đến trường, nên Kiyosuke mới phải trốn chui trốn lủi để trộm xe ở sau trường. Tình cờ cảnh này lại bị Yujiko nhìn thấy, nhưng thay vì chửi cho Kiyosuke một trận vì mới bay lớn đã bày đặt đi xe phân khối lớn đến trường, phận làm đàn chị như Yujiko lại chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở Kiyosuke, đây không phải chỗ để xe đâu bé, em nên mang ra chỗ khác thì hơn. Tuy thấy bà chị này hơi kỳ lạ, nhưng chẳng biết vì lý do gì, hôm đó cậu đã nghe lời và cất xe đi chỗ khác. Ai dè, nhà trường đã thực sự phát hiện ra việc sau trường bị trưng dụng làm bãi đỗ xe lậu. Khiến cho những thanh niên để xe trộm hôm đó bị kỷ luật, đúng là hay không bằng hên, khổ nỗi Kiyosuke được cái này thì lại mất cái kia, cùng hôm đó, cậu bị người yêu chia tay. Vì bị cô ta tát cho lệch cả mặt, mà ánh mắt của Kiyosuke đã va vào Yujiko đang bê một đống đồ nặng ơi là nặng. Thế những Yujiko vẫn cố tỏ ra là mình ổn, giống hệt như Hoji lúc bị hội trưởng hội học sinh thồn cho một đống việc. Ngay cả một đấng nam nhi như Kiyosuke bê đống đồ này cậu cũng cảm thấy nặng, mà thằng cha Sengoku lại dám độc ác để cho một cô gái làm việc này sao? Giải thích một chút là bố của Sengoku cũng học cùng bố của Hoji hồi trung học và Yujiko gọi ông ấy bằng họ nên cũng là Sengoku giống như thằng con hiện giờ luôn, chứ không phải là cùng một người đâu nha. Kiyosuke vô cùng bất bình vì Sengoku cậy chức cậy quyền mà đẩy công việc cho một cô gái yếu đuối như Yujiko. Thấy cậu em mới lớp 10 mà đã dám ý kiến ý cỏ, Sengoku cũng không chấp mà chỉ nhắc cậu mặc đồng phục cho nó hẳn hoi lại rồi cảm ơn Yujiko và rời đi. Sau khi làm màu xong, Kiyosuke mới thấy mình hơi vô ý, nếu vì cậu mà Yujiko khó xử với hội học sinh thì sao? Thì chị rời hội chứ sao? Câu trả lời thẳng thừng và bình tĩnh này của Yujiko đã làm Kiyosuke rất ấn tượng. Từ lúc đó, cậu đã bị thu hút bởi con người luôn vô tư hồn nhiên này, khổ nỗi bằng lái xe máy Kiyosuke còn chưa có, thì lấy đâu ra bằng lái máy bay. Cậu là một thằng ăn chơi lêu lổng, còn chị ấy lại giống như một đóa hoa rực rỡ, cậu sợ bản thân vụng về sẽ làm bông hoa ấy tổn thương nên không dám tiến tới.
Quả nhiên, các cô gái bắt đầu phát hiện ra Kyosuke dạo này đang quen với một bà chị nhìn rất quê mùa. Họ cho rằng sói cô đơn thì phải cặp với gơn đại bằng, Yujiko căn bản là không xứng đáng với cậu. Kyosuke nhìn thấy người mình thích bị bắt nạt thì nổi cơn tam bành, định lao đến vặt gãy cánh của con bé gơn đại bàng kia, nhưng còn chưa kịp ra tay thì đã bị chị Yujiko cản lại. Là một người đàn ông chân chính thì không bao giờ được đánh phụ nữ. Nói xong, Yujiko lao tới tát thẳng vào mặt con dở người đòi làm gơn phố kia một phát, tiếng bốp đến tận 20 năm sau vẫn còn nghe thấy. Bố Hoji lúc đó mới nhận ra Yujiko thật sự là đẹp như một đóa hoa bách hợp, nhưng lại những chiếc gai nhọn sắc bén. Thật ra ông ấy kể chuyện này cho Mira chỉ để trấn an thằng bé rằng Hoji là một cô gái mạnh mẽ nên có bị con bé tát mấy phát cũng không sao đâu, cứ nghĩ đó là cách Hoji thể hiện tình yêu là được rồi. Mira thấy tình yêu kiểu này đau thật đấy, cô ấy còn ngày càng ra tay mạnh hơn nữa chứ. Kyosuke cũng đến bó tay, chắc là do Hoji càng ngày càng yêu cháu hơn ý mà, đừng lo nha. Ngày xưa ta cũng bị Yujiko đấm suốt, vẫn sống được đến giờ đấy thôi, chỉ có điều thay vì ngầu lòi như ngày xưa thì bây giờ chú đã bị cả mẹ con nhà nó đánh đến mức đầu óc chập chênh luôn rồi. Nói có sách mách có chứng, một buổi sáng bình thường của nhà Hoji, dù có bắt đầu yên ả đến mức nào thì về sau cũng sẽ là giông tố. Đó nhìn xem, ông Kyosuke đang ngồi đọc sách một cách rất an nhiên. Sau đó Hoji đến hỏi mượn ông áo vì cô ấy đã lỡ mang hết đồ đi giặt rồi, đến bây giờ vẫn bình thường đúng không? Nhưng áo của ông Kyosuke lại quá lớn nên cô không thể mặc vừa được. Đột nhiên em trai Hoji lại xuất hiện, thằng bé khoe với Hoji con mèo mới của mình, đến đoạn này vẫn chưa có gì bất ổn. Tuy nhiên, ngay giờ khắc Hoji đưa tay ra định lột áo thằng em, nó đã la toáng lên, may là kiềm chế được khâu chửi Hoji là cầm thú mà chỉ dừng lại ở đồ yêu quái. Bắt đầu có biến rồi đây, vì hành động gây hiểu lầm này nên Kyosuke tưởng Hoji là bờ ra cần, kẻ cuồng em trai, nhưng Hoji chỉ vì nghĩ cô ấy sẽ mặc vừa áo của Sota nên mới muốn thử một chút thôi mà. Lúc này hiểu lầm được hóa giải, nhưng thay vì im lặng xử nó đi thì ông Kyosuke lại nói, Tết vừa rồi mày thồn lắm bánh trưng vào họng, giờ làm sao mặc vừa áo của thằng bé nữa. Thế là một trận combat nổi lên, cũng đúng thôi, nói phụ nữ béo kể cả là bằng cách gián tiếp thì cũng là một tội ác. Để chứng minh bản thân không hề béo, Hoji đã hùng hùng hổ hổ vào phòng Sota lấy một chiếc áo phông ra để mặc. Kyosuke thấy bất lực, muốn gọi thằng bạn thân kiêm con rể Mira của mình đến chơi để cho không khí gia đình bớt máu lửa. Nhưng thay vì gọi cậu đến một cách bình thường thì Kyosuke lại nói, ê đến nhà chú xem buổi trình diễn thời trang của Hoji không. Hoji lúc này cũng đẩy cửa ra, cô mặc một chiếc áo hoodie và đúng là nó vừa thật. Tuy nhiên cái này là chơi bẩn, bởi áo hoodie vốn là cỡ lớn mà mặc lên người cô nó lại thành đồ ôm sát luôn. Kyosuke cũng bất ngờ một chút, không ngờ đứa con gái lép của mình khi mặc đồ bó một chút cũng nhìn thấy được đồi núi nhấp nhô đấy chứ. Hoji nghe mà dỗi luôn, đúng là ông bố tệ mà. Lần tiếp theo, cô mặc chiếc áo phông màu đỏ của Sota tự tin xuất hiện trên thảm đỏ mà không hề nhận ra Mira đã xuất hiện ở nhà cô từ lúc nào. Cậu ấy cũng nhận ra, cái áo cuốn cỡn như crop top mặc trên người Hoji kia là áo của Sota. Điều này làm Hoji vô cùng xấu hổ, còn Mira thì lại thấy nhà của Hoji lúc nào cũng náo nhiệt, đúng là vui đáo để luôn. Sau khi biết ngọn nguồn của buổi trình diễn thời trang này, Mira cũng không ngờ chỉ từ việc mượn bố một chiếc áo mà Hoji trong mắt bố và em trai có thể biến thành cầm thú, yêu quái rồi cả chúa hề luôn. Thậm chí, đến lúc bà Yujiko bê đồ ăn ra, bố con nhà Hoji vẫn cứ cãi nhau không ngừng, một bên thì căng thẳng. Còn bên mẹ con Sota thì vẫn cứ tình thương mến thương, khiến cho Mira cảm thấy nhà Hoji đúng là rất thú vị. Vào hôm khác, khi Sota đang mải mê vẽ tranh thì bà chằn Hoji xuất hiện quát, bao giờ em mới chịu dọn dẹp cái đống bừa bãi này đây? Mẹ thằng bé đang vẽ, phải đợi nó vẽ xong thì mới dọn chứ. Kyosuke vừa xuất hiện đã theo phe của Sota, khiến cho cô ấy vô cùng bất bình và kéo cả Mira vào cuộc. Cho cậu 3 giây, chọn về phe ai thì nói một câu cho nó gọn nào. Mira biết chống đối người yêu thì rất có thể sẽ nhận về một cái kết cay đắng, nhưng đúng là lần này Hoji có hơi khắt khe với Sota nên cậu đành phải lựa lời mà nói cho vừa lòng em. Hoji cũng biết bản thân mình hơi nóng tình, nhưng nghĩ là một chuyện, nếu người khác dám nói cô vậy, nhất là bố của cô thì chắc chắn sẽ bị dỗi ngay lập tức. Thấy Hoji như vậy, cả Sota cũng phải xuống nước dỗ dành cô, cứ để họ la hét ồn ào cũng không phải cách, nên Hoji không trốn trong phòng nữa. Tất nhiên cô ấy cũng không quên đe dọa, đừng đụng vào tôi. Mira không hiểu câu đó có nghĩa gì, nhưng Kyosuke nghĩ đó chắc là cách mà con gái yêu quý của ông nói, tôi đang rất là giận luôn nó. Sota lúc này đã rén, nên ngoan ngoãn đi dọn hết đống đồ mà mình bày bừa lại. Hoji cũng thưởng cho thằng bé một cái xoa đầu nhiều ấm áp, nhưng đấy là vì thái độ hối lỗi của Sota. Chứ với hai kẻ dám cả gan nói cô nóng tính như kem là Mira và Kyosuke thì vẫn cứ là đừng đụng vào tôi, Hoji úp mặt vào ghế từ chối giao tiếp với họ. Mặc cho Mira có dùng bánh pudding để dụ dỗ hay Kyosuke muốn bóp vai để đề tội cho cô, bài học rút ra ở đây là Hoji có thể sai, nhưng bố và người yêu không được phép giận, nếu không biết thân biết phận thì người sai chính là mấy người đó.
Hôm khác, Misa và Hoji đang cùng nhau học thì Sota xuất hiện đòi chiếm đóng căn phòng này để biến nó thành một không gian vũ trụ. Thấy thú vị là phụ còn do lười học là chủ yếu nên Misa đã nhanh chóng thu xếp sách vở chơi cùng thằng bé. Sota giải một tấm thảm cũ màu xanh ra và giả vờ đó là không gian trong tàu vũ trụ. Vừa nghe vậy, Hoji đã ngay lập tức đẩy Sota văng ra ngoài vũ trụ luôn, vì không có không khí nên phi hành gia Sota đã tử nạn. Sau đó Hoji còn kết hợp với người sao hỏa là Mồn Lèo để chiếm lấy tàu vũ trụ, khiến cho Sota là người đặt ra nguyên tắc trò chơi phải khóc thét thằng bé tạch ngay từ đầu, thế này thì còn được chơi cái gì nữa chứ. Thấy Sota quá tội nên Misa đã xin Hoji cứu thằng bé một mạng, nhưng con người ác độc đó đã bày ra bộ mặt, có tin cậu là người tiếp theo sẽ bị đẩy ra khỏi con tàu này không? Sota cũng biết thân biết phận nên đành ngồi lên một chiếc túi khác, giả vờ nó là một con tàu cứu sinh mà cậu bé đã may mắn gặp được khi bị ngã khỏi con tàu vũ trụ. Bây giờ thằng bé sẽ tiến tới quá trình hắc hóa và biến thành quỷ để quay lại trả thù. Misa vừa hô cố lên một phát là cậu đã bị Hoji bắt giữ với lý do tình nghi đây là gián điệp của quân địch. Sota chớp được thời cơ này đã lấy siêu kiếm của mình kết liễu Hoji. Nhưng thằng bé đã quên mất rằng đây là sân chơi của Hoji và cũng là luật của Hoji, cô là một là nhất là siêu nhân, nên là cô bất tử. Trò chơi sau đó đã kết thúc bằng tiếng la hét thảm thiết của con lệ quỷ nhỏ bé. Để phòng trừ thằng bé còn bày trò con bò nữa, Hoji đã bắt Sota học bài, nhưng nó mới nhú lên một thắc mắc là Hoji đã giải đáp ngay lập tức, còn không cho nó thời gian từ suy nghĩ, dạy học thế này là chết rồi. Kyosuke vì về trễ nên không được chứng kiến trận chiến vũ trụ kia, nhưng ông vừa sáp vào các con đã bị chúng nó chê hôi, người gì mà toàn mùi thuốc lá. Kyosuke buồn lắm nhưng Kyosuke không nói. Mà tính ra Sota cũng thông minh, mới lớp 1 mà đã viết được hán tự, chẳng bù cho Misa, ngày cưa làm cách nào cậu cũng không thể tự viết được tên của chính mình. Đã vậy Sota còn vô cùng ngoan ngoãn, thấy mẹ làm việc nhà vất vả là liền sắn tay lên phụ. Hoji tất nhiên là không muốn để cho em trai mình phải làm việc nên đã tranh làm ngay lập tức. Sota nghĩ mà dỗi, sau đó bao nhiêu nỗi uất ức nghẹn ngào biến thành giọt nước mắt trào ra. Làm việc tốt không được khen thì thôi lại còn bị mắng, tại sao chị gái lúc nào cũng hung dữ với nó như thế chứ? Sau đó nó chạy ra ôm anh trai ruột mới nhận của mình là Misa, chỉ có anh mới thấu hiểu được nỗi lòng của cậu em này thôi hu hu. Thấy tình cảnh này, Hoji đã lúng túng giải thích, chẳng qua là cô thấy việc rửa bát quá nguy hiểm nên mới không muốn để cho Sota làm thôi mà. Misa nhớ lời Kyosuke dặn, không được làm Hoji giận nên cậu đã nhẹ nhàng khuyên giải, thực ra Sota chỉ muốn giúp mọi người một tay thôi mà. Cả Sota nữa, em hiểu chị Hoji cũng chỉ muốn lo lắng cho em thôi đúng không? Thế là Sota nín, còn Hoji lại khóc ròng, không phải do cô ấy giận mà do cảm động quá ấy mà. Thấy chị khóc Sota cũng ngoác mồm ra gào, khiến Misa không biết làm thế nào mà lần. Kyosuke về nhìn thấy cảnh này thì vui đáo để, nhưng bảo ông xử lý vụ này thì ông bó tay nha, phải mất một lúc lâu thì Hoji mới chị nín khóc. Misa thấy cô ấy đã bình tĩnh nên mới dám bảo cô ấy hãy nhẹ nhàng với Sota một chút. Dù sao thằng bé cũng chỉ là trẻ con thôi mà, không thể hiểu được sự lo lắng của cậu nếu cậu cứ quát mắng đâu. Hoji biết là Misa nói không sai, nhưng dù thế nào Misa cũng phải đứng về phía cô mới đúng chứ. Tất nhiên, dù có nói gì thì lòng Misa vẫn đứng về phía người yêu rồi, trừ khi cô thực sự mắc sai lầm thì cậu mới giận thật thôi. Nghe đến bị phạt một phát là máu mờ của Hoji trỗi dậy, nín khóc ngay lập tức và trở về dáng vẻ như thường ngày. Hoji rõ ràng là một cô gái có chí tiến thủ, luôn muốn dậy sớm để thành công, nhưng thay vì tự làm điều đó, cô có một cách hay hơn, đó chính là dặn Misa sáng hôm sau phải đến nhà mình thật sớm để cùng cô đi học. Còn bản thân thì cày chuyện ma đến tận muộn để rồi không mở nổi mắt dậy. Nhìn thấy Hoji như vậy Misa cũng không nở trách, mà chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cô ấy, rồi nói cô ấy nhanh đi đánh răng rửa mặt cho nó tỉnh ngủ. Xong xuôi Misa ngồi ở phòng khách cùng xem tin tức và dùng bữa sáng với Soto, nhưng đã qua cả chương trình thời sự buổi sáng rồi, vẫn chưa thấy Hoji ló cái mặt ra. Misa nóng ruột nên đích thân đi xem thế nào, quả nhiên thấy cô ấy ngủ vật ngủ vợ ở cạnh giường khi đang chuẩn bị ba lô đi học. Quá bất lực với người yêu, Misa đành phải tranh thủ lúc cô ấy ngủ để chải tóc, sau khi đã có một kiểu tóc ưng ý. Cậu mới nhẹ nhàng đánh thức Hoji, bảo cô ấy đi vệ sinh rồi đi học nhanh kẻo muộn. Ai dè vừa vào nhà vệ sinh, tiếng hét thất thanh của Hoji đã vọng ra bên ngoài, hóa ra là Hoji bị sốc bởi kiểu tóc mà Misa đã buộc cho cô ấy. Nhìn vào còn tưởng nơi cô sắp đến là một bữa tiệc cao cấp nào đó, chứ không phải chỉ là buộc tóc để đến trường đi học không thôi. Thấy Hoji muốn tháo ra, chỉ vì kiểu tóc này không hợp với đồng phục, Misa buồn nhưng Misa không có dám nói. Tuy nhiên chỉ cần nhìn mặt cậu là Hoji cũng đủ hiểu rồi, nên thôi, Hoji cứ giữ nguyên kiểu tóc này cho người yêu vui. Nhưng tôi e là cô ấy đã nghĩ nhiều quá rồi, biểu cảm đó của Misa hoàn toàn là do cậu ấy nghĩ bản thân không hề giỏi buộc tóc. Và lại trong mắt Misa, Hoji buộc kiểu tóc dở hơi thế nào cũng xinh đẹp tuyệt vời, cũng 10 điểm không có nhưng cả. Nói vậy không có nghĩa là kiểu tóc búi này nhìn rất dở hơi đâu nhé, ngược lại là đằng khác. Vừa nhìn thấy nó Juji đã phải thốt lên thật dễ thương, đến Tozu hay mỏ hỗn còn phải thừa nhận điều đó nữa là. Phản ứng mãnh liệt nhất thì chắc là Jamie, vì cô ấy có niềm yêu thích mãnh liệt với những thứ dễ thương mà.
Misa không ngờ bản thân chỉ múa tay bừa, chứ hoàn toàn không giỏi buộc tóc, lại có thể khiến tâm trạng hôm nay của Hoji vui đến vậy. Misa nghĩ đây chắc là do Hoji mặt dễ thương thì để kiểu tóc nào mà chẳng dễ thương, nó đã gánh còng lưng năng lực buộc tóc của cậu rồi, Hoji cũng lạ đời cơ. Được Misa khen những như thế thì ngại đến đỏ cả mặt, nhưng thay vì e thẹn như những cô gái khác thì Hoji chọn đấm Misa để khỏi bối rối. Còn một điều nữa khiến Hoji cảm thấy rất bất bình, đó là Misa tuy là con trai nhưng lại có mái tóc mượt như san siêu, chẳng bao giờ sơ rối khiến cô phải cảm thấy ghen tị. Sengoku nghe thấy thế thì cũng nổi máu sân si, nó không sơ rối thì cậu làm cho nó sơ rối là được. Sau đó anh ấy đã xui Hoji buộc tóc thật chặt cho Misa, để các sợi tóc bị gãy hết, đến lúc tháo ra thì nó sẽ trở thành một mớ bòng bong. Nghe thấy có lý, Hoji đã thử ngay lập tức, đúng là người tàn ác thường sống thảnh thơi mà, chỉ có Misa nằm không cũng dính đạn. Khi đang cùng với Sakuza dọn lại văn phòng hội học sinh, Sengoku đã phải dùng hết sức bình sinh mới đẩy được chiếc hộp đựng đồ lên đỉnh tủ. Lúc đầu, khi nhìn thấy Sakuza bắc ghế lên để hạ nó xuống, Sengoku đã được một phen hết hồn, cô ấy đúng là một cô nàng biết quan tâm đến người khác mà. Chỉ vì để ý thấy Su và Tozu thi thoảng lại bị ho khi tới đây mà dám mạo hiểm đi dọn dẹp một mình ở chỗ cao như thế. Cả Sengoku nữa, đã tuổi cao sức yếu thì chớ, để cái hộp lên tủ giúp Sakuza thôi mà cũng chênh vênh như sắp rớt đến nơi vậy đó. May là Su và Tozu đến giúp, nếu không thì nó sẽ rơi vào đầu ai đó cũng nên, nhìn Sakuza mắt sáng rỡ khen ngợi hai khứa đó. Trong khi bản thân đã cố gắng gần chết để đưa cái hộp đó lên, Sengoku chỉ biết cay đắng chấp nhận, bộ khỏe khoắn thì tốt làm sao. Dạo này anh cũng có tập gym đấy nhé, chuột bao tử cũng sắp nổi lên rồi đây này. Vừa lúc Hoji và Jemmy đi vứt rác cũng đã quay lại, nhìn mặt cô ấy có vẻ hơi quạng nha. Chắc do vừa rồi Jemmy định vứt rác một cách cực kỳ hời hợt mà không thèm phân loại nó ra, làm chứng ám ảnh cưỡng chế của Hoji phát tác đây mà. Zanazi cũng vì thế mà đuổi theo tận đến đây, thấy hot boy trường tìm mình, Jemmy còn tưởng cậu ấy có việc gì, hóa ra là Jemmy không chỉ vứt rác hời hợt, mà còn vứt luôn cả cái điện thoại của mình đi mới chất, cũng may Zanazi thấy nó rất quen mắt nên mới biết đường mà mang lại trả lại cho cô. Zanazi thấy mọi người dọn dẹp có vẻ đông vui nên cũng xắn tay áo vào làm cùng, cái thùng giấy mà Sengoku phải còng lưng ra gánh cũng được cậu ấy nhấc lên cái một. Khiến cho Sengoku sốc không nói lên lời, anh muốn triệu hồi Misa một cách khẩn cấp vì nghĩ cậu ấy cũng gầy yếu và không thể bê thùng giấy giống mình. Ai dè ngay giây sau Misa lại xuất hiện với một thùng giấy trên tay, vẻ mặt còn cho thấy chuyện này là dễ. Hóa ra vừa rồi cậu bắt gặp thầy Yasuda đang còng lưng bê cái thùng này, thấy khổ quá nên mới giúp thầy ấy một tay, dù sao thì để người lớn tuổi làm việc nặng cũng không tốt. Những lời này có khác gì sát muối vào lòng Sengoku không chứ? Thấy anh ấy sầu, Jemmy đã nói Sengoku cứ như vậy là được rồi, cô ấy sẽ cố gắng trở thành đại lực sĩ, gánh hết mọi điểm yếu mà anh ấy có. Tưởng tượng ra hình ảnh Jemmy bế Sengoku theo kiểu công chúa cũng thấy kỳ kỳ, nhưng Sengoku lại không dám bật nóc nhà nên chỉ dám nói nhẹ nhàng rằng thực ra mình cũng muốn cậu không cần thay đổi gì hết á. Một lúc sau thì Yuji xuất hiện, cô ấy dù hơi vật vã nhưng vẫn có thể miễn cưỡng bê cái thùng giấy từ chỗ thầy Yasuda đến tận đây. Zanazi thấy cờ rớt bê nặng như vậy liền chạy ra đỡ, không chạm tay vào thì không biết, Yuji không hề yếu mà là do cái thùng giấy đó quá nặng mà thôi. Sengoku thấy Zanazi bê không nổi còn không biết tự lượng sức mình chạy ra giúp, kết quả là cuộc sống của anh không chịu nổi lực và kêu kẽo kẹt luôn. Su tìm thấy một bức ảnh có cảnh bờ biển trong thùng sách đó, vừa tưởng tượng tất cả mọi người ở đây cùng nhau đi biển, Su lại nhớ đến lời hứa trước ngày tốt nghiệp của mọi người. Sau này khi có bằng lái thì mọi người nhất định sẽ cùng nhau đi du lịch, còn cụ thể của cái sau này đó thì không biết nữa. Chỉ sợ sau này đi họp lớp Sengoku còn phải vác loa đi gọi từng người ấy chứ. Nhớ lại lúc Hoji chưa quen Misa, mối quan hệ của cô cũng chỉ quanh quanh mấy người bạn này. Chỉ khác là lúc đó Tozu vẫn còn thích cô nên chỉ nói chuyện với Hoji vài câu là cũng có thể khiến cậu ấy mặt đỏ tía tai. Yuji cũng nhận ra điều đó và nói với Hoji, nhưng Hoji lại không bao giờ chịu thừa nhận mà chỉ cho rằng những lời rủ rê đó chỉ là tiện mồm nên nói thôi, Tozu cũng hay mời Yuji đi chơi như vậy mà. Lúc đó, một cơn gió lớn đã khiến rèm cửa trong lớp tung bay, tóc Misa lúc ấy còn dài nên cậu phải chỉnh lại nó. Hành động này đã khiến Hoji có một chút chú ý đến cậu. Tất nhiên Hoji và Sakuza cũng chưa có quen biết như bây giờ, nhưng bằng bàn tay sắp xếp của tác giả đã khiến cho Hoji vô tình va phải Sakuza lúc cô ấy đang bê đồ, sau đó phát hiện ra cô ấy là người của hội học sinh. Thi thoảng, khi nhìn lên sân thượng Hoji cũng có thể nhìn thấy bóng của một chàng trai tóc xanh vô tri đang ở đó, còn Zanazi thì vẫn đang chán nản vì cậu khó hòa nhập với mọi người. Nếu không có Misa, mọi người bằng một cách nào đó vẫn sẽ đến với nhau và trở thành những người bạn, nhưng Hoji vẫn cảm thấy thiếu một cái gì đó. Cho đến khi cô tình cờ làm rơi điện thoại xuống dưới chân của Misa, đang định nhờ cậu ấy nhặt hộ, thì thấy Misa đang chú tâm đọc sách nên cô ấy đành phải tự lực cánh sinh vậy. Khi Misa loát ra được chuyện gì xảy ra, thì Hoji cũng đã cúi xuống nhặt chiếc điện thoại đó, có điều Misa vẫn nhanh tay hơn. Nhặt lấy nó và đưa cho Hoji, chỉ vậy thôi, chứ không hề có chuyện hai người sẽ nói chuyện với nhau.
Mọi thứ kỳ lạ như vậy là do nó nằm ở trong giấc mơ của Hoji, chứ thực ra cậu con trai lạnh lùng đó bây giờ đã trở thành người yêu kiêm cái gối đầu của cô rồi. Chuyện bọn họ gặp nhau đã là định mệnh không thể xoay chuyển, tuy những ký ức tươi đẹp đó sau ngày tốt nghiệp sẽ dần mờ đi và không thể nào nhớ hết được, nhưng Hoji tin rằng thứ còn sót lại sẽ mãi là những mảng ký ức tươi đẹp nhất của một đời người. Sau buổi lễ tốt nghiệp, như thường lệ Misa vẫn sẽ tới nhà Hoji ăn trực. Ban đầu đâu ai có thể ngờ, hai con người khác nhau một trời một vực này có thể đến với nhau chứ. Cũng may là không thử thì thôi, chứ thử rồi thì đúng là hợp không tưởng, từ cả đời này có vẻ đao to búa lớn quá so với họ. Nhưng từng phút từng giây ở hiện tại, họ vẫn luôn muốn đối phương có thể hạnh phúc nhất. Tất nhiên là việc được bước cùng nhau trên con đường sau này vẫn là điều tuyệt vời nhất rồi, nhưng tại thời điểm này, Hoji chỉ cần Misa nhớ rằng, khi cậu cúi đầu nhìn xuống chiếc bóng của chính mình thì sẽ không quên rằng cô sẽ luôn ở bên cạnh cậu, trở thành ánh nắng từ từ sưởi ấm quá khứ lạnh lẽo kia của cậu. Hoji cũng muốn mỗi khi bản thân buồn bã chán nản, Misa cũng có thể nhắc nhở cô ấy rằng cô không hề cô đơn mà vẫn có cậu bên cạnh. Ngày tốt nghiệp trời trong xanh, Hoji nắm lấy tay cậu trong một khung cảnh lãng mạn, con đường này dẫn tới đâu cũng không quan trọng nữa, quan trọng là có cậu ấy ở bên cạnh. Buổi sáng sau ngày lễ tốt nghiệp cũng chẳng có gì thay đổi, Misa tung tăng tới nhà Hoji chơi, chỉ khác là lần này cậu đã đến muộn 4 tiếng đồng hồ. Do ngủ quá giờ trưa và hiện đang rất sợ Hoji sẽ nổi trận lôi đình với mình nên mới xách bánh kem theo. Misa dù đã chuẩn bị tinh thần trước, nhưng khi thấy Hoji chẳng nói chẳng rằng gì vẫn hơi rén, phải đến khi cô ấy xuất hiện với mái tóc tém, Misa mới đứng hình mất mấy chục giây và nhận ra không phải cô ấy đang giận mà là đang xấu hổ với tạo hình mới của mình. Mặc dù Misa thấy rất hợp với cô ấy, nhưng thực chất đây chỉ là một tai nạn. Rõ ràng đã đưa ảnh mẫu với độ dài ngang vai cho anh cắt tóc, mà thế quái nào khi cắt ra nó lại thành như thế này. Để an ủi Hoji, Misa bảo cậu cũng đang định cắt tóc nè, thế là được cả đôi tóc ngắn. Người ngơ ngác nhất khi nhìn thấy cảnh này chắc là bố của Hoji. Ông ấy nghĩ ngay đến trường hợp xấu nhất là hai cái đứa này chuẩn bị chia tay nên mới đi cắt tóc. Mà xí xí, cho tôi 3 giây mê trai đã nhé, Misa cắt tóc ngắn ngầu bá cháy luôn, không biết bố Hoji cũng đòi cắt ngắn như vậy thì sẽ trông như thế nào nhỉ? Miễn là đừng để cho Hoji ra tay thì tôi nghĩ kết quả cũng gì và này nọ lắm đấy, vì hồi trẻ ông đẹp trai thế cơ mà. Như đã nói thì phần phim này là những câu chuyện vụn vặt được góp nhặt lại từ những phần trong manga mà trong series chính thức không có nên không thể tránh khỏi việc nó không liền mạch. Tuy nhiên cũng không thể phủ nhận được những mẩu chuyện vô tri của đám bạn cùng với sự ngọt ngào của các cặp đôi rất là bánh cuốn có đúng không? Và tới đây thì bộ phim đã kết thúc rồi. Các bạn hãy để lại ý kiến và cách comment. Và đừng quên bấm theo dõi chiếu phim anime để kịp thời đón xem những bộ phim hay và hot hơn nữa nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.